Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1221, một cái môn phái nhỏ mà thôi. Thấy Diệp Thần Phong cực kỳ kiên định lắc đầu, Tôn Bác Dịch là bất đắc dĩ thở dài, hắn biết mình cái này từng cháu ngoại tính cách, một khi quyết định sự tình sẽ không người có thể làm cho hắn cải biến. Nguyên Thiên Sơ Kỳ Tôn Hằng Phi, hắn đang hơi ngây người, sau đó hắn đem nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra, Thần Phong, ta cũng phải cùng đi với ngươi địa huyền giới, ngươi cũng không nên cho là ta là bởi vì ngươi mới muốn đi địa huyền giới, nếu siêu phàm cảnh bên trên chả có nhiều như thế cảnh giới, như vậy ta cũng muốn để mình trở nên càng mạnh hơn, bằng không ta cần phải muốn được ngươi cho bỏ rơi càng ngày càng xa. Nguyên Thiên Trung Kỳ Tôn Hiểu Lệ, người mím môi mở miệng nói ra, Thần Phong, ta cũng muốn trở nên càng mạnh hơn, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An đám người, bọn hắn khi nghe đến Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ lời nói sau, trên mặt bọn họ biểu lộ là càng thêm bất đắc dĩ. Hồi lâu sau, Tôn Bác Dịch nói ra, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình liền để chính các ngươi quyết định đi. Chúng ta sẽ không đi địa huyền giới mù tham gia náo nhiệt, nói không chắc chúng ta chỉ sẽ trở thành Thần Phong trói buộc. Xích Phiêm Cốc thiếu chủ Liệt Dương, hắn cũng kích động nói cha, ta cũng muốn đi địa huyền giới. Liệt Phiêm đã trầm mặc một lát sau, nói ra, được, cha con chúng ta hai liền cũng đi địa huyền giới xem một chút đi. Đi xem một chút địa huyền giới bên kia cao thủ. Ngược lại, Liệt Phiêm lại nói, Diệp huynh đệ, này thông thiên chi hải nhưng cũng không đơn giản, phổ thông thuyền căn bản vô pháp ngang qua thông thiên chi hải, lần này từ địa huyền giới bên kia đi lái qua 4-5 chiếc thuyền. Chỉ cần chúng ta có thể liên lụy trong đó một chiếc, chúng ta là có thể thuận lợi đến địa huyền giới rồi. Diệp Thần Phong thấy Tôn Hằng Phi cùng Liệt Viêm đám người thái độ kiên quyết, hắn biết mình là không cách nào ngăn trở, thế là hắn liền mở miệng nói ra, được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lập tức chạy tới Thông Thiên Chi Hải đi. Diệp huynh đệ nói không sai, từ nơi này chạy tới Thông Thiên Chi Hải tối thiểu yêu cầu 3 ngày 3 đêm thời gian, nếu như đi trễ mà nói. Nói không chắc thuyền bè của đối phương đã trở về địa huyền giới rồi. Nguyên Thiên Đỉnh Phong Liệt Viêm gật đầu nói. Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An bọn người lựa chọn lưu tại cổ võ giới. Bởi vì bọn họ biết mình cho dù đi rồi địa huyền giới, bọn hắn cũng không giúp được Diệp Thần Phong gấp cái gì. Cho nên lần này cùng Diệp Thần Phong cùng đi hướng về địa huyền giới chỉ có 4 người, bọn hắn theo thứ tự là Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ, Liệt Viêm cùng Liệt Dương. Trong đó Liệt Viêm thực lực tại Nguyên Thiên Đỉnh Phong, Tôn Hiểu Lệ thực lực tại Nguyên Thiên Trung Kỳ, Tôn Hằng Phi cùng Liệt Dương thực lực tại Nguyên Thiên Sơ Kỳ, bởi vì Diệp Thần Phong chưa hề đem thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế bày ra, cho nên hiện tại Liệt Viêm bọn người còn không biết Diệp Thần Phong thực lực chân thật. Đang cùng Tôn Bác Dịch bọn hắn cáo biệt một tiếng sau đó Diệp Thần Phong đám người liền lập tức xuất phát. Sau 3 ngày, cổ võ giới tối phía tây địa phương, nơi này vốn là một mảnh hoang mạc. Bây giờ lại trở thành một cái mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, này biển rộng chính là Thông Thiên Chi Hải rồi. Tại Thông Thiên Chi bờ biển một bên ngừng lại một chiếc cỡ trung thuyền, chiếc thuyền này chỉ là thân thuyền thượng viết Hải Vương số này 3 chữ lớn, đây chính là chiếc thuyền này chỉ là tên. Này Hải Vương số dài chừng 70-80 mét, rộng ước nhị thập gạo, tổng cộng có tầng 3. Thân thuyền là dùng một loại đặc thù kim loại rèn đúc mà thành, nhìn qua là vô cùng khí thế cùng uy mãnh. Làm Diệp Thần Phong cùng Liệt Viêm đám người đi tới Thông Thiên Chi Hải thời điểm, nơi này bồi hồi rất nhiều cổ võ giới cường giả, mà Thông Thiên Chi bờ biển một bên cũng còn sót lại một cái chiếc Hải Vương số. Diệp Thần Phong hướng về Thông Thiên Chi Hải nhìn tới, hắn rất xa nhìn thấy Thông Thiên Chi Hải trên có một chiếc thuyền chỉ đang nhanh chóng đi tới, tốc độ kia vô cùng kinh người. Chiếc thuyền kia chỉ cùng Hải Vương số không xê xích bao nhiêu. Tại chiếc thuyền kia bong tàu bên trên, đứng đấy một tên thân mặc quần áo màu trắng thanh niên này trên mặt vẻ mặt phi thường khó coi, tại trên mu bàn tay của hắn có một cái bác đấu thất tinh đồ án, tên thanh niên này không phải là được Diệp Thần Phong chiếm cơ duyên Liễu Vô Nguyên ma. Đứng ở bong tàu bên trên Liễu Vô Nguyên, hắn lông mày đột nhiên bỗng nhiên vừa nhíu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương Thông Thiên Chi bờ biển một bên, hắn vừa vặn trên mu bàn tay tinh không đồ án lại có một tia yếu ớt phản ứng. Này không chính là nói rõ cướp đi hắn cơ duyên người liền ở phụ cận đây sao? Liễu Vô Nguyên lập tức đối với trong khoang thuyền, quát, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lập tức để thuyền đình chỉ đi tới, cái kia Hải Vương số hẳn là hôm nay cũng phải lên đường chứ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Hải Vương số đuổi theo chúng ta. Liễu Vô Nguyên hầu như có thể khẳng định,
Tên kia cướp đi hắn cơ duyên người cũng sẽ leo lên hải vương số, đối phương lại dám cướp đi hắn trọn vẹn hy vọng 2 năm cơ duyên lớn, hắn nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Mà ở thông thiên chi bên bờ biển Diệp Thần Phong, bởi khoảng cách vô cùng xa xôi rồi, hắn căn bản không thấy rõ nơi xa chiếc thuyền kia thượng Liễu Vô Nguyên khuôn mặt. Làm Diệp Thần Phong cùng Liệt Viêm đám người vừa vặn đến thông thiên chi hải thời điểm, một tên hơn 30 tuổi đàn ông trung niên đi lên, tên này trung niên trong mắt của nam nhân tránh qua một vệt vẻ giảo hoạt. Hắn nhiệt tình nói ra, ngài nhất định là Diệp Thần Phong Diệp Thiếu chứ. Trước đây không lâu ta nhưng tận mắt thấy Diệp Thiếu ngài giải quyết xong Lý Đông Thiên cùng ma không sát đám người, Diệp Thiếu thân ảnh tại ta trong đầu thật lâu tán không đi a hát. Diệp Thiếu, các ngươi nhất định cũng là muốn đi hướng địa huyền giới a. Đã quên chính mình giới thiệu, ta gọi Hồ Dài Ba. Tên này đàn ông trung niên vô cùng như quen thuộc, tiếp tục nói, Diệp Thiếu, hiện tại chỉ còn dư lại một cái chiếc hải vương số, trước đó lái đi mấy chiếc thuyền, bọn hắn căn bản không nguyện ý trang bị chúng ta. Có người nói này hải vương số chủ nhân chính là địa huyền giới bên kia một cái tên là Thanh Dương Tông môn phái, cũng chỉ có này hải vương số mới nguyện ý tiếp nhận chúng ta cổ võ giới người. Nói xong, Hồ Dài Ba chỉ vào leo lên hải vương số lối vào nơi, nói ra, Diệp Thiếu, ngươi thấy nơi đó sao? Tại lối vào có một cái trong suốt kết giới, chỉ có thực lực đến phá thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn mới có thể thuận lợi leo lên hải vương số, có người nói có thể leo lên hải vương số. Các loại đã tới địa huyền giới sau đó chúng ta tự có khả năng trở thành Thanh Dương Tông đệ tử. Những này nhưng là Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam chính mồm nói, này hải vương số thượng chính là Ngô Trưởng Nam đang tọa chấn, Diệp Thiếu, chỉ sợ ngươi còn không biết tại siêu phàm cảnh bên trên còn có thông linh cảnh, hợp biển cảnh, thần niệm cảnh, tạo hóa cảnh, luân hồi cảnh cùng niết bàn cảnh đây này chứ. Những này cũng đều là Ngô đại trưởng lão chính mồm đối với chúng ta giảng thuật. Này Ngô đại thực lực của trưởng lão thật giống tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, này Ngô đại trưởng lão tuyệt đối là một cao thủ. Hồ Dài Ba một mặt kiêu ngạo nói, trong ánh mắt thỉnh thoảng hội tránh qua giảo hoạt ánh sáng. Thanh Dương Tông. Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam. Này Ngô Trưởng Nam thân là đại trưởng lão cũng mới hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng phải không biết cái gọi là lắc đầu, phải biết một môn phái bên trong đại trưởng lão. Thực lực khẳng định chỉ so với tông chủ yếu hơn một bậc, dùng này có thể suy đoán ra này Thanh Dương Tông trên đất huyền giới thế lực sẽ không quá mức cường hãn, tối đa chỉ là một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ mà thôi. Tại Thanh Dương Tông người sở dĩ nguyện ý để cổ võ giới người leo lên hải vương số, đoán chừng bọn họ là muốn tại cổ võ giới chọn lựa có tư chất đệ tử, dù sao cổ võ giới nguyên bản thiên địa linh khí thiếu thốn, trong đó nói không chắc ẩn giấu đi tư chất cực tốt thiên tài. Nếu như có thể tuyển chọn một hai cái thiên tài, như vậy chuyện này đối với Thanh Dương Tông tới nói tuyệt đối là đại trám đặc trám rồi. Chỉ còn dư lại 6 cái danh ngạch rồi, còn có ai hay không yếu lên thuyền? Nếu không có gì để nói, như vậy hải vương số phải lên đường. Từ biển vương số thượng truyền đến một đạo tiếng gào. Bồi hồi tại hải vương số chung quanh đại thể đều là phá thiên sơ kỳ cùng phá thiên trung kỳ cao thủ. Phá thiên đỉnh phong cùng với trở lên cao thủ cơ bản toàn bộ leo lên hải vương số, trước mắt cái này một đạo dục thanh âm vang lên, những kia phá thiên sơ kỳ cùng phá thiên trung kỳ cao thủ muốn thử một lần nữa, bọn hắn liều lĩnh hướng về hải vương số lối vào nơi vọt tới. Tại thân thể của bọn họ đến lối vào thời điểm, bọn hắn dồn dập được một nguồn sức mạnh cho bắn ra bay ra ngoài, xem ra muốn leo lên hải vương số tối thiểu yêu cầu phá thiên đỉnh phong thực lực. Hồ Dài Ba nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Thiếu, ngài xem, ngài có thể hay không giúp ta một tay. Này Hồ Dài Ba chỉ có phá thiên trung kỳ thực lực. Diệp Thần Phong cũng chú ý tới Hồ Dài Ba trong mắt giảo hoạt vẻ mặt, bất quá, hắn căn bản không có thanh Hồ Dài Ba coi là chuyện to tát, xem ở vừa vặn Hồ Dài Ba nhiệt tình giúp hắn giải thích phân thượng, Diệp Thần Phong bình thản mở miệng nói, ngươi hãy cùng sau lưng ta đi. Chương 1222, không biết trời cao đất rộng. Lấy Diệp Thần Phong cùng Liệt Viêm đám người thực lực, bọn hắn yếu leo lên hải vương số là dễ như ăn cháo. Hồ Dài Ba đang nhìn đến Diệp Thần Phong hướng về hải vương số lối vào nơi đi đến, sau đó hắn vội vội vàng vàng đi theo Diệp Thần Phong phía sau. Diệp Thần Phong lại đi đến hải vương số lối vào nơi lúc, thân thể của hắn trực tiếp xuyên thấu qua kết giới, thập phần nhẹ nhõm leo lên hải vương số. Mà thực lực chỉ có phá thiên trung kỳ Hồ Dài Ba. Hắn tại Diệp Thần Phong thân thể phá tan kết giới thời điểm,
hắn cũng gấp bận bịu bay lên Hải Vương số, có thể nói là hiểm mà lại hiểm đi lên Hải Vương số. Về phần Liệt Viêm cùng Tôn Hằng Phi bọn bốn người, bọn họ là thong dong bình tĩnh phá tan rồi lối vào kết giới, nhàn nhã leo lên Hải Vương số. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn leo lên Hải Vương số trước đó, đã có hơn 20 tên cổ võ giới cao thủ đi tới Hải Vương số, trong đó phần lớn đều là phá thiên đỉnh phong cao thủ, nguyên thiên cảnh giới cao thủ là đã ít lại càng ít, trong đó không thiếu có nhận ra Diệp Thần Phong người của bọn hắn, trong lúc nhất thời Hải Vương số bong tàu chi bên trên truyền ra tỉ mỉ tiếng bàn luận. Nếu người cũng đã đủ, như vậy ta liền đến nói hai câu đi. Khoang thuyền cửa mở ra rồi, một tên nhìn qua 70-80 tuổi lão đầu tử từ trong khoang thuyền đi ra. Lão đầu này chính là Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam rồi, Ngô Trưởng Nam ánh mắt ở trong đám người quét mắt một lần, đang nhìn đến Tôn Hằng Phi đám người thời điểm, hắn là không khỏi hơi hơi gật gật đầu, trẻ tuổi như vậy liền có nguyên thiên cảnh giới thực lực, này đặt ở cổ võ giới bên trong đã đúng là không dễ. Về phần Diệp Thần Phong phi thường tự nhiên thu liễm trong cơ thể linh khí, cho nên Ngô Trưởng Nam không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong thực lực. Bất quá, Ngô Trưởng Nam kết luận Diệp Thần Phong cũng gần như tại nguyên thiên cảnh giới tầng thứ. Phàm là có thể leo lên Hải Vương số người, về sau các ngươi nói không chắc liền có thể trở thành Thanh Dương Tông đệ tử, từ cổ võ giới đến địa huyền giới yêu cầu trọn vẹn nửa tháng lộ trình, nửa tháng này bên trong các ngươi an tâm ở tại Hải Vương số trong phòng nghỉ ngơi là được rồi. Tiếp lấy, Ngô Trưởng Nam nhìn hướng đứng tại bên cạnh mình ba tên nam đệ tử, ba người này đều tại thông linh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Ngô Trưởng Nam tiếp tục nói, đứng ở bên cạnh ta ba người này chính là chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử nội môn, trong bọn họ tùy tiện một cá nhân đều có quét ngang các ngươi cổ võ giới thực lực, nếu như tương lai các ngươi thật sự có thể gia nhập Thanh Dương Tông. Như vậy nhân sinh của các ngươi đều sẽ có long trời lở đất thay đổi. Ngược lại, Ngô Trưởng Nam vừa chỉ đứng ở bong tàu biên giới. Giờ khắc này đang nhìn thông thiên chi hải hai cái thanh niên, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu nhăn, nói ra, hai người kia cũng không phải chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử, bọn hắn chỉ là thanh toán thù lao tương ứng, đi theo chúng ta tới cổ võ giới nhìn xem. Được rồi, Hải Vương số yếu khởi động, các ngươi có thể đến tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đi chọn gian phòng, cũng có thể tại trên bong thuyền xem trước một chút phong cảnh. Ngô Trưởng Nam sau khi nói xong, hắn liền rời đi bong tàu. Đứng ở hắn bên cạnh ba tên Thanh Dương Tông đệ tử nội môn. Bọn họ là đi sát Ngô Trưởng Nam phía sau. Tại Ngô Trưởng Nam ba người bọn họ rời đi bong tàu không lâu sau đó. Khoa trương lạp lạp. Một trận thanh âm của kim loại từ biển vương số dưới đáy truyền đến, tiếp lấy chỉnh chiếc hải vương số bắt đầu từ từ chuyển động. Cái kia hai tên đứng ở bong tàu biên giới thanh niên, trong đó một cái trên lỗ mũi có đạo sâu sắc phết tích, tên của hắn gọi là Hứa Dương. Ánh mắt của hắn khinh thường nhìn xem ở đây những này cổ võ giới bên trong người, cười lạnh nói cổ võ giới thật đúng là đủ rác rưởi, liền cái dáng dấp giống như cường giả cũng không có. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu mình, ta gọi Hứa Dương, thực lực tại thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Một cái khác đứng ở Hứa Dương bên cạnh thanh niên, tên của hắn gọi là Triệu Dừng, hắn vỗ vỗ Hứa Dương vai, nói ra, Hứa Dương, người nói chuyện cũng không nên quá lớn tiếng rồi. Nếu như đem những rác rưởi này dọa cho chết sẽ không tốt, thật không rõ Thanh Dương Tông đem những rác rưởi này mang về địa huyền giới làm gì. Triệu Dừng tiếp lấy lại nói các ngươi là rác rưởi lẽ nào các ngươi chả không phục sao? Đúng rồi, thực lực của ta tại thông linh cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, muốn giết chết các ngươi những này cái gọi là cổ võ giới cao thủ, quả thực cùng ép chết một con kiến như thế đơn giản. Này Hứa Dương cùng Triệu Dừng trên đất huyền giới bên kia không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Có thể nói bọn họ là tán tu, lần này thông thiên chi hải mở ra. Bọn hắn muốn tới cổ võ giới loại này hạ đẳng vị diện nhìn bên này xem, thế là tại giao cho Thanh Dương Tông nhất định thù lao sau đó bọn họ là đi theo Thanh Dương Tông cùng đi đã đến cổ võ giới. Có thể nói Hứa Dương, Triệu Dừng hai ngày nay nhân hòa Thanh Dương Tông không có bất kỳ một tia quan hệ. Mà này thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Hứa Dương. Cùng với thông linh cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ Triệu Dừng. Bọn hắn trên đất huyền giới bên kia căn bản không coi là cao thủ gì, mấy ngày nay bọn hắn tại cổ võ giới là tìm tới tôn nghiêm, tại đây chút cổ võ cao thủ trước mặt, bọn hắn chính là cường giả tuyệt thế, cảm giác này để cho bọn họ sảng khoái đến không được, nói cho cùng hai người bọn họ hay là tại địa huyền giới không sống được nữa, muốn tại cổ võ giới cao thủ trên người tìm cảm giác ưu việt. Khi nghe đến Hứa Dương cùng Triệu Dừng, bọn hắn một cái là thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, một cái khác nhưng là thông linh cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cao thủ,
đây chính là so với siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần tồn tại. Ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong đám người bên ngoài, những người còn lại đang nghe được Hứa Dương cùng Triệu Dừng nhục nhã, sau đó trên mặt bọn họ không có lộ ra bất kỳ cái gì tức giận vẻ mặt đến, trái lại từng cái nghênh hợp Hứa Dương cùng Triệu Dừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có thể nhiều nhận thức một chỗ huyền giới bên kia cao thủ, như vậy bọn hắn đã đến địa huyền giới, sau đó bọn hắn liền nhiều suất một phần biến thành cường giả hy vọng. Vừa vặn cái kia dựa vào Diệp Thần Phong leo lên Hải Vương số hồ dài 3, hắn đối với Hứa Dương cùng Triệu Dừng lộ ra nịnh nọt vẻ mặt, cười nói, hai vị nói đúng vô cùng a hát. Cổ võ giới cao thủ chính là rác rưởi, chỗ bằng vào chúng ta mới chịu đi hướng địa huyền giới, hy vọng tương lai cũng có thể trở thành như hai vị vậy tuyệt thế cao thủ. Hứa Dương cùng Triệu Dừng nghe được là hài lòng gật đầu, mà Diệp Thần Phong trong lòng là khinh thường cười cười một chút, như Hứa Dương cùng Triệu Dừng như vậy mặt hàng, lấy hắn hiện tại thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực là có thể dễ dàng giải quyết xong. Diệp Thần Phong tùy ý đi tới một bên, ánh mắt nhìn về phía mênh mông vô bờ thông thiên chi hải. Mà Tôn Hằng Phi cùng Liệt Viêm đám người, bọn hắn cũng thập phần không sảng khoái Hứa Dương cùng Triệu Dừng, chớ nói chi là cái kia như chó sủ vậy hồ dài ba rồi, phải biết này hồ dài ba vẫn là dựa vào Diệp Thần Phong leo lên Hải Vương số đây này. Diệp Thần Phong đám người cử động đưa tới Hứa Dương cùng Triệu Dừng chú ý, Hứa Dương chỉ vào Diệp Thần Phong bọn hắn, quát lên, làm sao? Lẽ nào mấy người các ngươi không nhận đồng ta thuyết pháp? Lẽ nào các ngươi cho rằng cổ võ giới người cũng không phải rác rưởi? Triệu Dừng ánh mắt như ngừng lại Tôn Hiểu Lệ trên người, này Tôn Hiểu Lệ vóc người hết sức nóng nảy, tướng mạo cũng đã trên trung đẳng, cũng coi là một cái không hơn không kém mỹ nữ. Triệu Dừng cười nói, Hứa Dương, không cần cùng những người này động khí, bọn hắn chỉ là một chút nguyên thiên cảnh giới rác rưởi mà thôi, để trong bọn họ người phụ nữ kia theo chúng ta đi nhậu một đêm. Chúng ta liền tha thứ bọn hắn vô lễ đi. Nghe vậy, Hứa Dương ánh mắt cũng nhìn hướng Tôn Hiểu Lệ, hắn trong tròng mắt tham lam tinh quang chợt lóe lên, nói ra, mấy người các ngươi nghe được huynh đệ ta nói sao? Để trong các ngươi người phụ nữ kia theo chúng ta một đêm, chờ đến địa huyền giới tự coi như các ngươi không gia nhập Thanh Dương Tông, cũng có huynh đệ chúng ta hai cái trông nom các ngươi. Không nghe hai vị này tuyệt thế cao thủ nói sao? Các ngươi lẽ nào không muốn sống sao? Cái kia hồ dài ba ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, quát lên, đặc biệt là ngươi, Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng ngươi có cỡ nào ghê gớm rồi, lẽ nào ngươi cho là mình sẽ là thông linh cảnh cao thủ đối thủ sao? Này hồ dài ba trở mặt có thể so với lật sách còn nhanh hơn. Diệp Thần Phong, nhanh chóng cho hai vị này cao thủ nói xin lỗi đi. Địa huyền giới không phải là cổ võ giới, có hai vị này cao thủ trông nom các ngươi hẳn là yếu cảm thấy cao hứng mới đúng. Diệp Thần Phong, đã đến địa huyền giới ngươi căn bản liền cái chả là cái cóc khô gì rồi, ngươi cho rằng vẫn có thể trên đất huyền giới sáng tạo truyền kỳ. Chu vi đám kia cổ võ giới cao thủ hoàn toàn biến thành buồn nôn chó săn rồi, trong miệng lời nói là càng nói càng khó nghe. Tôn Hiểu Lệ đã sớm là khí sắc mặt đỏ lên, Diệp Thần Phong vỗ vỗ Tôn Hiểu Lệ vai đẹp, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Hứa Dương cùng Triệu Dừng, hắn từ vừa vặn Thanh Dương Tông đại trưởng lão vẻ mặt cùng với trong lời nói. Hắn biết hai người này hẳn là tuyệt đối cùng Thanh Dương Tông không có bất cứ quan hệ gì, cho dù đối hai người kia động thủ, Thanh Dương Tông khẳng định cũng sẽ không thiên vị Hứa Dương cùng Triệu Dừng. Ở trong lòng suy tư một phen sau, Diệp Thần Phong quát lên, nếu như không muốn chết. Như vậy lập tức cho ta quỳ xuống xin lỗi. Hứa Dương vẻ mặt hơi sững sờ, trên mặt là che kín vẻ giận dữ, hắn là được Diệp Thần Phong chọc cười vui lên, trong miệng nói ra, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Xem ra hôm nay ta Hứa Dương muốn cho ngươi biết rõ, ngươi ở trước mặt ta căn bản liền con kiến cũng không sánh nổi. Chương 1223, Thiên Tài, Tuyệt Đối Thiên Tài. Hứa Dương ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế thấu thể mà ra, này làm cho chu vi hồ dài ba các loại cổ võ giới người là sắc mặt kịch biến, bọn hắn được luồng khí thế này ép liền trong lỗ mũi hô hấp đều không trôi chảy rồi. Đứng ở Hứa Dương bên cạnh Triệu Dừng, hắn chỉ có thông linh cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, sắc mặt của hắn cũng có chút không dễ nhìn, nhỏ giọng nói, Hứa Dương, đối phó loại này rác rưởi, người cần phải sử xuất toàn lực sao? Lại nói chúng ta tại Thanh Dương Tông trên thuyền, nếu như người đối này rác rưởi động thủ, như vậy Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam, hắn nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Hứa Dương bình chân như vậy nói ra, Triệu Dừng, điểm này ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn tuyển chọn gia nhập một cái tông môn,
cho nên ta liền tính đem trước mặt này không biết điều tiểu tử giết đi, chỉ cần chúng ta hai cái đưa ra gia nhập Thanh Dương Tông, Ngô Trưởng Nam còn có thể bởi vì một cái rác rưởi truy cứu trách nhiệm của chúng ta sao? Nghe được Hứa Dương lời nói sau, Triệu Dừng nói ra, Thanh Dương Tông mặc dù là một cái bất nhập lưu tông môn, thế nhưng lấy thực lực của chúng ta muốn tại đỉnh cấp trong tông môn kiếm ra đầu hầu như là không thể nào, ngươi một cái đề nghị ngược lại cũng không tồi, vậy ngươi liền buông tay thật tốt giáo huấn một chút này ngớ ngẩn tiểu tử đi. Dĩ nhiên đã làm ra quyết định, như vậy hiện tại cho dù giết chết hắn cũng không sao cả rồi. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong, Liệt Viêm, Liệt Dương, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ bốn người này, bọn hắn tại cảm nhận được Hứa Dương khí thế trên người sau, trong lòng bọn họ đại cảm giác không ổn, dù sao bọn hắn chả cũng không biết Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, giờ phút này Hứa Dương bày ra khí thế cường hãn, cùng trước đây không lâu Diệp Thần Phong cùng Ma Không Sát đám người đối chiến thời điểm, trên người tản mát ra thật khí thế. Dĩ nhiên không phân cao thấp. Cho nên, tại Liệt Viêm đám người xem ra Diệp Thần Phong không nhất định là Hứa Dương đối thủ, huống hồ Hứa Dương bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Triệu Dừng ở đây. Này để bốn người bọn họ không khỏi vì Diệp Thần Phong lo lắng. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Tôn Hiểu Lệ bọn bốn người trên mặt vẻ mặt lo lắng sau. Hắn thuận miệng nói ra, yên tâm đi, không phải là giải quyết một con không đầu không đuôi con ruồi ma. Các ngươi cần phải căng thẳng thành dáng dấp như vậy sao? Diệp Thần Phong không có đem âm thanh đè thấp, cho nên hắn đem Hứa Dương so sánh con ruồi lời nói, trong nháy mắt truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Trong đó Hứa Dương sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh, cái kia dựa vào Diệp Thần Phong mới lên tới Hải Vương số hổ dài ba, hắn cáo mượn oai hùng nói, Diệp Thần Phong, ngươi là cái thá gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến đã thắng được địa huyền giới bên kia tuyệt thế cao thủ sao? Ta xem ngươi thừa dịp hiện tại hẳn là lập tức dập đầu xin lỗi, ngươi chả thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Nếu như ngươi có thể chiến đã thắng được vị này địa huyền giới tuyệt thế cao thủ, như vậy ta hồ dài ba lập tức từ biển vương số thượng nhảy vào thông thiên chi hải bên trong. Bất quá, ta xem là tuyệt đối không khả năng này rồi. Hồ dài ba đối Diệp Thần Phong là một trận châm chọc khiêu khích, tại hồ dài ba xem ra Diệp Thần Phong tại cổ võ giới cho dù có cỡ nào như bê, vậy thì như thế nào? Phải biết Hứa Dương nhưng là địa huyền giới cao thủ, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong căn bản không nhưng có thể thắng được địa huyền giới bên kia cao thủ. Tiểu tử! Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi trước hướng về ta dập đầu xin lỗi, ngoan ngoãn gọi ta ba tiếng ra ra, lại để cho phía sau ngươi người phụ nữ kia cùng hai huynh đệ chúng ta đi nhậu một đêm, chuyện mới vừa rồi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hứa Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, kỳ thực trong lòng của hắn vẫn là không muốn tại Hải Vương số thượng động thủ, dù sao động thủ sau đó bọn hắn chỉ có gia nhập Thanh Dương Tông rồi. Bằng không Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn hai cái. Bên trong khoang thuyền Ngô Trưởng Nam đem bên ngoài trên bong thuyền sự tình nhìn đến rõ rõ ràng ràng, đứng ở hắn bên cạnh một tên thông linh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong đệ tử. Hắn thận trọng mở miệng hỏi, đại trưởng lão, có muốn hay không đi ngăn cản bọn hắn? Ngô Trưởng Nam khoát tay áo một cái, nói ra tiểu tử kia lại dám cùng Hứa Dương đối nghịch. Ta xem tiểu tử kia thực lực kém không nhiều con có nguyên thiên cảnh giới, hắn hẳn phải biết mình không phải là Hứa Dương đối thủ, nhưng hắn còn muốn phùng má giả làm người mập, như vậy không có đầu óc người, gia nhập chúng ta Thanh Dương Tông, hắn cũng chỉ sẽ cho chúng ta gây phiền toái. Ngược lại, Ngô Trưởng Nam lại khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, còn không bằng để Hứa Dương giải quyết tiểu tử này được rồi, như vậy Hứa Dương cùng Triệu Dừng yếu tránh né chúng ta Thanh Dương Tông truy cứu. Bọn hắn chỉ có thể gia nhập chúng ta Thanh Dương Tông rồi, lấy tiểu tử kia mệnh, để đổi hai tên thông linh cảnh cao thủ vô cùng đáng giá. Tại Ngô Trưởng Nam ở tại trong khoang thuyền xem trò vui thời điểm, Diệp Thần Phong đối với Hứa Dương yêu cầu không nóng không lạnh nhún nhún vai, nói ra, ngươi phế lời nói xong không có. Nếu như không muốn quỳ xuống xin lỗi, như vậy ngươi có thể động thủ rồi, để ta xem một chút chỗ ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực đi. Hứa Dương thấy Diệp Thần Phong nhưng vẫn là bộ kia ngạo mạn thái độ, này làm cho hắn khóe mắt cơ bắp là không ngừng nhúc nhích, dưới cái nhìn của hắn chỉ là một cái cổ võ giới rác rưởi, dựa vào cái gì ở trước mặt hắn như thế nhảy nhảy. Hắn không có ý định lại do dự nữa, khóe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười, quát lên, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, nguyên bản ta còn muốn yếu lưu ngươi một mạng, đã như vậy ngươi không có lý do sống rồi. Hứa Dương bên trong thân thể linh khí tuôn ra, trong gân mạch hiểu rõ linh khí dòng sông đột nhiên chạy vọt lên,
bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, Triệu Dừng được Hứa Dương tản ra linh khí ép sắc mặt trở nên trắng, hắn nói ra, Hứa Dương, ngươi cần phải nghiêm túc như vậy sao? Đối phó một cái rác rưởi ngươi trả sử xuất toàn lực. Cái này rác rưởi thật sự là quá đáng thương. Diệp Thần Phong, ngươi người ngu ngốc, ngươi cái ngốc bức, không nghĩ tới ta Hồ Dài Ba cũng có thể thống khoái như vậy mắng cổ võ giới nhân vật huyền thoại a hát. Hồ Dài Ba này mượn gió bẻ măng buồn nôn đồ vật, trong miệng hắn cực kỳ hưng phấn không ngừng mắng. Ngồi ở bên trong khoang thuyền Ngô Trưởng Nam, hắn cười lắc lắc đầu, đối với bên cạnh một tên Thanh Dương Tông đệ tử, nói ra tiểu tử này nhất định sẽ được Hứa Dương cho nháy mắt giết, người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, bất quá, tiểu tử này quá mức tự phụ rồi, được rồi, tiểu tử này sau lưng mấy người tư chất cần phải cũng không sai, các loại tiểu tử này bị nháy mắt giết chết sau đó ngươi đi ra ngoài một chuyến, để Hứa Dương không nên tổn thương những người khác. Tại Ngô Trưởng Nam trong khi nói chuyện, bong tàu bên trên. Hứa Dương thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, được linh khí bao quanh bàn tay, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong ngực vỗ xuống đi, yết hầu cười lạnh nói, tiểu tử, đối phó loại người như ngươi, ta căn bản liên chiến kỹ đều không cần dùng, ngươi có phải hay không được sợ tráng váng. Đi chết đi cho ta. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Liệt Viêm đám người, bọn hắn nhìn thấy Hứa Dương khí thế kia ngập trời bàn tay cách Diệp Thần Phong ngực càng ngày càng gần. Bọn hắn một viên trái tim không khỏi thoát lên tới cổ họng thượng. Mà ngay tại lúc này, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười quái dị, trong gân mạch linh khí dòng sông khẽ động, thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế đột nhiên từ trên người Diệp Thần Phong bạo phát ra. Tại Hứa Dương thủ trưởng sắp chạm vào Diệp Thần Phong ngực thời điểm, Diệp Thần Phong tay phải nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đem Hứa Dương cổ tay phải nắm đồng thời, hắn một cước lại tấn mãnh đá vào Hứa Dương trên bụng. Bất quá Hứa Dương cánh tay được Diệp Thần Phong bắt được, cho nên Hứa Dương thân thể yếu bay ngược ra ngoài thời điểm, lại lần nữa được Diệp Thần Phong kéo trở lại, Diệp Thần Phong từng chân một đá vào Hứa Dương trên bụng, mỗi một chân đều là ẩn chứa thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cực hạn sức mạnh, này Hứa Dương mới chỉ là thông linh cảnh nhị trọng thiên, hắn nơi nào chịu được Diệp Thần Phong như vậy công kích. Bộ ngực hắn cùng bên hông xương được Diệp Thần Phong là đá được nát tan, như con chó chết nằm nhoài tại trên mặt đất. Hải Vương số trên bong thuyền trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động, mà khoang thuyền bên trong, nguyên bản mang trên mặt nụ cười Ngô Trưởng Nam, hắn không kiềm hãm được nín thở, hai tiếng, hai bàn tay trực tiếp đem cái ghế tay vịn cho vê thành bột phấn, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Về phần đứng ở Ngô Trưởng Nam bên cạnh tên kia Thanh Dương Tông đệ tử, hắn kết ba nói ra, đại trưởng lão, cái kia, tiểu tử kia dĩ nhiên là thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Điều này sao có thể? Cổ võ giới tại sao có thể có siêu phàm cảnh bên trên cao thủ tồn tại? Ngô Trưởng Nam khẩu bên trong nói lầm bầm, thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài a hát, tại cổ võ giới cũng có thể trở thành dài đến cái trình độ này, tiểu tử này tương lai tiềm lực không cách nào đánh giá, người này nhất định muốn mang hội chúng ta Thanh Dương Tông, khiến hắn thành vì chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử. Ta nghĩ tông chủ nhìn thấy tiểu tử này cũng sẽ thật cao hứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1224, xung đột. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Hải Vương số bong tàu bên trên, không ngừng có tiếng nuốt nước miếng vang lên, vừa vặn trả ngông cuồng tự đại Hứa Dương, thân thể hắn nằm ở trên bong thuyền không cách nào nhúc nhích mảy may rồi, trong lỗ mũi khí tức cực kỳ suy yếu, tiên huyết không ngừng từ trong miệng của hắn chảy ra. Hắn cái kia lờ mờ tối tăm con ngươi hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần Phong, trên mặt tràn đầy không thể tin vẻ mặt, hắn không nghĩ ra chỉ là một cái cổ võ giới rác rưởi, tại sao có thể có thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Đứng ở Hứa Dương phía sau cách đó không xa Triệu Dừng, tay hắn chân đã sớm là lạnh lẽo một mảnh, thân thể không kiềm hãm được vi vi run cầm cập, cảm thụ Diệp Thần Phong trên người thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế, hắn biết lúc này hắn và Hứa Dương là đá vào tấm sắt bên trên rồi. Trên trán chừng hạt đậu mồ hôi hột không ngừng theo gương mặt lướt xuống đến bong tàu bên trên. Đến khắp chung quanh còn lại cổ võ giới bên trong người, bọn họ là dồn dập há to miệng, vừa nãy bọn hắn nhưng là châm chọc khiêu khích qua Diệp Thần Phong, nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong đi rồi địa huyền giới nên cái gì đều không đi, nhưng Diệp Thần Phong lại tại bọn hắn trước mắt đem một tên thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ cho miểu sát, này để trong lòng bọn họ càng phát bất an. Đặc biệt là dựa vào Diệp Thần Phong leo lên Hải Vương số Hồ Dài Ba,
hắn vừa vặn là hoàn mỹ đảm nhiệm Hứa Dương cùng Triệu Rừng chó săn, hắn đem Diệp Thần Phong nhục mạ chính là một phần không đáng. Trước mắt thấy Diệp Thần Phong thực lực dĩ nhiên đạt tới cường hãn như vậy trình độ, hắn không khỏi hối hận ruột đều thanh, thân thể run rẩy, dưới chân bước chân hung hăng lùi về sau. Diệp Thần Phong nguyên bản vẫn đúng là không đem Hồ Dài Ba loại này tiểu nhân vật để ở trong mắt, nhưng này Hồ Dài Ba hết lần này tới lần khác không có lấy tư cách tiểu nhân vật tự giác, lại nhiều lần tại Diệp Thần Phong trước mặt nhảy nhảy thập phần vui mừng, này làm cho Diệp Thần Phong bản năng đối Hồ Dài Ba sinh ra một loại nồng nặc phản cảm. Diệp Thần Phong không để ý đến giống như chó chết nằm trên mặt đất Hứa Dương, cùng với thân thể phát run lợi hại Triệu Rừng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Dài Ba, khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn. Hồ Dài Ba tại cảm thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, thân thể của hắn đột nhiên run lên một cái, ầm. Một tiếng, này Hồ Dài Ba bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ xuống, trong miệng làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ, Diệp Thiếu, ngài liền tha ta một mạng đi. Vừa vặn là ta Hồ Dài Ba không có mắt, vừa vặn là ta Hồ Dài Ba không biết điều, địa huyền giới bên kia rác rưởi làm sao có thể cùng Diệp Thiếu đánh đồng với nhau đây. Đây quả thực là vũ nhục Diệp Thiếu ngài a hát. Ta nhớ được vừa nãy ngươi đã nói yếu chính mình nhảy vào thông thiên chi hải a. Làm sao, muốn ta động thủ trực tiếp tiễn ngươi lên đường đâu này? Vẫn là ngươi chính mình nhảy xuống thông thiên chi hải. Sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai nói ra, quỳ trên mặt đất Hồ Dài Ba, áo của hắn đã bị mình mồ hôi cho thấm ướt, bây giờ này hải vương số mới vừa vặn khởi động không bao lâu, hắn hiện tại nhảy vào thông thiên chi hải, rất nhanh có thể đủ một lần nữa bơi về bên bờ, nếu như hắn không nhảy xuống thông thiên chi hải, cái kia nói không chừng hắn liền sẽ trực tiếp được Diệp Thần Phong giải quyết. Ở trong lòng trái muốn phải muốn sau đó Hồ Dài Ba đột nhiên từ trên bong thuyền đứng lên, phù phù. Một tiếng, thân thể đâm đầu thẳng vào trong nước biển. Nhưng chính lúc Hồ Dài Ba chuẩn bị hướng về bên bờ du lúc trở về, từ đáy biển đột nhiên xông lên một đám quái ngư, những này cá chiều cao ước khoảng 1m50, bề rộng chừng 7-80cm, này ước chừng mấy chục đầu quái ngư điên cuồng hướng về Hồ Dài Ba dâng tới. Hồ Dài Ba trong lòng nguyên bản là tức sôi ruột, nhìn thấy những này quái ngư hướng về hắn lao qua, trong cơ thể hắn lập tức đem phá thiên trung kỳ đích thực sức lực lượng để được đưa lên. Nắm tay phải hướng về phía trước nhất một cái quái ngư oanh kích tới, nhưng mà, này phía trước nhất quái ngư, nó đột nhiên há hốc miệng ra, lộ ra giống như lợi kiếm bình thường hàm răng, két. Một tiếng, Hồ Dài Ba cả cánh tay phải cánh tay trực tiếp được này quái ngư cho cắn xuống, tiên huyết không ngừng từ Hồ Dài Ba chỗ gãy chân dâng trào ra, trong cổ họng hắn phát ra khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, a hát. Có thể là tiên huyết kích thích những này quái ngư, làm cho những này quái ngư càng thêm điên cuồng. Bọn hắn dường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hàm răng, dùng để lôi kéo Hồ Dài Ba thân thể quả thực là dễ như ăn cháo. Không bao lâu thời gian, Hồ Dài Ba liền trở thành những nảy quái ngư trong miệng mỹ thực rồi. Thân là phá thiên trung kỳ cao thủ, Hồ Dài Ba lại đang những nảy quái ngư trước mặt liền chút nào sức phản kháng cũng không có. Này làm cho ở đây cổ võ giới bên trong người, bọn hắn trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu huynh đệ, này chính là thông thiên chi hải bên trong một loại tầm thường nhất yêu thú cấp thấp. Bởi hàm răng của bọn nó dường như lợi kiếm, cho nên chúng nó được gọi là kiếm sĩ ngư, coi như là siêu phàm cảnh cao thủ ở trong nước biển gặp phải kiếm sĩ ngư, e sợ cuối cùng cũng chỉ có thể đủ ôm nỗi hận mà chết. Này thông thiên chi hải dưới đáy nhưng là nguy hiểm chồng chất, nếu như gặp phải cao giai đáy biển yêu thú lời nói, liền ngay cả ta cũng chỉ có trở thành bọn hắn trong miệng thức ăn ngon mệnh. Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam, không biết lúc nào đã từ trong khoang thuyền đi ra. Hắn cực kỳ kiên nhẫn vì Diệp Thần Phong giải thích một chút này quái ngư lai lịch. Ngô đại trưởng lão, vừa vặn chúng ta cùng vị huynh đệ này xảy ra một ít ma sát nhỏ, chúng ta nguyện ý hướng tới vị huynh đệ này xin lỗi. Nếu Diệp Thần Phong đã cho thấy thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, như vậy Ngô trưởng nam chắc chắn sẽ không đứng ở hắn nhóm bên này, cho nên Triệu Rừng vội vàng khiêm tốn nói ra. Ngô trưởng nam căn bản không có để ý tới Triệu Rừng ý tứ, một mặt nụ cười nhìn xem Diệp Thần Phong. Nói ra tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi không tệ a hát. Ngươi có tư cách thành vì chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử, hơn nữa lấy thực lực của ngươi đủ để thành vì chúng ta Thanh Dương Tông trong đệ tử nội môn đệ nhất nhân. Đại trưởng lão, phía trước giống như là Bạch Tuyết Sơn trang thuyền của bọn hắn chặn lại rồi đường đi của chúng ta. Đứng ở Ngô trưởng nam bên cạnh một tên Thanh Dương Tông đệ tử nói ra. Ngô trưởng nam nhíu nhíu mày, nói ra, này Bạch Tuyết Sơn trang muốn làm gì?
Tại Hải Vương Số tiếp cận Bạch Tuyết Sơn Trang thuyền sau, khiến người ta Thanh Hải Vương Số cũng tạm thời dừng lại. Một bên Liệt Viêm cùng Tôn Hằng Phi đám người, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiến lên nói chuyện với Diệp Thần Phong, bất quá, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong nhẹ nhõm miểu sát Hứa Dương sau, trong lòng bọn họ dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Hải Vương Số vững vàng tại Bạch Tuyết Sơn Trang thuyền bên cạnh ngừng lại, hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Ngô Trưởng Nam, hắn bất mãn quát lên, các ngươi Bạch Tuyết Sơn Trang là có ý gì? Chúng ta Thanh Dương Tông xưa nay cùng các ngươi Bạch Tuyết Sơn Trang nước giếng không phạm nước sông. Bạch Tuyết Sơn Trang trên thuyền, thiếu chủ Liễu Vô Nguyên, đại trưởng lão Thu Vân núi cùng nhị trưởng lão toàn bộ Mộc Nhai, bọn hắn toàn bộ ánh mắt tập trung vào Hải Vương Số trên bong thuyền. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Liễu Vô Nguyên đám người thời điểm, trong lòng của hắn bản năng có loại dự cảm cực kỳ bất hảo, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm đột nhiên tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, xem ra hôm nay ngươi là không tránh khỏi, chúng ta vẫn còn trạng thái hư nhược, không cách nào đem ngươi ngực tinh không chi thạch khí tức cho ẩn giấu đi rồi. Các ngươi lại có thể chủ động liên hệ ta. Diệp Thần Phong ở trong lòng âm thầm nói ra. Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, chúng ta cũng vừa mới vừa khôi phục một ít mà thôi, hôm nay tai nạn này, người muốn chính mình hóa giải, một mực ỷ lại chúng ta, người vĩnh viễn cũng không thành được chân chính cường giả. Liễu Vô Nguyên một bên cảm ứng trên MU bàn tay tinh không đồ án, một bên ánh mắt tại Hải Vương Số trên bong thuyền qua lại quét qua, cuối cùng hắn đưa mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, trong miệng điên cuồng mà lại dữ tợn bắt đầu cười lớn, ha ha ha. Nguyên lai là ngươi này tiểu cướp đi cơ duyên của ta. Hôm nay mạng của ngươi, ta Liễu Vô Nguyên muốn. Ngô Trưởng Nam nhìn thấy Liễu Vô Nguyên ngón tay chỉ hướng Diệp Thần Phong, cùng với nghe được Liễu Vô Nguyên lời nói này sau, hắn biến sắc mặt, quát lên, các ngươi đây là ý gì? Bạch Tuyết Sơn Trang trên thuyền, đại trưởng lão Thu Vân núi hỏi, thiếu chủ, ngươi xác định là tiểu tử này chiếm cơ duyên của ngươi. Liễu Vô Nguyên gật đầu nói, MU bàn tay ta thượng tinh không đồ án cùng tiểu tử này sinh ra một tia liên hệ, cho nên tuyệt đối là tiểu tử này không sai. Khi chiếm được Liễu Vô Nguyên khẳng định sau đó Thu Vân núi lập tức quát lên, Ngô Trưởng Nam, chuyện này cùng các ngươi Thanh Dương Tông không quan hệ, chỉ cần ngươi đem tiểu tử kia giao ra đây, các ngươi Hải Vương Số có thể tiếp tục tiến lên. Ngô Trưởng Nam, ngươi tốt nhất chính mình ước lượng một chút, thực lực của ngươi tại trước mặt chúng ta còn chưa đáng kể. Tiểu tử kia hẳn là các ngươi tại cổ võ giới tìm đến a. Vì một cái xa lạ tiểu tử, đem bọn ngươi Thanh Dương Tông đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu, này tính ra sao? Bạch Tuyết Sơn Trang nhị trưởng lão toàn bộ Mộc Nhai cũng liên tục cười lạnh. Chương 1225, trợn mắt ngoác mồm. Bạch Tuyết Sơn Trang đại trưởng lão Thu Vân núi cùng nhị trưởng lão toàn bộ Mộc Nhai, người trước thực lực tại hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, người sau thực lực tại hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Mà Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam, thực lực của hắn chỉ có hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, hắn căn bản không phải Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai đối thủ, bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là có cái biện pháp có thể mang theo Diệp Thần Phong rời đi nơi này, có thể thành Diệp Thần Phong đắc tội Bạch Tuyết Sơn Trang. Ngô Trưởng Nam tại nghĩ tới nghĩ lui sau đó hắn vẫn cảm thấy không đáng giá. Tuy rằng Diệp Thần Phong xác thực có thể xưng tụng là một cái thiên tài, nhưng mà nếu như ở nơi này đắc tội rồi Bạch Tuyết Sơn Trang, cái kia Bạch Tuyết Sơn Trang có cực lớn có thể sẽ cùng Thanh Dương Tông không chết không thôi, mà Thanh Dương Tông thế lực lại xa còn lâu mới có được Bạch Tuyết Sơn Trang cường hãn, kết quả cuối cùng hầu như nhất định là Thanh Dương Tông được Bạch Tuyết Sơn Trang cho nhổ tận gốc. Cho nên, Ngô Trưởng Nam nghĩ ở trong lòng thông điểm này sau đó hắn sắc mặt khó coi hướng về bên cạnh đi hai bước, ý của hắn rất rõ ràng, nếu như Bạch Tuyết Sơn Trang muốn động thủ, như vậy hiện tại là có thể động thủ. Bạch Tuyết Sơn Trang đại trưởng lão Thu Vân núi, hắn cười nói, Ngô Trưởng Nam, coi như ngươi thức thời, chuyện này liền không cùng các ngươi Thanh Dương Tông so đo. Liễu Vô Nguyên mở miệng nói ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tiểu tử này liền để ta một người để giải quyết, các ngươi ở một bên nhìn xem là tốt rồi. Nói xong, Liễu Vô Nguyên chân phải vi vi dẫm một cái, thân ảnh của hắn trong nháy mắt đi tới Hải Vương Số bong tàu bên trên. Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai hai người này, bọn hắn nhìn ra Diệp Thần Phong thực lực tại thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mà Liễu Vô Nguyên nhưng có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, hai người trọn vẹn cách biệt hai cái tiểu tầng thứ đây. Dưới cái nhìn của bọn họ Liễu Vô Nguyên phải giải quyết Diệp Thần Phong hẳn là phi thường nhẹ nhõm, cho nên hai người bọn họ cũng là nghe theo Liễu Vô Nguyên lời nói, đứng ở Bạch Tuyết Sơn Trang trên thuyền không có yếu động thủ ý tứ.
Hằng Phi, những người này không phải giúp Lý Đông Thiên cùng ma không sát bọn hắn tăng cao thực lực, đồng thời giúp bọn họ phá tan rồi thông thiên mê huyễn trận người ma. Nếu không phải những người này, Triệu Thành chủ đám người cũng sẽ không chết rồi. Tôn Hiểu Lệ cắn chặt môi đỏ nhỏ giọng nói. Những thứ cẩu này, bọn hắn làm sao sẽ nhìn chằm chằm Thần Phong? Chúng ta không thể ở một bên thấy. Làm Tôn Hằng Phi tức giận muốn yếu đi lên phía trước thời điểm, Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Diễm, hắn ngăn cản Tôn Hằng Phi đường đi, ngưng lông mày nhỏ giọng nói, Hằng Phi. Hiện tại không phải là lỗ mãng thời điểm, thực lực của đối phương vô cùng có khả năng tại Diệp huynh đệ bên trên, nếu như ngươi bây giờ đứng ra đi, ngươi không những không giúp được Diệp huynh đệ, ngươi còn có thể trở thành Diệp huynh đệ trói buộc. Nghe vậy, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đều đã trầm mặc, bọn hắn biết Liệt Viêm nói một chút cũng không sai. Lấy thực lực của bọn họ còn thật sự không giúp được Diệp Thần Phong gấp cái gì, trái lại còn có thể đem Diệp Thần Phong liên lụy. Tại Liễu Vô Nguyên nhảy đến Hải Vương số trên bong thuyền sau đó Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam, hắn ở một bên lựa chọn trầm mặc không nói, mà cổ võ giới những vị cao thủ đó, bọn hắn cũng từng cái ngậm miệng lại. Bọn hắn biết hiện tại loại này tình cảnh vẫn là thiếu mở miệng tuyệt vời, nói không chắc tùy thời tùy chỗ đều sẽ họa là từ miệng mà ra. Đứng ở Diệp Thần Phong chính diện cách xa 5 mét Liễu Vô Nguyên, hắn đang đến gần Diệp Thần Phong sau đó hắn trên MU bàn tay tinh không đồ án phản ứng càng phát mãnh liệt, vừa nghĩ tới tinh không chi thạch cái này cơ duyên lớn, hắn trọn vẹn hy vọng 2 năm dài đằng đẵng, vừa nghĩ tới hắn nguyên bản đạt được tinh không chi sau đá. Thực lực của hắn liền sẽ thuận lợi bước vào hợp biển cảnh, đồng thời khắp mọi mặt tư chất hội tăng lên trên diện rộng, khiến hắn trong vòng một đêm thành vì thiên tài chân chính. Thậm chí tại tương lai nói không chắc có thể chen vào địa huyền giới cường giả cấp cao nhất trong phạm vi. Nghĩ tới đây các loại tất cả, đều bị trước mặt tiểu tử này làm hỏng, này làm cho Liễu Vô Nguyên hai cái lông mày thật chặt vặn lại với nhau, trên mặt biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo dữ tợn lên, trong cổ họng phát ra cực độ âm trầm âm thanh thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi tại cổ võ giới có thể đến thực lực này, vậy cũng là ngươi số mệnh phi phàm. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cướp đi thuộc về ta Liễu Vô Nguyên đồ vật, ta lập tức sẽ cho ngươi biết sống không bằng chết tư vị. Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, lấy thực lực bây giờ của hắn muốn chiến thắng thông linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, đây cơ hồ là một chuyện không thể nào, huống hồ Bạch Tuyết Sơn Trang Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai hai người này. Bọn hắn chả không ý định động thủ, giờ khắc này đối với Diệp Thần Phong tới nói tuyệt đối là một hồi nguy cơ lớn lao. Liễu Vô Nguyên hai cú đá dưới đáy nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, này chính là Liễu Vô Nguyên đem trong cơ thể linh khí tập trung đến bàn chân dưới đáy, đột nhiên. Liễu Vô Nguyên thân thể nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, hắn tốc độ nhanh Diệp Thần Phong căn bản vô pháp phản ứng lại, Liễu Vô Nguyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Xích Viêm Trưởng. Chỉ thấy Liễu Vô Nguyên bàn tay phải được một vệt màu đỏ nhạt vầng sáng cho bao trùm rồi, ẩn chứa trong đó nồng nặc hỏa diễm khí tức. Tay phải bỗng nhiên hướng phía trước vỗ một cái, Liễu Vô Nguyên thủ trưởng hung mãnh hướng về Diệp Thần Phong ngực vỗ tới rồi. Diệp Thần Phong đã là đến không kịp né tránh rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Nguyên thủ trưởng cùng ngực của hắn tiếp xúc, ầm. Một tiếng, được một trưởng này đánh trúng Diệp Thần Phong, bộ ngực hắn quần áo hoàn toàn bị đốt cháy sạch sẽ, thân thể đụng vào một khối miếng kim loại thượng, tại ngực của hắn để lại một đạo rõ ràng bàn tay màu đỏ ấn. Diệp Thần Phong nửa ngồi xổm ở trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu, vừa vặn Liễu Vô Nguyên một trưởng này bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng, nếu không phải Diệp Thần Phong bên trong đan điền hồng sắc khí thể đúng lúc vận chuyển lại, đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn hỏa diễm năng lượng hóa giải rồi, e sợ ngũ tạng lục phủ của hắn cũng sẽ bị một trưởng này cho tổn thương. Tiểu gia hỏa, chống chơn đối phó thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đối thủ, vậy thì đầy đủ ngươi chịu được, huống chi đối phương chả nắm giữ chiến kỹ. Này chiến kỹ chính là cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện công pháp sau có thể tăng cao thực lực, mà tu luyện chiến kỹ sau đó có thể đem ngươi thực lực bản thân nguyên vẹn phát huy ra. Công pháp này cùng chiến kỹ từ cao tới thấp đồng dạng chia làm thần cấp, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp cùng hoàng cấp, mỗi một cấp lại bị phân vi thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm, vừa vặn cái kia Liễu Vô Nguyên thi triển Xích Viêm Trưởng là hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm vang vọng ở Diệp Thần Phong trong đầu. Chiến kỹ. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên, mở u bàn tay lau lau khóe miệng vết máu, đang nhìn đến một bên nóng lòng muốn thử Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đám người sau, hắn cho Tôn Hằng Phi đám người khiến cho một cái màu sắc, để cho bọn họ ngàn vạn không nên khinh cử vọng động,
mà lông mày của hắn cũng càng nhăn càng chặt rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến linh hồn chi thuật cực hạn phá cùng vạn tiễn xuyên tâm, bây giờ trong cơ thể hắn linh hồn lực chuyển hóa thành linh khí, không biết còn có thể hay không thể thi triển này cực hạn phá cùng vạn tiễn xuyên tâm. Diệp Thần Phong lập tức đã vận hành lên trong gân mạch linh khí dòng sông, làm cho linh khí dòng sông tốc độ càng chảy càng nhanh, đồng thời hắn cũng đã vận hành lên thi triển vạn tiễn xuyên tâm pháp môn, hắn phát hiện mình gân mạch đang chậm rãi khuếch trương, này vạn tiễn xuyên tâm nói không chắc thật sự có thể thi triển, lấy thông linh cảnh tam trọng thiên thực lực, đem vạn tiễn xuyên tâm triển khai ra, này sẽ là một cái hiệu quả gì? Liễu Vô Nguyên nhìn thấy từ mặt đất đứng lên Diệp Thần Phong, hắn mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường, trong ánh mắt lại tràn đầy cực kỳ tức giận, quát lên, như ngươi loại rác rưởi này, ngươi có tài cán gì dám cướp đi ta Liễu Vô Nguyên đồ vật. Ngươi nhất định muốn vì thế trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Liễu Vô Nguyên thân ảnh lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong nhoáng tới. Một bên Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam, trong lòng của hắn lắc lắc đầu, đáng tiếc, tiểu tử này nguyên bản còn thật sự xem như là một thiên tài, đáng tiếc sẽ chết tại Liễu Vô Nguyên trong tay rồi. Mà ở Liễu Vô Nguyên bóng người lần nữa di động thời điểm, Diệp Thần Phong tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lên, nhanh chóng đem khép lại ngón tay nhắm ngay Liễu Vô Nguyên phương hướng, quát lên vạn tiễn xuyên tâm. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy linh khí dòng sông tại chính mình trong gân mạch sôi trào lên, tiếp lấy, xíu, 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 thanh âm vang lên, từng cây do linh khí ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn hướng về Liễu Vô Nguyên bay đi. Bất thình lình mảng lớn mưa tên, để Liễu Vô Nguyên dưới chân bước chân dừng lại, hắn vốn là phi thường xem thường Diệp Thần Phong, bất thình lình mưa tên khiến hắn có phần không ứng phó kịp rồi, trong miệng không khỏi nói ra, hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ. Điều này sao có thể? Tiểu tử này chỉ là cổ võ giới bên trong người mà thôi, hắn làm sao sẽ nắm giữ hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ? Theo Liễu Vô Nguyên này vạn tiễn xuyên tâm đủ để so sánh hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ uy lực. Cho nên hắn mới sẽ đã nhận định Diệp Thần Phong thi triển là hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ. Nhưng Liễu Vô Nguyên dù sao cũng là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, thân ảnh của hắn một bên tránh né, một bên đem đánh úp về phía hắn mũi tên nhọn cho nát tan, hơn một phút đồng hồ sau, này hàng vạn cây mũi tên nhọn mới phóng ra xong xuôi, này rốt cuộc để Liễu Vô Nguyên có thở dốc cơ hội rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện tại Liễu Vô Nguyên trước mặt. Tại bàn tay phải của hắn bên trong xoay tròn một cái do linh khí ngưng tụ mà thành hình tròn vòng xoáy, này chính là 5 cái hình tròn vòng xoáy dung hợp mà thành. Tại vừa vặn thi triển vạn tiễn xuyên tâm thời điểm, Diệp Thần Phong đã tại chuẩn bị dung hợp cực hạn phá rồi, này cực hạn phá dung hợp được cũng vô cùng ung dung. Vừa vặn đạt được thở dốc cơ hội Liễu Vô Nguyên, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, hắn âm nhu sắc mặt không khỏi hơi đổi, mà Diệp Thần Phong bàn tay phải cũng đặt tại trên bụng của hắn. Miệng quát cực hạn phá. Cường hãn linh khí ở trong không khí phân tán ra. Này do linh khí dung hợp cực hạn phá, muốn so linh hồn lực dung hợp cực hạn phá cường hãn rất nhiều lần, chỉ thấy Liễu Vô Nguyên trên bụng đột nhiên tuôn ra một đám mưa máu, đồng thời tại trên bụng của hắn cũng xuất hiện một cái hố máu, cả người hắn thân thể trực tiếp được cực hạn phá cho đánh bay ra ngoài, trong ánh mắt mang theo không dám tin vẻ mặt, sắc mặt hết sức trắng xanh. Môi chiến nguy nguy nói ra, huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Dĩ nhiên là huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Theo Liễu Vô Nguyên một chiêu này đủ để so với huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ rồi, mà ở hắn Bạch Tuyết Sơn trang cao nhất chiến kỹ cũng là huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Hơn nữa cha của hắn vẫn không có đem huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ truyền thụ cho hắn. Diệp Thần Phong cái này cổ võ giới người, hắn làm sao có khả năng không chỉ nắm giữ hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ. Chả nắm giữ huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Phải biết chiến kỹ cùng công pháp trên đất huyền giới là phi thường chi chân quý. Một bên Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam, cùng với dự định ung dung xem trò vui Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai, bọn hắn từng cái đã sớm là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy tham lam, không hẹn mà cùng nói lầm bầm, huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Uy lực này thật sự chỉ có huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ mới có a hát. Chương 1226, từng người mang ý xấu riêng. Phải biết Ngô Trưởng Nam chỗ ở Thanh Dương Tông, cao nhất chiến kỹ cũng chỉ có hoàng cấp thượng phẩm, mà Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai chỗ ở Bạch Tuyết Sơn Trang, trong đó mặc dù có huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ, nhưng bọn họ căn bản không có tư cách tu luyện này huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ, chỉ có Lịch Nhâm trưởng môn mới có tư cách đi tu luyện, mà Diệp Thần Phong này khu hạ đẳng vị diện cổ võ giới bên trong người,
hắn nhưng liên tục thi triển hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ cùng huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Này làm sao không để cho bọn họ ước ao ghen tị. Tỉnh hồn lại Thu Vân núi, hắn vội vàng mũi chân vi vi chỉa xuống đất, sẽ bị Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài Liễu Vô Nguyên cho tiếp nhận, lập tức điểm trúng Liễu Vô Nguyên trên người ba chỗ huyệt vị, đã ngừng lại Liễu Vô Nguyên trên bụng chảy ra tới tiên huyết. Này Liễu Vô Nguyên trong lỗ mũi khí tức trở nên suy yếu xuống, hắn sở dĩ sẽ bị Diệp Thần Phong cho thương tổn được, này hoàn toàn là hắn quá xem thường Diệp Thần Phong rồi, nếu như vừa bắt đầu hắn liền chăm chú cùng Diệp Thần Phong đối chiến, hắn căn bản không khả năng bại bởi Diệp Thần Phong. Được thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Diệp Thần Phong cho bị thương thành bộ này hình dạng, Liễu Vô Nguyên cảm xúc càng phát không ổn định rồi, miệng hắn bên trong cắn răng thật chặt răng, nói ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, xem ra trên người tiểu tử kia ẩn giấu rất nhiều bí mật, hắn dĩ nhiên nắm giữ hoàng cấp thượng phẩm cùng huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ, đã như vậy, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền đem tiểu tử kia cho bắt sống đi. Đại trưởng lão Thu Vân núi đỡ Liễu Vô Nguyên ngồi xuống một bên, mà hắn và nhị trưởng lão toàn bộ Mộc Nhai nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, liền ngay cả Diệp Thần Phong chính mình cũng không nghĩ đến dùng linh khí thi triển ra cực hạn phá, trong đó power dĩ nhiên hội to lớn như thế. Tiểu tử, hiện tại ngươi cảm nhận được tinh không chi thạch chỗ tốt đi nha. Bởi vì ngươi khắp mọi mặt tư chất được tinh không chi thạch cải biến, cho nên ngươi mới có thể nhẹ nhõm đem linh hồn chi thuật lợi dụng linh khí triển khai ra. Bất quá, bây giờ còn không là cao hứng thời điểm, còn có hai tên hợp biển cảnh cao thủ chờ ngươi đấy. Bóng đen người Giang Vận Thiên có phần nhìn có chút hả hê âm thanh tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Này làm cho Diệp Thần Phong cực kỳ khó chịu bĩu môi. Nhưng trước mắt hắn cũng không làm được phân tâm rồi, muốn đối phó hai tên hợp biển cảnh cao thủ. Này đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là con kiến yếu nâng lên voi lớn, quả thực là không thể nào a hát. Tại Diệp Thần Phong cực lực nghĩ biện pháp thời điểm, một bên Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam, trong con ngươi của hắn tránh qua một đạo tinh quang, thông qua vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ cùng huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Cùng với Liễu Vô Nguyên đám người đối xử Diệp Thần Phong thái độ, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một chuyện kiện, cái kia chính là Diệp Thần Phong trên người hẳn là ẩn giấu một cái cự đại bí mật. Bí mật này rất có thể là liên quan với rất nhiều cao đẳng chiến kỹ, cũng có khả năng là liên quan với cao các loại công pháp. Diệp Thần Phong nếu không phải tu luyện cao các loại công pháp, hắn chỉ là một cái cổ võ giới người. Hắn làm sao có khả năng thanh thực lực tăng lên tới thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là Ngô Trưởng Nam suy đoán. Đối mặt suy đoán này sau cự lợi ích lớn, này làm cho Ngô Trưởng Nam ý nghĩ trong lòng cải biến, hắn muốn dẫn đi Diệp Thần Phong, chỉ cần thanh Diệp Thần Phong mang về Thanh Dương Tông, đồng thời từ trên người Diệp Thần Phong thanh cái kia cực lớn bí mật cho đào móc ra, đến lúc đó cho dù Bạch Tuyết Sơn Trang muốn đối phó Thanh Dương Tông, chỉ cần Thanh Dương Tông tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, đợi được lợi dụng Diệp Thần Phong trên người bí mật, đem toàn bộ Thanh Dương Tông lớn mạnh sau. Đến lúc đó chả cần phải sợ cái gì Bạch Tuyết Sơn Trang đấy sao? Tiểu tử, ngươi là muốn để cho chúng ta động thủ đâu này? Vẫn là ngươi chính mình bó tay chịu trói. Đi theo chúng ta một chuyến Bạch Tuyết Sơn Trang đi. Đại trưởng lão Thu Vân núi dương mắt lạnh lẽo Diệp Thần Phong. Ngô Trưởng Nam đột nhiên đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Nhìn xem Thu Vân núi quát lên, các ngươi Bạch Tuyết Sơn Trang không khỏi khinh người quá đáng đi nha. Vị tiểu huynh đệ này đã là ta Thanh Dương Tông đệ tử, hôm nay ai cũng nghĩ muốn đem hắn mang đi. Ngô Trưởng Nam này phen lời nói chính là chính nghĩa lẫm nhiên, này làm cho một bên Diệp Thần Phong là xì mũi coi thường, mà Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai vẻ mặt hơi sững sờ, trên bụng được Diệp Thần Phong oanh ra một cái hố máu Liễu Vô Nguyên. Hắn lạnh nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nếu lão già này như thế không biết điều, như vậy hai người các ngươi chả do dự cái gì. Trước đêm lão già này đưa đi thấy Diêm Vương ra đi. Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai khẽ gật đầu, chính làm hai người bọn họ đều muốn động thủ thời điểm, chỉ thấy Ngô Trưởng Nam từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu vàng con thoi, đem trong cơ thể linh khí đột nhiên quán chú con thoi bên trong, này con thoi nhất thời hào quang chói lọi, này làm cho Thu Vân núi nói ra, không tốt, đây là phi thiên con thoi, Ngô Trưởng Nam muốn mang theo tiểu tử này đào tẩu. Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai liều lĩnh hướng về Ngô Trưởng Nam lao đi rồi, đáng tiếc hai người này vẫn là đã chậm một bước, chỉ thấy Ngô Trưởng Nam tay phải cầm phi thiên con thoi, trái tay nắm lấy Diệp Thần Phong vai, này phi thiên con thoi mang theo Ngô Trưởng Nam cùng Diệp Thần Phong bay thẳng đến nơi xa nhanh chóng bay đi,
ở trong không khí để lại một đạo hào quang màu vàng óng. Phải biết hợp biển cảnh cao thủ chả không cách nào ở trên bầu trời phi hành, mà này thông thiên chi hải bên trong vừa nguy hiểm chồng chất, Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai trên người không có mang có thể pháp khí để bay, cho nên bọn hắn căn bản vô pháp đuổi theo Ngô Trưởng Nam cùng Diệp Thần Phong rồi, mà ngồi ở một bên cực kỳ hư nhược Liễu Vô Nguyên, hắn đang nhìn đến Ngô Trưởng Nam mang theo Diệp Thần Phong chạy trốn sau đó thần sắc hắn giữ tợn quát, Thanh Dương Tông. Còn có cái kia nhóc con chết tiệt, ta Liễu Vô Nguyên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại ước sau 20 phút, Ngô Trưởng Nam lợi dụng phi thiên con thoi mang theo Diệp Thần Phong đáp xuống một hòn đảo nhỏ bên trên, có thể là Ngô Trưởng Nam dọc theo con đường này không ngừng hướng về phi thiên con thoi bên trong rót vào linh khí, hắn trên trán đã sớm là toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột rồi, hơn nữa hắn mũi cùng trong miệng khí tức cũng cực kỳ không ổn định. Diệp Thần Phong không nghĩ tới chính mình sẽ bị Ngô Trưởng Nam đột nhiên mang theo bay mất, Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không cho là Ngô Trưởng Nam là vì cứu hắn rồi, này Ngô Trưởng Nam khẳng định cho là hắn trên người có to lớn gì bí mật. Được rồi, tiểu huynh đệ, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi. Về sau ngươi chính là chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử, chúng ta Thanh Dương Tông tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Này Ngô Trưởng Nam đối Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hòa ái. Hắn cũng không vội vã hỏi rõ Diệp Thần Phong trên người bí mật, dù sao nơi này cách Thanh Dương Tông còn rất xa. Nếu như hỏi sau đó Diệp Thần Phong không muốn nói, vậy thì không dễ xử lý rồi. Bất quá, chỉ cần trở về Thanh Dương Tông, Ngô Trưởng Nam có mấy chục loại biện pháp để Diệp Thần Phong ngoan ngoãn mở miệng, nếu như Diệp Thần Phong nguyện ý chủ động đem bí mật nói ra, như vậy Ngô Trưởng Nam tuyệt đối sẽ không khó xử Diệp Thần Phong, dù sao Diệp Thần Phong tư chất cũng thật là không tệ. Diệp Thần Phong nhíu lông mày không có buông lỏng, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đám người còn tại Hải Vương số thượng, này làm cho hắn làm sao có thể không lo lắng. Tiểu gia hỏa, người yên tâm đi, vừa vặn chúng ta đem một tia thần niệm lén lút xâm nhập những bằng hữu kia của ngươi trong cơ thể, căn cứ chúng ta cảm ứng, những bằng hữu kia của ngươi bây giờ còn đều không có chuyện gì, nếu Bạch Tuyết Sơn Trang người không có lập tức giết chết bọn hắn, như vậy bọn hắn sống sót tỷ lệ vẫn còn rất cao. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Bóng đen thanh âm của người cũng lập tức vang lên, tiểu tử, bọn hắn nếu lựa chọn muốn tới địa huyền giới đi, như vậy bọn hắn phải làm tốt các loại chuẩn bị tâm tư, ngươi không thể chiếu cố bọn hắn cả đời, huống hồ ngươi bây giờ tự thân khó bảo toàn, lại nói cường giả đều là từ một lần lại một lần trong lúc nguy hiểm sống sót, đây đối với những bằng hữu kia của ngươi cũng coi như là một lần không sai rèn luyện. Trong đầu đang vang lên bóng trắng nhân hòa bóng đen thanh âm của người sau đó Diệp Thần Phong lông mày mới từ từ lỏng ra, Diệp Thần Phong tại Ngô Trưởng Nam ngồi đối diện xuống. Ngô Trưởng Nam lại nói, tiểu huynh đệ, chúng ta Thanh Dương Tông mặc dù chỉ là bát phẩm tông môn, thế nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý một lòng vì Thanh Dương Tông, chúng ta tuyệt đối sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn đem Ngô Trưởng Nam lần này dối trá lời nói. Cho rằng là Ngô Trưởng Nam tại thúi lắm. Thấy Diệp Thần Phong không có mở sau, Ngô Trưởng Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đúng rồi, ta quên tiểu huynh đệ ngươi chả chưa từng đi địa huyền giới rồi, trên đất huyền giới tông môn có đẳng cấp phân chia, từ cao xuống thấp theo thứ tự là nhất phẩm tông môn đến cửu phẩm tông môn, mà vừa vặn yếu lấy mạng của ngươi Bạch Tuyết Sơn Trang chính là thất phẩm tông môn. Nghe được địa huyền giới tông môn còn có đẳng cấp phân chia, này làm cho Diệp Thần Phong nhấc lên một ít tinh thần, hắn hỏi dò. Vừa vặn ta tại Hải Vương số thượng, nghe được cái kia hai cái cùng các ngươi cùng đi đến cổ võ giới người, bọn hắn đang bàn luận cái gì Âm Minh Tông, nói Âm Minh Tông vô cùng lợi hại, như vậy này Âm Minh Tông thuộc về mấy phẩm tông môn. Chương 1227, một sóng gió bình, một ba lại khởi. Ngô Trưởng Nam khi nghe đến Diệp Thần Phong nói lên nghi vấn sau, hắn không có hoài nghi Diệp Thần Phong tìm hiểu Âm Minh Tông mục đích, thuận miệng nói ra tiểu huynh đệ. Cái kia Âm Minh Tông thuộc về ngũ phẩm tông môn, trên đất huyền giới bên trong cũng coi là một cái nhất lưu tông môn, kỳ thực trên đất huyền giới, tông môn còn có càng thêm cặn kẽ phân chia, dù sao cũng là nghỉ ngơi, ta liền cùng tiểu huynh đệ ngươi cẩn thận nói một chút đi. Tại Ngô Trưởng Nam khẩu trong, Diệp Thần Phong biết được địa huyền giới nhất phẩm đến cửu phẩm tông môn, trong đó cửu phẩm tông môn tối thiểu phải có một tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ tọa trấn, bát phẩm tông môn tối thiểu phải có hợp biển cảnh cao thủ tọa trấn. Thất phẩm tông môn tối thiểu phải có thần niệm cảnh cao thủ tọa chấn, lục phẩm tông môn tối thiểu phải có tạo hóa cảnh cao thủ tọa chấn, ngũ phẩm tông môn tối thiểu phải có luân hồi cảnh cao thủ tọa chấn. Về phần ngũ phẩm bên trên 1 đến 4 phẩm tông môn,
những tông môn này chính là địa huyền trong giới đỉnh cấp thế lực, hắn nội tình đều vô cùng thâm hậu, mỗi cái trong tông môn đều có niết bàn cảnh cao thủ tọa chấn, những này đỉnh cấp tông môn trên đất huyền giới bên trong địa vị cơ hồ là không thể lay động. Diệp Thần Phong đang nghe xong tông môn tỉ mỉ phân chia sau đó tâm tình của hắn đột nhiên biến trầm trọng lên, này Âm Minh Tông dĩ nhiên đạt đến ngũ phẩm tông môn đẳng cấp, này làm cho Diệp Thần Phong trên người áp lực gia tăng mãnh liệt, hắn muốn cứu ra Lâm Hân Di, hắn liền tất cần phải không ngừng nhanh chóng tăng cao thực lực, còn có nữ nhân của hắn Hạ Tử Ninh cũng bị địa huyền giới người bên này mang đi, hắn còn không biết Hạ Tử Ninh bây giờ tung tích đây. Tại về sau trong 10 ngày. Ngô Trưởng Nam lợi dụng phi thiên con thoi không ngừng mang theo Diệp Thần Phong ở trên bầu trời phi hành, dọc theo con đường này Ngô Trưởng Nam ở bề ngoài không nghĩ yếu tra xét Diệp Thần Phong trên người bí mật ý tứ, bất quá. Diệp Thần Phong biết này Ngô Trưởng Nam nhất định là phải chờ tới Đạt Thanh Dương Tông sau đó mới sẽ hướng về hắn chân chính khai đao. Bởi Ngô Trưởng Nam thực lực tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, lấy hiện tại Diệp Thần Phong thực lực căn bản vô pháp từ Ngô Trưởng Nam trong tay chạy trốn. Cho nên Diệp Thần Phong chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi, nguyên bản bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên, hai người bọn họ là muốn truyền thụ Diệp Thần Phong công pháp tu luyện được rồi, nhưng là Diệp Thần Phong mỗi ngày đều tại Ngô Trưởng Nam dưới mí mắt, công pháp tu luyện này sự tình chỉ có thể bị ép rời lại rời. Nguyên bản cưỡi hải vương số từ cổ võ giới đến địa huyền giới yêu cầu ước chừng thời gian nửa tháng, thế nhưng lợi dụng phi thiên con thoi ở trên bầu trời phi hành, này thật to rút ngắn thời gian. Chỉ là mỗi ngày Ngô Trưởng Nam đô hội tiêu hao rất lớn linh khí, rốt cuộc tại ngày thứ 11 thời điểm, Ngô Trưởng Nam mang theo Diệp Thần Phong đã tới địa huyền giới. Tại đến địa huyền giới sau, Ngô Trưởng Nam không có làm bất kỳ dừng lại, hắn là không kịp chờ đợi muốn biết được Diệp Thần Phong trên người bí mật, Thanh Dương Tông cách bọn họ đến địa huyền giới địa phương gần vô cùng, lợi dụng phi thiên con thoi ước chừng chỉ muốn phi hành một canh giờ. Ngô Trưởng Nam liền có thể mang theo Diệp Thần Phong thuận lợi đến Thanh Dương Tông rồi. Vốn là Diệp Thần Phong còn muốn đợi đến địa huyền giới. Hắn lại nghĩ cách thoát khỏi này Ngô Trưởng Nam, ai biết này Ngô Trưởng Nam dĩ nhiên mang theo hắn bay thẳng Thanh Dương Tông mà đi, này ngược lại là để Diệp Thần Phong có phần không ứng phó kịp rồi. Thanh Dương Tông tông môn xây dựng ở trên một ngọn núi cao, tại Ngô Trưởng Nam mang theo Diệp Thần Phong đã rơi vào ở dưới chân núi, Ngô Trưởng Nam nói ra, tiểu huynh đệ, Thanh Dương Tông có quy tắc, không thể lợi dụng phi hành pháp khí bay thẳng thượng tông cửa. Chúng ta vẫn là từng bước đi lên đi. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, hiện nay hắn chỉ có thể tạm thời nghe theo Ngô Trưởng Nam lời nói, một đoạn này đi về Thanh Dương Tông đường núi. Đối với người bình thường tới nói hay là cần muốn đi hết cái nửa ngày, mà đối với Diệp Thần Phong cùng Ngô Trưởng Nam tới nói, chuyện này quả thật là việc nhỏ như con thỏ sự tình, chỉ là thời gian một nén nhang, hai người bọn họ liền đi xong đường núi, đã tới Thanh Dương Tông khổng lồ trên quảng trường. Mà khi Diệp Thần Phong cùng Ngô Trưởng Nam đi tới trên quảng trường thời điểm, hai người này vẻ mặt không khỏi hơi đổi, đặc biệt là Ngô Trưởng Nam lão già này, bởi vì tại trên quảng trường nằm đầy từng bộ Thanh Dương Tông đệ tử thi thể, về phần Thanh Dương Tông tông chủ Chuông Tiềm, đầu của hắn được thật cao đọng ở quảng trường trụ đá bên trên. Quảng trường chính giữa quỳ Thanh Dương Tông ba tên thông linh cảnh đệ tử nội môn, tại ba tên đệ tử trước người, đứng đấy một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Trên người thiếu nữ mặc một bộ tơ trắng quần áo, mặt trái xoan, lông mày thon dài, màu da như tuyết, trong con ngươi xinh đẹp lưu động một vệt thiếu nữ quật cường, nếu như thiếu nữ này dáng người có thể tại thành thục một ít, như vậy có thể nói cô gái này tuyệt đối là tiên nữ cấp bậc. Thiếu nữ này tên là Ninh Tuyết Nhi, người chính là ngũ phẩm tông môn Hàn Băng Tông con gái của tông chủ, còn nhỏ tuổi một thân thực lực đã đến hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ rồi. Này Ninh Tuyết Ni nguyên bản chính mình chạy ra ngoài tại một chỗ bên trong dãy núi lịch luyện, nhưng ai biết gặp Thanh Dương Tông tông chủ Chuông Tiềm, Chuông này Tiềm chính là hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, hắn tu luyện một môn thải bổ chi thuật. Tại Chuông Tiềm gặp phải Ninh Tuyết Ni thời điểm, chu vi không có bất kỳ người, Chuông Tiềm nhìn ra được Ninh Tuyết Ni còn nhỏ tuổi liền có cỡ này thực lực, nhất định là cái nào nhất lưu tông môn hoặc là đỉnh cấp tông môn đệ tử, nhưng nếu như hắn thải bổ Ninh Tuyết Ni sau, thực lực của hắn thì có thể một lần bước vào thần niệm cảnh, cuối cùng Chuông Tiềm vẫn là lựa chọn đối Ninh Tuyết Nhi động thủ, đồng thời tại động thủ trong quá trình bại lộ thân phận của mình. Nhưng ai biết Ninh Tuyết Nhi trên người các loại bí bảo tầng tầng lớp lớp, cuối cùng Chuông Tiềm chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Tuyết Nhi trốn. Này Ninh Tuyết Nhi đang đào tẩu sau đó người liền lập tức trở về Hàn Băng Tông, dẫn theo một tên ngoại môn trưởng lão, cùng với hai tên đệ tử nội môn,
các nàng trực tiếp giết tới Thanh Dương Tông, có thể nói này Thanh Dương Tông căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Tại Ninh Tuyết Ni bên trái đứng đấy một cái năm 60 tuổi lão thái bà, nàng chính là Hàn Băng Tông một tên ngoại môn trưởng lão, tên là Vương Hàn Mai, một thân thực lực đã tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Mà sau lưng Ninh Tuyết Ni còn đứng hai tên hơn 20 tuổi thanh niên, cái này hai tên thanh niên thực lực đều tại thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, hai người bọn họ chính là Hàn Băng Tông đệ tử nội môn. Thử nghĩ một hồi Thanh Dương Tông cái khu vực này khu bát phẩm tông môn, thực lực mạnh nhất tông chủ cũng chỉ có hợp biển cảnh thực lực, bọn hắn thì lại làm sao ngăn cản được Ninh Tuyết Ni đám người đâu này. Ninh Tuyết Ni ánh mắt nhìn về phía Ngô Trưởng Nam cùng Diệp Thần Phong, người cái kia trắng nõn mũi hơi nhíu nhăn, nói ra, Vương Trưởng Lão, đem hai người này cũng cho ta nắm bắt lấy xuống. Ngô Trưởng Nam rõ ràng cảm thấy Ninh Tuyết Ni đám người thực lực, mắt thấy thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ Vương Hàn Mai hướng về hắn lướt đi tới, hắn một cái đột nhiên cầm lên bên cạnh Diệp Thần Phong, trực tiếp đem Diệp Thần Phong hướng về xa xa Ninh Tuyết Ni đẩy đi qua. Ngô Trưởng Nam hành động này, để Vương Hàn Mai là sửng sốt một chút, nhưng chính là này ngắn ngủi mấy giây thời gian, Ngô Trưởng Nam từ trong lòng lấy ra một tấm màu vàng lá bùa, tại lá bùa này thượng vẽ ra một ít phức tạp đồ án. Ngô Trưởng Nam nói năng hùng hồn niệm mấy câu nói sau đó hắn đột nhiên đem lá bùa ném vào trên mặt đất, cả người hắn trong nháy mắt chui vào dưới lòng đất. Lá bùa này tên là độn địa phù, có thể nhất độn ngàn dặm, là một năm trước Ngô Trưởng An phí hết lớn một phen lực mới đã nhận được, trước mắt thấy mạng của mình đều có khả năng giữ không được, hắn không lo được Diệp Thần Phong trên người ẩn núp bí mật, liền ép đáy hòm độn địa phù cũng lấy ra thi triển. Mà bị Ngô Trưởng Nam dùng sức đẩy ra ngoài Diệp Thần Phong, hắn không cách nào rời đi trên người lực đẩy, cái kia Ninh Tuyết Ni cũng không nghĩ đến Ngô Trưởng Nam sẽ đem Diệp Thần Phong đột nhiên hướng về người đẩy tới, cho nên nàng trong đầu trống không một hai giây, khi nàng phản ứng đến đây thời điểm, Diệp Thần Phong thân thể nặng nề đụng vào trên người nàng. Diệp Thần Phong trực tiếp đem Ninh Tuyết Ni cho đặt ở dưới thân thể, nhất thời nhất cổ trên người thiếu nữ hương thơm chui vào trong lỗ mũi hắn, mùi thơm này cực kỳ tốt nghe thấy, này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi khịt khịt mũi. Trong miệng nói lầm bầm, rất thơm. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần Phong cảm giác ngực đau đớn một hồi, tỉnh hồn lại Ninh Tuyết Ni, người trắng nõn gò má một trận ửng hồng, người trực tiếp một trưởng vỗ tại Diệp Thần Phong ngực, thanh Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, trong miệng khẽ kêu nói, người cái đổ vô sỉ, này Thanh Dương Tông bên trong sẽ không một người tốt. Này Ninh Tuyết Ni thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, Diệp Thần Phong nơi nào nhận được ở Ninh Tuyết Ni một trưởng này. Hắn nhất thời trong miệng phun suốt một ngụm máu tươi đến, nhìn xem Ninh Tuyết Ni cái kia tức giận gò má, trong lòng của hắn thầm nghĩ, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất a hát, câu nói này quả nhiên không sai. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong lại lập tức nói ra, các ngươi khả năng đã hiểu lầm, ta cũng không phải Thanh Dương Tông đệ tử, ta cũng là được Thanh Dương Tông đại trưởng lão Ngô Trưởng Nam nắm về. Chương 1228, độc ác. Ninh Tuyết Ni vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra coi như là hiểu lầm thì thế nào. Ngươi vừa mới nói cái gì, còn có ai cho ngươi đặt ở trên người ta? Ta Ninh Tuyết Ni lớn như vậy, vẫn không có nam nhân từng đụng phải thân thể của ta đây. Ngươi loại hành vi này quả thực là không thể tha thứ. Hàn Băng Tông ngoại môn trưởng lão Vương Hàn Mai, người đi tới Ninh Tuyết Ni trước mặt, cung kính nói, đại tiểu thư. Vừa vặn người kia sử dụng độn địa phù, chúng ta không cách nào đuổi theo hắn. Ngược lại, Vương Hàn Mai vừa nhìn về phía từ dưới đất đứng lên Diệp Thần Phong, nói ra, đại tiểu thư, về phần tiểu tử này, hắn dám to gan đụng tới đại tiểu thư thân thể của ngươi, trước hết để cho hắn nếm thử băng cắn trùng power, sẽ đem hắn mang về Hàn Băng Tông, khiến hắn giúp Hàn Băng Thánh Địa bổ sung năng lượng, ta nghĩ như vậy đại tiểu thư ngươi là có thể bớt giận chứ. Nói xong. Vương Hàn Mai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế đem Diệp Thần Phong cho bao phủ lại rồi, làm cho Diệp Thần Phong thân thể không cách nào nhúc nhích. Vương Hàn Mai từ trong lồng ngực lấy ra một con bình ngọc màu trắng, đem bình ngọc tại Diệp Thần Phong trước mặt mở ra, từ nơi này trong bình ngọc bay ra dường như to bằng hạt vừng điểm sáng màu trắng, những điểm sáng này thông qua Diệp Thần Phong mũi cùng miệng, toàn bộ bay vào bên trong thân thể của hắn. Này trọn vẹn hơn 1.000 cái điểm sáng màu trắng bay vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể sau đó chúng nó bám vào Diệp Thần Phong ngũ tạng lục phủ thượng, những này điểm sáng màu trắng chính là hình thể cực kỳ nhỏ bé băng cắn trùng rồi. Này băng cắn trùng tiến vào người tu luyện trong cơ thể sau,
người tu luyện linh khí cũng không cách nào giết chết băng cắn trùng, này băng cắn trùng có thể đem thân thể người bên trong ngũ tạng lục phủ cho đóng băng lại, sau đó, chúng nó lại từng điểm đem đóng băng lại ngũ tạng lục phủ cho ăn sạch sẽ, chỉ có tại ngũ tạng lục phủ toàn bộ được băng cắn trùng sau khi ăn xong, người mới sẽ chết một cách triệt để, cho nên được băng cắn trùng gặm nhấm ngũ tạng lục phủ quá trình này là phi thường thống khổ. Vương trưởng lão, ngươi làm sao thanh hàng ngàn con băng cắn trùng đều để vào trong cơ thể hắn? Lời nói như vậy hắn có lẽ đều chống đỡ không tới Hàn Băng Tông rồi, bất quá, như hắn loại đồ vô sỉ cũng chết chưa hết tội. Ninh Tuyết Nhi hoàn toàn không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Mà bị hàng ngàn con băng cắn trùng xâm vào thân thể Diệp Thần Phong. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng 6 năm lạnh lẽo khó chịu, còn có từng đợt đâm nhói từ ngũ tạng lục phủ của hắn thượng kích thích hắn cảm giác đau thần kinh, nhất định là này hàng ngàn con băng cắn trùng đang chậm chậm gặm cắn Diệp Thần Phong nội tạng rồi. Diệp Thần Phong có thể nói là vừa vặn thoát ly móng vuốt sói, hắn lại tiến vào hổ khẩu, hắn muốn dùng linh khí đem trong cơ thể băng cắn trùng cho đánh chết. Đáng tiếc những này băng cắn trùng không ý kỵ tí nào trong cơ thể hắn linh khí, tại Diệp Thần Phong ngũ tạng 6 năm càng phát đau đớn thời điểm. Hắn bên trong đan điền ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa đột nhiên xoay tròn. Theo, cái này hai đóa băng tuyết liên hoa xoay tròn, này hàng ngàn con bám vào Diệp Thần Phong ngũ tạng lục phủ thượng băng cắn trùng, chúng nó giống như là được băng tuyết liên hoa khí tức hấp dẫn, dồn dập thoát ly Diệp Thần Phong ngũ tạng lục phủ, tìm khí tức hướng Diệp Thần Phong đan điền bay đi. Tại đây hàng ngàn con băng cắn trùng bay vào Diệp Thần Phong bên trong đan điền sau. Chúng nó an ổn đã rơi vào ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa bên trên, chúng nó thật giống không có muốn rời khỏi cái này hai đóa băng tuyết liên hoa ý tứ rồi. Tiểu gia hỏa, bên trong cơ thể ngươi có ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa, này băng cắn trùng là tuyệt đối không gây thương tổn ngươi, hơn nữa này băng cắn trùng cực kỳ thích hợp tại băng tuyết liên hoa thượng thành trưởng. Này đối với ngươi mà nói ngược lại là một cái không sai cơ duyên. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Tại hàng ngàn con băng cắn trùng bay vào bên trong đan điền sau đó Diệp Thần Phong ngũ tạng lục phủ đau đớn cuối cùng là giảm bớt rất nhiều. Bất quá, trên mặt hắn nhưng vẫn là duy trì cực kỳ vẻ mặt thống khổ, trong lòng âm thầm nói ra, đây là một giám cơ duyên a hát. Các ngươi có hay không biện pháp đem này hàng ngàn con côn trùng từ trong thân thể ta làm đi ra? Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng cười nói, tiểu tử, người thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc a hát. Này Hàn Băng Tông tại chúng ta thời đại kia chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi, thế nhưng Hàn Băng Tông băng cắn trùng tại chúng ta thời đại kia liền phi thường nổi danh, này băng cắn trùng là Hàn Băng Tông độc môn bồi dưỡng một loại tiểu hình yêu thú. Hiện tại cái này hàng ngàn con băng cắn trùng là không thể rời bỏ ngươi bên trong đan điền băng tuyết liên hoa, chúng nó còn có thể tại băng tuyết liên hoa trên được đến không ngừng tiến hóa. Đến lúc đó ngươi bên trong đan điền những này băng cắn trùng đem tiến hóa so với Hàn Băng Tông băng cắn trùng lợi hại gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần, chờ sau này chúng ta có thể làm cho những này băng cắn trùng nghe theo mệnh lệnh của ngươi, này không sẽ chờ cho ngươi lại nắm giữ một tấm bảo mệnh lá bài tẩy ma. Tại bóng đen người Giang Vận Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lại nói, tiểu gia hỏa, dù sao ngươi không thoát khỏi được những người này. Chẳng qua ngươi cùng bọn hắn đi một chuyến Hàn Băng Tông đi. Hàn Băng Tông là chủ tu băng hệ công pháp và chiến kỹ. Mà bên trong cơ thể ngươi có ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa, nói không chắc chờ ngươi đã đến Hàn Băng Tông sau đó ngươi còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Đang nghe xong bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân sau, Diệp Thần Phong cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Hiện tại hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bên trên đau đớn đã hoàn toàn biến mất rồi, nhưng Diệp Thần Phong trên mặt thống khổ biểu lộ lại không chút nào giảm, Diệp Thần Phong biểu diễn thiên phú chả là cực kỳ cường hãn. Diệp Thần Phong ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú lên trước mặt Vương Hàn Mai, này Vương Hàn Mai thật sự là độc ác đến cực điểm, nếu như hắn bên trong đan điền không có băng tuyết liên hoa tồn tại, như vậy tại hàng ngàn con băng cắn trùng gặm nhấm dưới, hắn tại một đến hai thiên bên trong liền sẽ chết một cách triệt để rồi. Hắn chẳng qua là được Ngô Trưởng Nam đẩy lên Ninh Tuyết Ni trên người, lại nói hắn cũng có từng giải thích rồi, này Ninh Tuyết Ni cùng Vương Hàn Mai không khỏi trận chiến thực lực cũng quá thô bạo một chút. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng đối Vương Hàn Mai sinh ra sát cơ, không khỏi thầm nghĩ, ta sớm muộn cũng sẽ lấy ngươi lão già này tính mạng. Hàn Băng Tông ngoại môn trưởng lão Vương Hàn Mai, người tại cảm thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt bất thiện sau, người trực tiếp đem Diệp Thần Phong trên người huyệt đạo cho phong bế.
hừ lạnh nói, chỉ là một cái thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tiểu tử, tự coi như ngươi không phải Thanh Dương Tông người thì lại làm sao? Ngươi tốt nhất có thể chống đến Hàn Băng Tông, như vậy ngươi ngược lại cũng vẫn có thể cho Hàn Băng Thánh Địa bổ sung một ít năng lượng. Tiếp lấy, Vương Hàn Mai chỉ vào quỳ trên mặt đất ba tên Thanh Dương Tông đệ tử, đối với Hàn Băng Tông cái kia hai tên đệ tử nội môn, nói ra, thực lực của ba người này cũng đã tới thông linh cảnh, bọn hắn ngược lại cũng có thể vì Hàn Băng Thánh Địa làm ra một ít cống hiến, đem ba người bọn họ cũng cùng nhau mang về Hàn Băng Tông. Cái kia hai tên Hàn Băng Tông đệ tử nội môn, bọn hắn khi nghe đến Vương Hàn Mai lời nói sau, một người trong đó trong miệng thổi lên sắc nhọn huyết sáo, từ bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện hai đầu quái vật khổng lồ, cái này hai đầu quái vật khổng lồ vững vàng rơi xuống Thanh Dương Tông trên quảng trường. Cái này hai đầu quái vật khổng lồ mọc ra đầu sói, diều hâu thân thể, cánh triển khai mở rộng ra đến có tới 4-5 mét chiều dài, loại này quái vật khổng lồ tên là lang ưng thú, chính là một loại phi hành loại yêu thú, cũng không tồn tại mạnh mẽ lực công kích, tại đem lang ưng thú sau khi thuần phục, có thể cung người tu luyện cưỡi, này lang ưng thú năng lực phi hành vô cùng mạnh mẽ, ngày đi vạn dặm là không thành vấn đề. Vương Hàn Mai để hai tên đệ tử nội môn đem Thanh Dương Tông ba người cùng Diệp Thần Phong áp lên một con sói ưng thú, bởi Diệp Thần Phong cùng Thanh Dương Tông đệ tử đều bị điểm trúng huyệt đạo, cho nên thân thể của bọn họ đều không thể nhúc nhích, mà Ninh Tuyết Ni cùng Vương Hàn Mai nhưng là đi lên một đầu khác lang ưng thú. Tại tất cả mọi người đi lên lang ưng thú sau đó cái này hai đầu lang ưng thú huy động lên cánh khổng lồ, bỗng nhiên từ trên mặt đất bay lên. Từ Thanh Dương Tông cưỡi lang ưng thú đến Hàn Băng Tông, yêu cầu 5 ngày, nguyên bản Vương Hàn Mai cùng Ninh Tuyết Ni cho rằng Diệp Thần Phong hội giữa đường liền mất mạng, nhưng này Diệp Thần Phong tuy rằng trên mặt vẫn là cực kỳ vẻ mặt thống khổ, thế nhưng ngày hôm nay, 2 ngày, 3 ngày quá rồi, Diệp Thần Phong vẫn còn không mất mạng, thẳng đến ngày thứ 5 đến Hàn Băng Tông thời điểm, Diệp Thần Phong trên mặt nhưng vẫn là duy trì thần sắc thống khổ, những phương diện khác không có bất kỳ biến hóa nào. Này ngược lại là để Vương Hàn Mai trong lòng hơi kinh ngạc, cười lạnh một tiếng. Nói tiểu tử, sức sống của ngươi vô cùng ngoan cường, bị hàng ngàn con băng cắn trùng ăn mòn, ngươi lại vẫn có thể kiên trì 5 ngày lâu dài, như vậy ngươi tự đợi đến vì chúng ta Hàn Băng Tông Hàn Băng Thánh Địa bổ sung năng lượng đi. Tiến vào Hàn Băng Thánh Địa sau đó ngươi đời này cũng sẽ không có cơ hội báo thù rồi, tự coi như ngươi không tiến vào Hàn Băng Thánh Địa, lấy thực lực của ngươi muốn đối với ta tạo thành uy hiếp, cái này cũng là vĩnh viễn cũng không thể. Chương 1229, Hàn Băng Thánh Địa. Đang ngồi lang ưng thú đã tới Hàn Băng Tông sau đó Ninh Tuyết Ni ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thần Phong một mắt, người liền trực tiếp rời khỏi, người thân là đường đường Hàn Băng Tông con gái của Tông Chủ, có thể nói là toàn bộ Hàn Băng Tông trong tiểu công chúa, từ nhỏ hầu như người người đều nhường người, sủng ái người, dưới cái nhìn của nàng nàng và Diệp Thần Phong người như vậy cả đời cũng sẽ không phát sinh gặp nhau rồi. Hoặc là nói lần này các loại Diệp Thần Phong tiến vào Hàn Băng Thánh Địa sau. Người vĩnh viễn cũng không khả năng gặp lại được Diệp Thần Phong người này rồi. Hàn Băng Tông ngoại môn trưởng lão Vương Hàn Mai cùng hai tên đệ tử nội môn, bọn hắn tạm giữ Diệp Thần Phong cùng ba tên Thanh Dương Tông đệ tử, tại vòng qua Hàn Băng Tông đại điện sau đó bọn hắn đi tới Hàn Băng Tông phía sau núi, tại đây phía sau núi lối vào nơi đứng thẳng một tấm bia đá, mặt trên rõ ràng viết cấm địa hai cái này màu đỏ đại tự. Vương Hàn Mai tạm giữ Diệp Thần Phong đám người đi vào này trong cấm địa, lại đi đến cấm địa chỗ sâu thời điểm, chỉ thấy một mảnh to lớn vách núi chặn lại rồi đường đi của bọn họ, tại vách núi trước mặt còn đứng hai cái ăn mặc trường sam màu trắng đàn ông trung niên, này hai trung niên nam nhân thực lực tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, bọn hắn đang nhìn đến Vương Hàn Mai đám người sau, bọn hắn không khỏi nhíu mày đến. Vương Hàn Mai vội vàng nói, hai vị trưởng lão, bốn người này là đưa đến bổ sung Hàn Băng trong thánh địa năng lượng, bốn người này đều là chết không hết tội ác đồ, bọn hắn đắc tội rồi đại tiểu thư. Cái này hai tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên, bọn hắn chính là Hàn Băng Tông nội môn trưởng lão, chuyên môn phụ trách canh gác Hàn Băng Tông lối vào, địa vị của bọn họ muốn so Vương Hàn Mai cái này ngoại môn trưởng lão cao hơn rất nhiều, cho nên Vương Hàn Mai căn bản không dám ở nơi này trước mặt hai người lỗ mãng. Cái này hai tên canh gác Hàn Băng Thánh Địa nội môn trưởng lão, bọn hắn đang nghe Vương Hàn Mai giải thích sau đó bọn hắn nhíu lông mày cuối cùng là buông lỏng ra một ít, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong cùng cái kia ba tên Thanh Dương Tông đệ tử, hai người bọn họ hai tay đặt tại trên vách núi đá, trong miệng nói năng hùng hồn ghi nhớ cái gì, trên người linh khí nồng nặc không ngừng lăn lộn, bỗng nhiên, trên vách núi hào quang chói lọi.
Một mảnh trong suốt màn ánh sáng hiện lên hiện tại trên vách núi đá. Vương Hàn Mai đang nhìn đến Hàn Băng Thánh Địa cửa mở ra sau đó ầm, tứ trưởng, Vương Hàn Mai không chút do dự đập đánh vào Diệp Thần Phong bọn bốn người sau lưng thượng, Diệp Thần Phong bốn loại thân thể của con người bay thẳng đến trong màn sáng bay đi, mà trên người bọn hắn bị phong bế huyệt đạo cũng trong nháy mắt bị giải khai. Tại Diệp Thần Phong bọn bốn người tiến vào Hàn Băng Thánh Địa sau đó trên vách núi màn ánh sáng lại trong nháy mắt biến mất rồi, hai tên canh gác Hàn Băng Thánh Địa nội môn trưởng lão. Bọn hắn ngữ khí lạnh lẽo nói ra, các ngươi hiện tại có thể rời khỏi. Phía sau lưng cảm giác đau rát đau nhức, tiến vào màn ánh sáng sau Diệp Thần Phong, đập vào mi mắt là một đám lớn cánh đồng tuyết cùng tuyết sơn, hơn nữa bốn phía trong không khí tràn ngập cực hạn băng thuộc tính linh khí. Tiểu gia hỏa, này Hàn Băng Thánh Địa chính là một cái tiểu thế giới, năm đó Hàn Băng Tông người sáng lập đã nhận được cái này Hàn Băng Thánh Địa sau. Hắn mới bắt đầu chậm rãi quật khởi, thật tốt cảm thụ nơi này Hàn Băng linh khí đi. Hẳn là đối với ngươi sẽ có phi thường trợ giúp cực lớn. Làm bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh tiếng nói vừa vặn tại Diệp Thần Phong trong đầu hạ xuống, cái kia ba tên Thanh Dương Tông đệ tử, bọn hắn từng cái khổ gương mặt. Ba người này bên trong thực lực tại thông linh cảnh tam trọng thiên hậu kỳ tên là Hà Bình, thực lực tại thông linh cảnh nhị trọng thiên trung kỳ tên là Hoàng Sung Nghĩa, cái cuối cùng thực lực tại thông linh cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tên là Hạng Dít Giàng. Thực sự là quá xui xẻo rồi, tông chủ làm sao sẽ đắc tội rồi Hàn Băng Tông con gái của tông chủ. Sớm biết ta liền không gia nhập Thanh Dương Tông rồi, hiện tại hối hận cũng hết tác dụng rồi. Hà Bình trong miệng khó chịu ru ru thì thầm nói. Thông linh cảnh nhị trọng thiên trung kỳ Hoàng Sung Nghĩa, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nỗ lực gượng cười nói, huynh đệ, có thể đồng thời bị nhốt vào này Hàn Băng Thánh Địa, đối chúng ta mà nói cũng coi như là một loại duyên phận, ta sớm liền nghe nói qua này Hàn Băng Thánh Địa, tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa chúng ta nhất định muốn đoàn kết mới có thể sống sót. Diệp Thần Phong đối với cái này Hàn Băng Thánh Địa là không hề hiểu rõ. Chỉ từ vừa vặn bóng trắng nhân trong. Này làm cho hắn nhưng vẫn là đầu óc mơ hồ, nếu này ba tên Thanh Dương Tông đệ tử không có đối với hắn biểu hiện ra ác ý, hắn ngược lại cũng muốn hiểu rõ Hàn Băng Thánh Địa chuyện cụ thể rồi, trong miệng không khỏi nói ra, ta gọi Diệp Thần Phong, ta là vừa vặn từ cổ võ giới đi tới địa huyền giới, có thể nói cho ta nghe một chút này Hàn Băng Thánh Địa sự tình sao? Nghe được Diệp Thần Phong là từ hạ đẳng vị diện cổ võ giới tới. Hoàng Sung Nghĩa ba người trong con ngươi tránh qua một vệt xem thường ánh sáng. Bất quá, Hoàng Sung Nghĩa vẫn là hết sức hiếu thiện nói ra, huynh đệ, người tại cổ võ giới đều có thể tu luyện tới thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Điều này thực ghê gớm rồi, chẳng trách đại trưởng lão sẽ đem ngươi mang về. Kỳ thực tại Hoàng Sung Nghĩa các loại trong lòng ba người, hay là này Diệp Thần Phong là đi một chút số chó ngáp phải ruồi, dưới cái nhìn của bọn họ cổ võ giới người tư chất hẳn là đều phi thường thấp kém. Hoàng Sung Nghĩa, đừng nói cái gì chó má đại trưởng lão gì gì đó. Chúng ta lần này là được tông chủ cho hại thảm rồi, hơn nữa đại trưởng lão Ngô trưởng nam lão già này hắn cũng không để ý sự chết sống của chúng ta, Thanh Dương Tông đã không tồn tại, chúng ta cũng không còn là Thanh Dương Tông đệ tử. Thông linh cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ Hạng Dít Giàng nắm tay nói ra. Đúng, Hạng Dít Giàng nói không sai, đoán chừng chúng ta là không có cơ hội rời đi Hàn Băng Thánh Địa. Hà Bình cũng tiếp thượng lời nói đến. Ngược lại, Hà Bình rồi hướng Diệp Thần Phong nói ra, huynh đệ. Ngươi xem ta vận chuyển trong cơ thể linh khí, ngươi liền hẳn có thể biết một ít chuyện. Nói xong, Hà Bình liền đã vận hành lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Diệp Thần Phong sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ thấy Hà Bình trong cơ thể linh khí đang không ngừng được Hàn Băng Thánh Địa hấp thu, đồng thời hóa thành trong không khí Hàn Băng năng lượng. Diệp Thần Phong hỏi, chuyện gì thế này? Hà Bình hồi đáp, huynh đệ, tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa vận chuyển linh khí. Chúng ta trong cơ thể linh khí cũng sẽ bị Hàn Băng Thánh Địa hấp thu lấy, hơn nữa Hàn Băng Thánh Địa này cực hạn giá lạnh, này để cho chúng ta nhất định muốn một mực vận chuyển linh khí, có thể nói này Hàn Băng Thánh Địa chính là một cái Dracula, không ngừng đem chúng ta trong cơ thể linh khí hút lấy đi, bất quá, này Hàn Băng Thánh Địa hút đi chúng ta trong cơ thể linh khí tốc độ cũng thập phần chậm chậm, chỗ bằng vào chúng ta sẽ không lập tức chết tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa. Tối thiểu có thể tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa kéo dài hơi tàn thời gian 3, 4 năm. Này Hàn Băng Thánh Địa là dùng để giam giữ đắc tội rồi Hàn Băng Tông, mà lại thực lực tại thông linh cảnh cao thủ, thông linh cảnh bên trên cao thủ. Này Hàn Băng Thánh Địa liền hấp không đi bên trong cơ thể của bọn họ linh khí. Này Hàn Băng trong Thánh Địa băng thuộc tính linh khí. Hàn Băng Tông lợi dụng một loại phương pháp đặc thù,
đêm này băng thuộc tính năng lượng dẫn dắt đã đến Hàn Băng Tông đệ tử căn phòng bên trong, như vậy là có thể thật to tăng lên Hàn Băng Tông đệ tử tốc độ tu luyện rồi. Tại đây Hàn Băng trong thánh địa hàng năm đều sẽ bị giam giữ đi vào một nhóm thông linh cảnh cao thủ, bây giờ này Hàn Băng trong thánh địa bị giam giữ tối thiểu 5-60 tên thông linh cảnh cao thủ rồi, ở nơi này chúng ta không chỉ sẽ bị hút đi trong cơ thể linh khí, còn muốn mỗi giờ mỗi khắc đề phòng những người này rất có thể sẽ đối với chúng ta động thủ, chỗ lấy chúng ta bốn người mới nhất định muốn đoàn kết cùng nhau. Đúng rồi, có người nói tại đây Hàn Băng trong thánh địa chả bị trấn áp một đầu cửu U Băng Sư, này cửu U Băng Sư chính là cao đẳng yêu thú, cũng còn tốt chính là ta nghe nói này cửu U Băng Sư quanh năm trong trạng thái mê man, bằng không chúng ta tại đây Hàn Băng trong thánh địa 100% hội mất mạng. Đang nghe xong Hà Bình một đoạn lớn giải thích sau đó Diệp Thần Phong đối này Hàn Băng thánh địa là có một cái đại khái hiểu rõ, tuy nói ở nơi này có lẽ sẽ đạt được một ít cơ duyên, nhưng Diệp Thần Phong nhưng không muốn cả đời ở lại chỗ này, hắn lại hỏi lẽ nào liền không có cách nào rời đi nơi này. Hà Bình lắc lắc đầu, cười khổ nói, trừ phi thực lực của ngươi có thể đến luân hồi cảnh, như vậy thì có thể phá tan Hàn Băng thánh địa kết giới. Tại Diệp Thần Phong mới vừa cũng muốn hỏi hỏi bóng trắng nhân hòa bóng đen người, bọn hắn có không hề rời đi nơi này biện pháp lúc. Chỉ thấy từ đằng xa có 7-8 đạo bóng người đang không ngừng hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn bên này tới gần, những người này nhất định cũng là bị giam giữ tại Hàn Băng trong thánh địa người rồi. Hà Bình ba người nhìn thấy cái kia 7-8 đạo không ngừng tới gần bóng người sau, sắc mặt của bọn họ trở nên khó coi, Hà Bình mở miệng nói ra, sau đó chúng ta có thể nhịn được thì nhịn. Đối phương từ trên nhân số vượt qua chúng ta, chả có thực lực của bọn họ khẳng định cũng sẽ không nhược đi nơi nào, mọi người đều phải cẩn thận. Diệp Thần Phong đối với Hà Bình lời nói là không tỏ rõ ý kiến, hắn vừa vặn len lén thử qua, bởi vì hắn bên trong đan điền có băng tuyết liên hoa, cho nên hắn tại vận chuyển linh khí dòng sông thời điểm, trong cơ thể hắn linh khí cũng sẽ không được Hàn Băng Thánh Địa cho hút đi, trái lại loại này khắp nơi đều tràn ngập băng thuộc tính năng lượng địa phương thích hợp hắn hơn tu luyện. Chương 1230, trong nháy mắt dây 5 người. Chỉ là trong chớp mắt công phu, cái kia 7-8 đạo bóng người liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong đám người trước mặt. Này 7-8 người y phục trên người đã biến thập phần phá lạn, xem ra bọn hắn tiến vào Hàn Băng Thánh Địa đã có một đoạn thời gian, cầm đầu là một người trung niên đại hán, này vóc người khuôn mặt đáng ghét, tình cờ vi vi há mồm ra, có thể thấy rõ ràng trong miệng hắn răng vàng lớn, người này tên là Vương Đại Lực. Thực lực của hắn tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Bị giam giữ tại Hàn Băng trong thánh địa ước chừng có 50-60 người, những người này đương nhiên là sẽ kết bè kết đảng được rồi. Vương Đại Lực chính là này 7-8 người bên trong lão đại, bọn hắn những người này tại Hàn Băng trong thánh địa cũng coi như là nhất cổ không kém thế lực rồi. Tại Vương Đại Lực bên cạnh đứng đấy một cái khoảng 30 tuổi nam nhân, người đàn ông này trên mặt là âm trầm vẻ mặt, tên của hắn gọi là Tiêu Sa. Thực lực của hắn tại thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, về phần những người khác thực lực đều tại thông linh cảnh nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên trong lúc đó. Khuôn mặt đáng ghét Vương Đại Lực, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người, quát lên các ngươi là mới tới. Tiến vào này Hàn Băng Thánh Địa, hầu như là không thể nào lại có thêm rời đi cơ hội, các ngươi hiện tại quỳ xuống nhận thức ta làm lão đại, tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa liền có các ngươi một vị trí rồi. Tại Hà Bình ba người xem ra yếu bọn hắn nhận thức Vương Đại Lực làm lão đại, này ngược lại cũng không phải là không có khả năng, dù sao Vương Đại Lực thực lực còn mạnh hơn bọn họ, nhưng này Vương Đại Lực lại vẫn yếu bọn hắn quỳ xuống, vậy thì để Hà Bình đám người không tiếp thụ được rồi, chính là nam nhi dưới gối có hoàng kim, nam nhân đầu gối đại diện cho tôn nghiêm. Thông linh cảnh tam trọng thiên hậu kỳ Hà Bình, hắn mở miệng nói ra, muốn chúng ta nhận thức ngươi làm lão đại khái có thể. Thế nhưng điều này cũng không dùng tới để cho chúng ta quỳ xuống chứ. Nghe vậy, Vương Đại Lực biến sắc mặt, quát lên, để cho các ngươi quỳ xuống là để mắt các ngươi, xem ra các ngươi là không biết cân nhắc. Vương Đại Lực khoát tay áo một cái, lại nói, được rồi. Ai kêu ta Vương Đại Lực là tối thông tình đạt lý được rồi, hiện tại đem bọn ngươi y phục trên người cởi ra cùng chúng ta thay đổi, yêu cầu này các ngươi tổng hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ. Trước mặt nhiều người như vậy thanh quần áo cởi, này cùng quỳ xuống có khác biệt sao? Hà Bình ba người sắc mặt trở nên khó coi, mà Diệp Thần Phong nhưng thủy chung phong đạm vân khinh, này Hàn Băng Thánh Địa tuy rằng không phải băng tuyết liên hoa sáng tạo ra đến, hắn cũng không cách nào lợi dụng băng tuyết liên hoa khống chế này Hàn Băng Thánh Địa, nhưng là có băng tuyết liên hoa trợ giúp,
hắn vẫn có thể hơi chút trưởng khống một ít băng thuộc tính linh khí, hơn nữa trong cơ thể hắn linh khí sẽ không bị hút đi. Thực sự không được hắn tạm tránh đầu sóng ngọn gió năng lực vẫn phải có. Vương đại ca, xem ra những người này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi, chúng ta động thủ trước giáo huấn một chút những này người mới lại nói. Thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh Phong Tiêu Sa, thanh âm hắn âm trầm nói. Tiêu nhìn xa một mực không có hé răng Diệp Thần Phong, lại nói, Vương đại ca, ta tới đối phó tên tiểu tử này. Nhìn dáng vẻ của hắn căn bản không có coi chúng ta là chuyện quan trọng tình, chừng mấy ngày không hoạt động, hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể sống lạc gân cốt một chút rồi. Thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ vương đại lực, hắn nhìn xem Hà Bình ba người, nói ra, những người khác đều không nên động thủ, ba người này liền có do ta một người để giải quyết. Nói xong, vương đại lực chân đạp đất mặt, khơi dậy một đám lớn bạch tuyết, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hướng về Hà Bình ba người vọt tới, Hà Bình ba người tạo thành tam giác xu thế, dùng này đến ứng đối vương đại lực công kích, Hà Bình ba người lúc trước dù sao cũng là cùng một cái trong tông môn, cho nên bọn hắn phối hợp hiểu ngầm độ vẫn là vô cùng cao. Mà khi Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng đồng thời ra tay công kích thời điểm, bọn hắn không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi, bọn hắn dĩ nhiên cảm giác được công kích mình đi ra lực đạo được này Hàn Băng Thánh Địa cho hút đi trọn vẹn hơn một nửa. Bọn hắn cũng không biết này Hàn Băng Thánh Địa còn có hiệu quả như thế này. Vương Đại Lực trong miệng lộ ra răng vàng lớn, hắn nhẹ nhõm tránh qua Hà Bình đám người công kích, ba quyền, Vương Đại Lực quả đấm chính xác đánh vào Hà Bình đám người ngực, đem Hà Bình đám người cho nện bay ra ngoài, trong miệng dồn dập phun ra một ngụm máu lớn đến. Liền để cho ta tới dạy dỗ các ngươi hẳn là yếu làm sao nghe lão đại lời của ta. Vương Đại Lực trong miệng là cười lạnh nói. Một bên khác, thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh Phong Tiêu Sa, hắn đối với Diệp Thần Phong. Nói ra tiểu tử, không nên nhìn, tại đây Hàn Băng trong thánh địa. Mỗi một chiêu sử dụng linh khí càng nhiều. Được Hàn Băng Thánh Địa hấp thu cũng sẽ càng nhiều. Vừa nãy ngươi ngay cả một câu nói cũng không nói. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức đem ngươi y phục trên người cởi ra. Sau đó đối huynh đệ chúng ta quỳ xuống dập đầu. Như vậy ta có thể không ra tay với ngươi. Hơn nữa về sau ngươi chính là chúng ta bên trong một thành viên. Diệp Thần Phong nghe Tiêu Sa lời nói. Hắn đồng dạng cũng nhìn thấy một bên vừa vặn Vương Đại Lực cùng Hà Bình đám người đối chiến. Trong lòng của hắn suy nghĩ nói, nếu này Hàn Băng Thánh Địa không cách nào hấp thu trong cơ thể ta linh khí, như vậy công kích mỗi một chiêu bên trong linh khí, cần phải cũng không cách nào bị hấp thu mất ha. Trong lòng toát ra ý nghĩ này sau đó Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra ta là khá là yêu thích cởi quần áo cùng quỳ xuống, nếu như ngươi có bản lãnh này để cho ta cởi quần áo cùng quỳ xuống lời nói. Ngông cuồng, tự đại, Tiêu Sa trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng nói ra. Tiếp lấy. Tiêu Sa trong cơ thể đã vận hành lên thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong linh khí, bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, một trường hướng về Diệp Thần Phong ngực đập tới, trong đó đồng dạng là được Hàn Băng Thánh Địa hấp lấy đi một nửa linh khí, cho nên Tiêu Sa một chiêu này chẳng khác gì là thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ phát huy ra thực lực. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông một vận chuyển, trong cơ thể hắn linh khí nhất thời chạy vọt lên, nhanh chóng hướng về Tiêu Sa thủ trưởng vung đánh một quyền. Diệp Thần Phong cảm giác mình một quyền này bên trong linh khí không chút nào được Hàn Băng Thánh Địa cho hút đi, này làm cho hắn là càng thêm yên tâm, khóe miệng không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười. Tiêu nhìn xa đến Diệp Thần Phong đến lúc này còn dám cười, này làm cho hắn là rất là không sảng khoái, trong miệng lần nữa quát lên, tiểu tử, sau đó ta xem ngươi còn thế nào cười được. Một tiếng vang trầm thấp. Tại Tiêu Sa vừa dứt lời thời khắc. Diệp Thần Phong quả đấm cùng Tiêu Sa thủ trưởng tiếp xúc lại với nhau, Tiêu Sa trên mặt vẻ mặt đại biến, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng nói ra, không thể, người linh khí tại sao không có được Hàn Băng Thánh Địa hấp thu đi. Tiêu Sa thân thể nặng nề té lăn quay trong tuyết, trên bàn tay là một trận đau nhức, trong con người tràn ngập không dám tin vẻ mặt, mà một bên Vương Đại Lực cùng Hà Bình mấy người cũng được tình cảnh này hấp dẫn, trong ánh mắt của bọn họ cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiêu Sa tức giận từ trong đống tuyết đứng lên, đối với còn lại 5 tên thông linh cảnh nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên ở giữa người, quát lên các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cho ta cùng tiến lên. Cái kia 5 tên thông linh cảnh nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên ở giữa người, bọn hắn khi nghe đến Tiêu Sa mệnh lệnh sau đó bọn hắn dồn dập đem trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, trong lúc nhất thời cộng đồng hướng về Diệp Thần Phong vào tới.
Nếu xác nhận Hàn Băng Thánh Địa không cách nào hấp thu hắn linh khí, như vậy Diệp Thần Phong đối mặt năm tên thông linh cảnh nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên cao thủ thị sử biến không sợ hãi, hắn không có ý định cùng năm người này quyền cước công kích, trong cơ thể trong gân mạch đem linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại với nhau, đem khép lại ngón tay nhắm ngay năm người kia, miệng quát, vạn tiễn xuyên tâm. Xíu, 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 xíu. Từng cây do linh khí ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, hướng về năm người kia nhanh chóng bắn ra, đối mặt với một đám lớn mưa tên, cái kia năm tên thông linh cảnh nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên cao thủ, bọn hắn vốn là không cách nào tránh né, chỉ có thể mặc cho mưa tên đánh trúng tại thân thể của bọn họ bên trên. Diệp Thần Phong một chiêu này nhưng là ẩn chứa thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, những này thông linh cảnh nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên người làm sao có thể ngăn cản xuống. Vô số mũi tên nhọn trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của bọn họ, này năm tên thông linh cảnh nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên ở giữa cao thủ, bọn họ là trong nháy mắt đã bị chết ở tại chiêu này vạn tiễn xuyên tâm bên dưới. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Cảm thụ Diệp Thần Phong một chiêu này vạn tiễn xuyên tâm thật khí thế, Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa trong cổ họng khổ sở nuốt nước miếng, bọn hắn không tự chủ nói ra, hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ. Dĩ nhiên là hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ. Phải biết Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa đều thuộc về tán tu, như bọn hắn loại này tán tu muốn thu được công pháp cao cấp cùng chiến kỹ, chính là phi thường khó khăn, bây giờ Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa cũng chỉ nắm giữ một môn hoàng cấp hạ phẩm chiến kỹ, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ đã là để cho bọn họ thèm nhỏ nước dãi được rồi. Chương 1231, đột phá, vẫn là người sao? Tiêu Sa cùng Vương Đại Lực cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong linh khí, dĩ nhiên sẽ không bị Hàn Băng Thánh Địa hấp thu lấy. Hơn nữa Diệp Thần Phong lại còn nắm giữ power cực mạnh hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ. Lập tức dây giết bọn hắn bên này 5 người, tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa, liền ngay cả thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ Vương Đại Lực, hắn cũng là tuyệt đối không làm được đến mức này, này làm cho Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa trong lòng sinh ra lùi bước tâm ý. Hà Bình, Hoàng Xung Nghĩa cùng hãng giết giàng 3 người này, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Diệp Thần Phong sức chiến đấu thật không ngờ cường hãn như vậy, này khiến được trong lòng bọn họ không khỏi mừng thầm không ngớt, dù sao vừa vặn bọn họ là đối Diệp Thần Phong lấy lòng, cứ như vậy có Diệp Thần Phong tại, bọn hắn muốn tại Hàn Băng trong Thánh Địa sinh tồn được, đây cũng không phải phi thường khó khăn. Tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa, thi triển xong một chiêu vạn tiễn xuyên tâm, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác trong gân mạch linh khí dòng sông càng thêm thông suốt, cả người cũng biến thành thần thanh khí sảng lên. Một đôi mắt nhìn hướng Tiêu Sa cùng Vương Đại Lực, hí hành hạ nói, vừa vặn các ngươi không là muốn ta cởi quần áo cùng quỳ xuống sao? Làm sao hiện tại ngốc đứng tại chỗ không nói? Thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ Vương Đại Lực, hắn không lại đi để ý tới Hà Bình các loại ba cái vai trò, hắn trong con ngươi vẻ mặt lấp lóe không yên, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, huynh đệ, chính là không đánh nhau thì không quen biết, tại đây Hàn Băng trong thánh địa người yêu cầu hợp tác đồng bọn. Ta xem ngươi trên người linh khí thật giống không thụ Hàn Băng Thánh mà ảnh hưởng. Lẽ nào trên người ngươi có bí bảo không được sao? Này Vương Đại Lực trong khi nói chuyện, trong con ngươi tránh qua một vệt tham lam tinh quang. Vương Đại Lực cùng bên cạnh Tiêu Sa liếc nhau một cái, hai người tuy rằng đã được kiến thức Diệp Thần Phong cường hãn sức chiến đấu rồi, bất quá, dưới cái nhìn của bọn họ nếu như tại Hàn Băng Thánh địa bên ngoài đối chiến, bọn hắn nhất định có thể chiến thắng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong hoàn toàn là tại đây Hàn Băng trong Thánh địa chiếm giữ có lợi ưu thế. Nhưng Diệp Thần Phong trong thân thể linh khí không thụ Hàn Băng Thánh mà ảnh hưởng, điểm này vẫn để cho Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa lựa chọn bí quá hóa liều, nếu như bọn hắn có thể biết được trong đó khiếu môn, như vậy bọn hắn trong thân thể linh khí cũng sẽ không bị Hàn Băng Thánh địa ảnh hưởng rồi, về sau là có thể tại đây Hàn Băng trong Thánh địa tu luyện, nói không chắc tương lai chả thật sự có thể có rời đi Hàn Băng Thánh địa một ngày. Hai người các ngươi có làm tốt chết giác ngộ sao? Diệp Thần Phong hoàn toàn đem Vương Đại Lực lời nói cho rằng là ở thúi lắm, tại Hàn Băng Thánh địa loại này đối với hắn có lợi đối phương, chỉ cần không xuất hiện hợp biển cảnh cao thủ, hắn căn bản không yêu cầu e ngại bất kỳ thông linh cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên ở giữa cao thủ. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trong miệng khinh thường lời nói sau, Vương Đại Lực trước tiên đem trong thân thể linh khí dòng sông vận chuyển, thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế. Từ trên người hắn bên trên tăng vọt mà lên, trong miệng nói ra, huynh đệ, ngươi thật sự không có ý định hợp tác với chúng ta. Tiểu tử, chuyện lúc trước chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua,
ngươi bây giờ đổi giọng vẫn tới kịp. Tiêu Xa trong thân thể thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong khí thế là phóng lên trời. Căn cứ vừa vặn Diệp Thần Phong triển hiện ra sức chiến đấu, này Vương Đại Lực cùng Tiêu Xa đoán chừng, nếu như hai người bọn họ liên thủ, cần phải có chiến thắng Diệp Thần Phong khả năng, thật sự là Diệp Thần Phong trên người bí mật quá hấp dẫn hắn nhóm rồi, để hai người bọn họ cảm giác đáng giá làm như vậy một lần. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là gặp không sợ hãi, hắn cũng tương tự đem trong thân thể linh khí dòng sông vận chuyển, nhưng lúc này, tại linh khí dòng sông vận chuyển đồng thời, hắn bên trong đan điền ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa dĩ nhiên cũng tự động xoay tròn. Theo, hai đóa băng tuyết liên hoa liên tục chuyển động, bốn phía băng thuộc tính linh khí bắt đầu trở nên cáu kỉnh lên, khởi điểm là băng tuyết hướng về Diệp Thần Phong không ngừng hội tụ, tiếp theo là băng thuộc tính linh khí cũng không ngừng hướng về Diệp Thần Phong thân trong thân thể chui vào. Này vô số băng thuộc tính linh khí phần lớn là bị hai đóa băng tuyết liên hoa hấp thu, chỉ có phần nhỏ được Diệp Thần Phong thân thể hấp thu, bất quá, cho dù như thế, điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong thu hoạch khá dồi dào. Vương Đại Lực cùng Tiêu nhìn xa đến Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên bị băng tuyết cho bao trùm rồi, băng thuộc tính linh khí cũng đồng dạng hướng về Diệp Thần Phong phương hướng không ngừng hội tụ, một màn quỷ dị này, để hai người bọn họ có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Mà một bên Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng Hãng Rít Ràng ba người này, bọn hắn cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh này, ba người bọn họ càng phát bắt đầu nhìn không thấu Diệp Thần Phong người này Diệp Thần Phong làm sao sẽ đột nhiên bị hàn băng trong thánh địa băng tuyết cho bao trùm. Được băng tuyết bao vây lấy Diệp Thần Phong, hắn đem trong đầu tạp niệm bài trừ ra ngoài một lòng một ý hấp thu băng thuộc tính linh khí, hắn cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch lần thứ hai mở rộng mấy phần, chảy xuôi tại trong gân mạch linh khí dòng sông cũng đi theo làm lớn ra, cứ theo đà này, hắn hẳn là lập tức có thể đột phá thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, chính thức bước vào thông linh cảnh tứ trọng thiên rồi. Vương đại ca, chúng ta không thể ở một bên thấy. Tiêu Xa mặt âm trầm nói ra. Vương Đại Lực gật gật đầu, nói ra, Tiếu lão đệ, ngươi nói có đúng không sai, nhưng tiểu tử này được băng tuyết cấp bao quát ở, tại chung quanh hắn lại tràn ngập cáu kỉnh băng thuộc tính linh khí, lấy thực lực của chúng ta căn bản vô pháp tới gần A-Hát. Két, 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 từng trận thanh âm rất nhỏ đột nhiên vang vọng tại trong không khí. Chỉ thấy bao vây lấy Diệp Thần Phong băng tuyết bên trên, bỗng nhiên xuất hiện từng cái vết nứt. Oanh, một tiếng. Nhất cổ thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, từ trên người Diệp Thần Phong đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, Vương Đại Lực cùng Tiêu Xa cảm nhận được luồng khí thế này sau, hai người bọn họ không khỏi thân thể một cái run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, Vương Đại Lực đờ đẫn du du thì thầm nói tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì. Hắn trong thân thể linh khí không bị hàn băng thánh địa hấp thu lấy, hắn lại vẫn có thể ngược lại hấp thu hàn băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí. Mới chốc lát thời gian liền có đột phá, hắn vẫn là người sao, Hàn Băng Tông làm sao thanh người như vậy cũng giam giữ đến Hàn Băng trong thánh địa đến rồi. Vương đại ca, chúng ta đi mau, thừa dịp tiểu tử này chả đang đột phá bên trong, bây giờ hắn đã đột phá đến thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ rồi, lại tăng thêm này Hàn Băng thánh địa nguyên bản là có lợi cho hắn, đợi được hắn vững chắc trong thân thể linh khí, chúng ta liền thật sự không đi được rồi. Tiêu Xa trên mặt che kín cực độ khiếp sợ. Vương Đại Lực được Tiêu Xa như vậy vừa nhắc nhở, hắn lập tức tỉnh táo lại, hai người không muốn sống tựa như hướng về nơi xa bỏ chạy rồi, đang đứng ở đột phá bên trong Diệp Thần Phong, hắn cũng không hề ra tay ngăn cản hai người này, dưới cái nhìn của hắn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi này Hàn Băng Thánh Địa, sau có rất nhiều cơ hội giải quyết hai người kia, không cần nóng lòng này nhất thời, dù sao hắn tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa không e ngại bất kỳ thông linh cảnh cao thủ. Tại Diệp Thần Phong trong thân thể linh khí từ từ vững chắc tại thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ sau, hắn bên trong đan điền hai đóa băng tuyết liên hoa cũng bắt đầu ngừng lại chuyển động, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, việc tu luyện không thể nóng lòng cầu thành, băng tuyết liên hoa tuy rằng có thể giúp ngươi hấp thu hàn băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí, nhưng ngươi mới chỉ là thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, hấp thu quá nhiều băng thuộc tính linh khí. Chỉ biết đem ngươi gân mạch cho căng nứt. Đối với ngươi cũng không có điểm nào hay, người bên trong đan điền băng tuyết liên hoa cũng cảm thấy điểm này, cho nên chúng nó mới ngừng xoay tròn lại. Diệp Thần Phong trong lòng cũng thập phần tán thành bóng trắng người theo như lời nói, hắn cũng không nghĩ đến đã biết sao nhanh liền lại có thể lần nữa đột phá, này đối với hắn mà nói đã là một cái kinh hỉ rồi,
hắn đem trên người băng tuyết run rơi xuống mặt đất, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía rơi vào khiếp sợ không gì sánh nổi Hà Bình ba người. Hà Bình ba người cảm thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, bọn hắn hốt hoảng từng bước đến gần rồi Diệp Thần Phong. Hoàng Sung Nghĩa trước tiên mở miệng, nói ra, huynh đệ, ngươi xác định ngươi là từ cổ võ giới tới. Ngươi sẽ không phải là cái nào nhất lưu trong tông môn đệ tử chứ. Lén lén chạy ra ngoài lịch luyện, ta thật không thể tin được ngươi là tới từ ở cổ võ giới. Hà Bình cũng cảm thán gật gật đầu, nói ra, huynh đệ, tư chất của ngươi cùng thực lực để cho ta thêm kiến thức, nếu như ngươi đúng là đến từ cổ võ giới lời nói, như vậy trước đó ngươi tại cổ võ giới bên trong một mực bị hạn chế. Bây giờ ngươi đi tới địa huyền giới, ngươi nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Huynh đệ, ta cái gì đều không nói nhiều, về sau ngươi chính là ta hạng rít ràng lão đại rồi. Hạng rít ràng trực sảng nói ra, thật sự là Diệp Thần Phong vừa vặn sức chiến đấu cùng biểu hiện, đích thật là khiến hắn từ trong đáy lòng khuất phục. Chương 1232, 9 âm u băng sư. Thu phục. Hoàng Sung Nghĩa một mặt áy náy nói, huynh đệ. Vừa nãy đang nghe nói ngươi là cổ võ giới người sau, ta từ trong đáy lòng đối với ngươi sinh ra xem thường, ta ở nơi này xin lỗi ngươi rồi, nếu như huynh đệ ngươi không chê, như vậy về sau huynh đệ ngươi cũng là ta Hoàng Sung Nghĩa lão đại rồi. Hạng Dít Giàng cùng Hà Bình hai người này, bọn hắn cũng dồn dập hướng về Diệp Thần Phong biểu đạt áy náy, dù sao bọn hắn vừa vặn trong lòng đều xem thường qua Diệp Thần Phong, bọn hắn đều nguyện ý Diệp Thần Phong làm lão đại của bọn hắn. Diệp Thần Phong đối với Hoàng Sung Nghĩa ba người thẳng thắn, trong lòng của hắn đối ba người này chả là vô cùng hài lòng, nếu như về sau hắn có thể đủ rời đi Hàn Băng Thánh Địa lời nói, như vậy hắn cũng không ngại đem ba người này cũng cùng một chỗ mang đi ra ngoài, hắn mở miệng nói ra, tùy cho các ngươi đi. Nếu như ta có thể rời đi nơi này, như vậy ta cũng nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi, điểm ấy là ta có thể cam đoan. Nghe được Diệp Thần Phong không có từ chối làm lão đại của bọn hắn. Lại nghe được Diệp Thần Phong bảo đảm sau đó này làm cho Hà Bình ba người phải không cấm vui vẻ, bọn hắn đã biết Diệp Thần Phong không thụ Hàn Băng Thánh mà hạn chế, hơn nữa còn có thể hấp thu Hàn Băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí, trong lòng bọn họ cho rằng tại tương lai hay là Diệp Thần Phong thật sự có biện pháp rời đi này Hàn Băng Thánh Địa, này làm cho Hà Bình các loại trong lòng ba người cũng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Âm âm, âm âm, âm âm. Nhưng mà, chính lúc này, Hàn Băng Thánh dưới mặt đất lại truyền đến tiếng vang ầm ầm, toàn bộ Hàn Băng Thánh địa mặt đất cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, bất thình lình biến hóa, để Diệp Thần Phong chau mày lên, hắn rõ ràng cảm giác được từ dưới mặt đất truyền đến một áp lực đáng sợ. Hoàng Sung Nghĩa cái thứ nhất mở miệng nói, chuyện gì thế này? Cái này mặt đất làm sao đột nhiên sáng ngời chuyển động? Hạng Dít Giàng hồi đáp, thật giống có đồ vật gì muốn từ cái này mặt đất dưới tránh ra, hơn nữa cái này động tĩnh không khỏi cũng quá mức một ít chứ. Lòng đất này xuống tới đáy ngọn nguồn có quái vật gì? Hà Bình ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, nói ra, lão đại, ngươi còn nhớ hay không cho ta mới vừa mới nói với ngươi qua lời nói. Tại đây Hàn Băng trong thánh địa chả bị trấn áp một đầu cửu u băng sư, con này cửu u băng sư quanh năm trong trạng thái mê man, có thể từ hiện tại này động tính cực lớn đến xem, con này cửu u băng sư rất có thể đã thức tỉnh. Hơn nữa nó vô cùng có khả năng tại chúng ta đứng mảnh này dưới mặt đất. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Tại Hà Bình trong miệng lời mới vừa nói xong. Mặt đất lay động càng thêm lợi hại rồi, từng cái khe nứt to lớn, giống như là mạng nhện hiện lên hiện tại trên mặt đất. Tại cái này mặt đất thường xuất hiện vết nứt sau đó từ đó trong cái khe không ngừng tràn ngập ra cực hạn thật khí thế. Này làm cho Diệp Thần Phong cùng Hoàng Sung Nghĩa đám người ngực một trận khó chịu. Liền ngay cả sắc mặt của bọn họ đều trở nên trắng bệch. Hạng Dít Giàng nói ra, chúng ta nên không lại xui xẻo như vậy chứ. Mới vừa tiến vào này Hàn Băng Thánh Địa, trong trạng thái mê man cửu u băng sư liền tỉnh lại. Ầm, 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 ầm. Trên mặt đất dày dày tuyết động cùng tầng băng không ngừng nổ tung ra, một vệt thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ dưới lòng đất tránh thoát mà ra. Một tiếng hàm chứa năng lượng thật lớn động vật tiếng gầm gừ vang vọng tại trong không khí, giống. Đạo này động vật tiếng gầm gừ sau khi truyền ra, Diệp Thần Phong các loại màng nhĩ của người ta một trận đâm nhói, đồng thời thân thể bọn họ bên trong là huyết khí dâng lên, yết hầu khẩu ngọt ngọt. Một ngụm máu lớn từ trong miệng của bọn họ phun đi ra. Đứng ở Hàn Băng Thánh Địa bên ngoài canh gác cái kia hai tên Hàn Băng Tông nội môn trưởng lão,
bởi năm đó này Hàn Băng Thánh Địa kết giới là do năm tên luân hồi cảnh cường giả đồng thời bố trí, Hàn Băng trong Thánh Địa động tính cơ hồ là truyền không ra được, vừa vặn cái này hai tên nội môn trưởng lão, bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt đất có một trận nhẹ nhẹ lay động, bất quá, rất nhanh sẽ lập tức khôi phục yên tĩnh. Cho nên nói, bọn hắn căn bản không có hoài nghi Hàn Băng trong Thánh Địa xuất hiện tình hình rồi. Hàn Băng trong Thánh Địa, miệng phun tiên huyết Diệp Thần Phong bọn bốn người, bọn hắn nhìn xem phía trước mặt hai phía ngoài 10 mét quái vật khổng lồ, ngoại trừ Diệp Thần Phong ở ngoài, còn lại Hà Bình ba người, bọn hắn từng cái liền hô hấp đều không trôi chảy rồi. Chỉ thấy này quái vật khổng lồ là một đầu sư tử bộ dáng yêu thú này toàn thân tuyết trắng cực kỳ, cao chừng khoảng 10 mét. Choáng váng Diệp Thần Phong đám người cũng không phải này cửu u băng sư độ cao, mà là từ cửu u băng mình sư tử thượng tản mát ra bàng bạc linh khí. Diệp Thần Phong đám người bước đầu đoán chừng con này cửu u băng sư thực lực cần phải có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Quả nhiên là này cửu u băng sư a hát, nguyên lai này cửu u băng sư có tạo hóa cảnh thực lực. Ta nghe nói năm đó Hàn Băng Tông tông chủ trong lúc vô tình gặp con này cửu u băng sư, ở là muốn đem con này cửu u băng sư thu phục, nhưng này cửu u băng sư thả chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng Hàn Băng Tông tông chủ chỉ có thể trước đem con này cửu u băng sư trấn áp tại Hàn Băng trong thánh địa rồi. Hà Bình trong miệng giọng nói chuyện đều có chút run rẩy rồi. Con này hình thể khổng lồ cửu u băng sư, nó cái kia lạnh lẽo đồng tử nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong đám người, này làm cho Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng là liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Hà Bình cay đắng lắc đầu, nói ra, lão đại. Hôm nay chúng ta cũng phải chết ở cửu u băng sư móng vuốt dưới rồi, chúng ta căn bản không khả năng tránh được cửu u băng sư công kích, vật này nhưng là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Diệp Thần Phong ánh mắt cũng là vô cùng nghiêm nghị, song quyền của hắn vi vi nắm chặt, hắn cũng biết dựa vào thực lực bây giờ, hắn là trốn không thoát cửu u băng sư thủ trưởng, hắn ở trong lòng âm thầm nói ra, hai người các ngươi có biện pháp gì hay không? Bóng đen người Giang Vận Thiên hí hành hạ thanh âm lập tức tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử, không phải là một đầu sư tử con ma. Ngươi cần phải sốt sắng như vậy sao? Dựa vào, Diệp Thần Phong trong lòng thật có loại muốn xúc động mà chửi thề. Này có tới cao 10 mét, hơn nữa thực lực đã tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cửu u băng sư, dĩ nhiên thành bóng đen trong dân cư sư tử con. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cũng lập tức nói ra, tiểu gia hỏa, vẫn đúng là đừng nói, người số mệnh rất tốt, tốt vô cùng a hát. Tốt đều cho ta có chút ước ao rồi, ta lúc còn trẻ cũng không ngươi tốt như vậy số mệnh, bằng không ta nhất định có thể vấn đỉnh thiên hạ. Tại Diệp Thần Phong trong ấn tượng này bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh muốn so bóng đen người đứng đắn hơn nhiều, hôm nay này bóng trắng người làm sao cũng mở lên chuyện cười đến rồi, Diệp Thần Phong ở trong lòng khó chịu nói ra ta đây còn gọi số mệnh tốt vô cùng. Ở trước mặt ta nhưng là xuất hiện một đầu tạo hóa cảnh cửu u băng hơn nữa ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết tại đây cửu u băng sư móng vuốt dưới rồi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lần thứ hai nói ra, tiểu gia hỏa. Con này cửu u băng sư vẫn không có thành niên, nếu như đây là một con sau khi trưởng thành cửu u băng sư, như vậy hôm nay ngươi vẫn đúng là có khả năng sẽ mất mạng, bất quá, nếu con này cửu u băng sư vẫn không có thành niên, như vậy này đối với ngươi mà nói chính là số mệnh được, chúng ta có biện pháp giúp ngươi thu phục con này cửu u băng sư, ngươi thấy thế nào? Thu phục một đầu tạo hóa cảnh nhị trọng thiên cửu u băng sư. Khi nghe đến bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong trong cơ thể tiên huyết không tự chủ sôi trào lên, nếu có một đầu tạo hóa cảnh yêu thú làm bảo tiêu, như vậy đây đối với Diệp Thần Phong tới nói tuyệt đối là nhất cổ thiên đại trợ lực a hát. Chẳng trách bóng trắng người muốn nói hắn số mệnh được rồi, nhưng Diệp Thần Phong vẫn hỏi một câu, các ngươi thật sự có thể giúp ta thu phục con này cửu u băng sư. Tiểu tử, đối với chúng ta tín nhiệm một ít, hay chúng ta sẽ không hại ngươi, ngươi tiểu tử này chính là quá cẩn thận một ít, bất quá. Người điểm này ngược lại là cùng năm đó ta phi thường giống, dù sao làm người hay là cẩn thận một ít tuyệt vời a hát. Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi chiếu vào phương pháp của chúng ta đi làm, chúng ta 100% có thể làm cho ngươi thu phục cửu u băng sư. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh khẳng định nói, được, vậy ta nghe các ngươi. Diệp Thần Phong âm thầm gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn hướng trước mặt cách đó không xa đầu kia cửu u băng sư. Này cửu u băng sư thật giống căn bản không thanh Diệp Thần Phong đám người để ở trong mắt, lạnh lẽo trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường. Lẽ nào chúng ta thật sự yếu ngồi chờ chết sao? Lẽ nào chúng ta liền đứng ở chỗ này chờ chết?
Hoàng Xung Nghĩa cực kỳ không cam lòng nói ra. Vậy chúng ta vẫn có thể làm sao bây giờ? Đây chính là một đầu thứ thiệt tạo hóa cảnh cửu u băng sư a hát. Chúng ta nơi nào có bản lĩnh từ móng của nó dưới đáy đào tẩu? Hạng rít ràng cắn răng nói ra. Lão đại, hôm nay mới vừa vặn nhận ngươi cái này lão đại, xem ra huynh đệ chúng ta bốn người yếu cùng đi thượng hoàng tuyền lộ rồi, bất quá, đã đến dưới lòng đất đi, ngươi Diệp Thần Phong chả là lão đại của chúng ta là sẽ không đổi ý được rồi. Hà Bình trong lòng đã không ôm ấp bất kỳ một tia hy vọng. Chương 1233, so với Hàn Băng Tông tông chủ trả kiểu như châu bò. Ba người các ngươi đứng đấy không nên cử động, này cửu u băng sư liền do ta một người tới đối phó. Diệp Thần Phong đối với Hà Bình đám người nói. Nghe vậy, Hà Bình đám người từng cái nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, thật sự là Diệp Thần Phong cùng cửu u băng sư ở giữa thực lực chênh lệch quá xa, Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, mà cửu u băng sư nhưng có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Này để cho bọn họ làm sao có thể tin tưởng Diệp Thần Phong có thể đối phó trước mặt con này cửu u băng sư. Trong lòng bọn họ có phần cho là mình mới vừa biết cái này lão đại tại thể hiện rồi. Diệp Thần Phong xuất hiện tại không có thời gian đi để ý tới Hà Bình các loại người ý nghĩ trong lòng rồi. Trong lòng hắn âm thầm nói ra ta phải như thế nào mới có thể thu phục con này cửu u băng sư. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, người bên trong đan điền không phải có một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng một đóa vạn năm băng tuyết liên hoa sao? Kỳ thực ngươi có một đóa vạn năm băng tuyết liên hoa liền đầy đủ dùng, cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa đối với ngươi mà nói chẳng khác gì là vô bổ, người muốn thu phục con này cửu u băng sư then chốt ngay tại ở này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa. Đêm này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa dẫn ra bên trong đan điền của ngươi. Tại đem bên trong cơ thể ngươi tiên huyết nhỏ ở ngàn năm băng tuyết liên hoa bên trên, đem này ngàn năm băng tuyết liên hoa đánh vào cửu u băng sư giữa chân mày, bởi này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa đã sớm cùng ngươi dung hợp, ngươi lại đem máu tươi của mình tích đầy ngàn năm băng tuyết liên hoa, đợi được này ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng cửu u băng sư trong mi tâm ý thức dung hợp, bởi vì ngàn năm băng tuyết liên hoa trên có hơi thở của ngươi. Như vậy này cửu u băng sư liền sẽ đem ngươi trở thành làm thân nhân đối đãi. Hơn nữa mãi mãi cũng không sẽ phản bội ngươi, thậm chí cam nguyện vì ngươi đi chết. Bất quá, phải đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đánh vào cửu u băng sư giữa chân mày, ngươi nhất định muốn thi triển phong cảm giác ấn, sau đó ta sẽ khắp nơi trong đầu của ngươi đem phong cảm giác ấn biểu thị một lần, lấy thực lực của ngươi bây giờ ngược lại cũng miễn cưỡng có thể đem này phong cảm giác ấn thi triển ra. Làm bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh đem đại khái quá trình nói một lần sau đó đầu kia đứng ở cách đó không xa cửu u băng sư. Nó kiêu ngạo lắc đầu, từ cổ hắn chung quanh lông bầm màu trắng thượng, không ngừng có sắc nhọn vụn băng hướng về bốn phía bay vụt, xem ra con này cửu u băng sư chuẩn bị sẽ đối Diệp Thần Phong đám người hạ thủ, đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hà Bình ba người đã sớm là mặt không có chút máu rồi. Diệp Thần Phong ý thức tiến vào bên trong đan điền, đem nghỉ lại tại ngàn năm băng tuyết liên hoa thượng băng cắn trùng toàn bộ chạy tới vạn năm băng tuyết liên hoa bên trên, sau đó, ý thức một dẫn dắt. Cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa liền lập tức thoát ly Diệp Thần Phong đan điền, từ Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông tràn ra vô số sương mù màu trắng, cuối cùng này vô số sương mù ở trong không khí hoàn nguyên thành ngàn năm băng tuyết liên hoa nguyên bản dáng dấp. Tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền ngàn năm băng tuyết liên hoa xuất hiện sau đó không khí chung quanh bên trong nhiệt độ nhất thời lần thứ hai giảm xuống một ít, cái kia cửu u băng sư đang nhìn đến ngàn năm băng tuyết liên hoa sau. Ánh mắt của nó toàn bộ được ngàn năm băng tuyết liên hoa hấp dẫn, thật giống nó đối này ngàn năm băng tuyết liên hoa tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Mà Kha Bình, Hoàng Xung Nghĩa cùng Hạng Rít Ràng ba người này, bọn hắn nhìn thấy từ Diệp Thần Phong trong cơ thể xuất hiện ngàn năm băng tuyết liên hoa sau, bọn hắn từng cái trong con ngươi lộ ra không thể tin ánh sáng. Kha Bình đã quên trước mặt nguy cơ rồi, trong miệng hắn ấp a ấp úng nói ra, lão đại, ngươi thậm chí có ngàn năm băng tuyết liên hoa. Ta hiện tại càng ngày càng không tin ngươi là cổ võ giới bên trong người, này ngàn năm băng tuyết liên hoa so với thiên tài địa bảo tốt nghiêu, ta cũng là tại một bản cổ tịch thượng từng thấy ngàn năm băng tuyết liên hoa bộ dáng cùng đặc chút đó, tại toàn bộ địa huyền giới coi như là nhất lưu trong tông môn thiên tài, thậm chí là đỉnh cấp trong tông môn thiên tài, bọn hắn cũng không khả năng nắm giữ ngàn năm băng tuyết liên hoa loại này gần như truyền thuyết đồ vật. Hoàng Xung Nghĩa cùng Hạng Rít Ràng đồng dạng cũng là tại cổ tịch thượng từng thấy này ngàn năm băng tuyết liên hoa, bọn hắn không thể tin được từ dưới các loại vị diện cổ võ giới đi tới địa huyền giới Diệp Thần Phong, trên người hắn thậm chí có như thế chí bảo. Bất quá,
Hoàng Sung Nghĩa đám người trong ánh mắt đều không có lộ suất bất kỳ thần sắc khác thường, vừa vặn bọn họ là tâm cam tình nguyện nhận thức Diệp Thần Phong làm lão đại, đương nhiên sẽ không đối lão đại mình đồ vật sản sinh tham niệm rồi. Diệp Thần Phong đối với Hà Bình đám người biểu hiện hết sức không nói gì, lẽ nào này ngàn năm băng tuyết liên hoa trên đất huyền giới cũng thập phần quý giá. Phải biết hắn bên trong đan điền còn có một đóa vạn năm băng tuyết liên hoa, nếu như đem vạn năm băng tuyết liên hoa dẫn ra bên trong thân thể, nào như vậy Bình ba người không là muốn được trong nháy mắt sợ tráng váng ma. Chẳng trách bóng trắng người không chỉ một lần đã nói, Diệp Thần Phong số mệnh khiến hắn đều ước ao rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong hiện tại không có thời gian trả lời Hà Bình lời nói, tại ngàn năm băng tuyết liên hoa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó Diệp Thần Phong trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây chủy thủ, đem tay phải của chính mình bàn tay bị rạch rách rồi, đem tiên huyết không ngừng hướng về ngàn năm băng tuyết liên hoa bên trong tích đi. Kha Bình ba người nhìn thấy Diệp Thần Phong bỗng dưng lấy ra một cây chủy thủ, bọn hắn lần nữa không thể bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong trên ngón tay nhẫn không gian, Hoàng Sung Nghĩa trong miệng kêu quái dị nói, trời ạ! Lão đại, người xác định trước đó không phải tại dọa dẫm chúng ta. Người thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ đều có. Nguyên bản tại Thanh Dương Tông liền ngay cả tông chủ đều không có chữ vật giới chỉ, người còn nói người không phải là cái nào đại tông môn bên trong đệ tử hạch tâm. Hà Bình cùng hãng rít ràng cũng là dồn dập gật đầu, từ mọi phương diện đến xem, bọn hắn đều không cho là Diệp Thần Phong là tới từ ở cổ võ giới, đến từ chính cổ võ giới người làm sao có thể sẽ có chữ vật giới chỉ. Hơn nữa còn nắm giữ ngàn năm băng tuyết liên hoa loại này tuyệt đối chân quý đồ vật. Diệp Thần Phong hiện tại phân tâm không được, ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú lên trước mặt ngàn năm băng tuyết liên hoa, nhìn mình cái kia mang có từng điểm hào quang màu vàng tiên huyết. Đem ngàn năm băng tuyết liên hoa cho triệt để thấm ướt, sau đó Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái kết ấn động tác này phải là bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh biểu diễn cho hắn nhìn phong cảm giác ấn. Diệp Thần Phong đem phong cảm giác ấn mỗi một cái động tác đều cho vững vàng nhớ kỹ, nhưng vừa lúc đó, đầu kia cửu U băng sư đang nhìn đến Diệp Thần Phong lấy tiên huyết đem ngàn năm băng tuyết liên hoa thẩm thấu, này giống như là hoàn toàn chọc giận nó. Con này cửu U băng sư trong cổ họng lần nữa phát ra rất có lực phá hoại tiếng gầm gừ, giống. Âm, âm, âm. Hà Bình các loại ba thân thể của con người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề té lăn quay trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn đến, mà Diệp Thần Phong nhưng là cắn răng thật chặt răng, tiên huyết tuy rằng từ khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra, thế nhưng dưới chân hắn bước chân không có di động bất kỳ một bước. Cửu U băng sư nhìn thấy Diệp Thần Phong hành động này, nó là càng thêm phẫn nộ rồi, đi thẳng tới Diệp Thần Phong trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thần Phong, một cái chân đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong dẫm đi, nếu như được cái này khổng lồ cửu U băng sư cho đạp chúng, đoán chừng Diệp Thần Phong trực tiếp sẽ bị dẫm thành bánh thịt. Nhưng tại cửu U băng sư giơ chân lên thời điểm, Diệp Thần Phong hai tay của thật nhanh ở trong không khí làm phức tạp động tác, cuối cùng hai tay của hắn dùng sức hướng về ngàn năm băng tuyết liên hoa địa phương vỗ một cái. Một cái màu vàng dấu ấn hướng về ngàn năm băng tuyết liên hoa bay đi, tại màu vàng dấu ấn rơi ở ngàn năm băng tuyết liên hoa thượng sau, chỉnh đoá ngàn năm băng tuyết liên hoa xíu. Một tiếng, ở trong không khí hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, lấy mắt thường không thấy được tốc độ chui vào cửu U băng sư giữa chân mày. Cách đó không xa Hà Bình ba người, bọn hắn nhìn thấy lão đại mình cũng bị cửu U băng sư cho dẫm bẹp, bọn hắn không hẹn mà cùng hô, lão đại, lão đại, lão đại. Mắt thấy cửu U băng sư to lớn bàn chân muốn cùng Diệp Thần Phong thân thể tiếp xúc thời điểm, này cửu U băng sư chân trưởng đột nhiên ngừng lại, nó lạnh lẽo trong con ngươi lập lòe vẻ phức tạp, nó nội tâm thật giống tại làm cực kỳ kịch liệt giãy giụa. Chỉ chốc lát sau, cửu U băng sư đồng tử khôi phục lạnh lẽo, bất quá, khi này đầu cửu U băng sư cúi đầu nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, nó cái kia lạnh lẽo trong con ngươi dĩ nhiên mang người tính nhu tình. Cửu U băng sư chân trưởng nhưng vẫn là không có dừng lại đến. Thế nhưng bàn chân của nó không có đạp ở Diệp Thần Phong trên người, mà là đem Diệp Thần Phong thân thể cho vén đến bàn chân của nó trung tâm. Sau đó, cửu U băng sư từ từ đem nó bàn chân của chính mình không ngừng nâng cao, thẳng đến giơ lên cùng đầu của nó đều bằng nhau mới ngừng lại. Diệp Thần Phong có phần kinh ngạc nhìn gần tại thước cửu U băng sư, hắn thật giống có thể cảm giác được này cửu U băng sư ý nghĩ trong lòng, này cửu U băng sư là để Diệp Thần Phong đứng ở trên đầu của nó đi. Diệp Thần Phong lau lau khóe miệng vết máu, không chút do dự đứng ở cửu U băng sư phía bên trên đầu.
Tại cảm giác được Diệp Thần Phong đứng ở trên đầu của mình sau đó này cửu U Băng Sư trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vui sướng vẻ mặt. Về phần nằm ở cách đó không xa Hà Bình đám người, bọn họ là không ngừng xoa con mắt của mình, thẳng đến xác định trước mặt không là ảo giác sau đó hạng rít ràng nuốt nước miếng, nói ra con này cửu U Băng Sư nhưng là liền Hàn Băng Tông Tông chủ cũng không có thu phục, bây giờ lại bị lão đại cho đã thu phục được. Nói như vậy lão đại của chúng ta so với Hàn Băng Tông Tông chủ chả kiểu như châu bò. Chương 1234, không ngừng khiếp sợ. Lấy thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, thu phục tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong yêu thú. Này nếu như đặt ở trước đây, đánh chết Hà Bình ba người bọn hắn cũng không sẽ tin tưởng như thế xả đạm sự tình, nhưng hôm nay sự thực lại hoàn chỉnh hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn mới vừa biết lão đại Diệp Thần Phong, dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy đem cửu U Băng Sư cho đã thu phục được. Này để trong lòng bọn họ cảm xúc là phiên giang đảo hải, vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Đứng ở cửu U Băng Sư trên đầu Diệp Thần Phong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cửu U Băng Sư đầu, có thể là bởi ngàn năm băng tuyết liên hoa nguyên nhân, này cửu U Băng Sư cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó tạo thành một loại cực kỳ ăn ý liên hệ. Cửu U Băng Sư nhắm lạnh lẽo đồng tử, nó cực kỳ hưởng thụ Diệp Thần Phong vuốt đầu của nó. Xem ra tại đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đã đánh vào cửu U Băng Sư mi tâm bên trong sau đó này cửu U Băng Sư là hoàn toàn coi Diệp Thần Phong là làm thân nhân tới đối xử rồi. Diệp Thần Phong từ cửu U Băng Sư thân thể khổng lồ bên trên, 4, 5 lần nhảy về trên mặt đất, hắn nhìn xem phía trước mặt này trọn vẹn khoảng 10 mét cao cửu U Băng Sư, trong miệng hắn không khỏi nói lầm bầm, nếu như này cửu U Băng Sư hình thể có thể thu nhỏ lại lời nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Làm Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống, chỉ thấy từ cửu U Băng Minh Sư Tử Thượng nổi lên một trận hào quang màu trắng, tiếp lấy, cửu U Băng Sư tại Diệp Thần Phong cùng Hoàng Sung Nghĩa các loại tầm mắt của người bên trong, hình thể của nó không ngừng thu nhỏ lại rút nhỏ đi, cuối cùng này cửu U Băng Sư thu nhỏ lại giống như một con chó nhỏ tể một kích cỡ tương đương rồi. Này phiên bản bỏ túi không âm U Băng Sư, nó chân sau đột nhiên giẫm một cái địa, thân thể trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong ngực. Lè lưỡi liếm Diệp Thần Phong gò má, cùng Diệp Thần Phong là cực kỳ thân cận, thật giống Diệp Thần Phong trong lồng ngực thật đúng là một cái chó con như thế. Diệp Thần Phong nhìn xem toàn thân trắng như tuyết cửu U Băng Sư, trong miệng hắn nói ra, về sau ngươi liền gọi Tiểu Bạch đi. Ngươi thấy thế nào? Này cửu U Băng Sư thật giống có thể nghe hiểu Diệp Thần Phong lời nói, nó cực kỳ vui mừng gật đầu, nếu như những người khác nhìn thấy, nơi nào sẽ cho rằng Diệp Thần Phong trong lồng ngực con vật nhỏ này sẽ là một đầu thực lực có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cửu U Băng Sư. Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía Hà Bình ba người, hỏi các ngươi có muốn hay không tới truy khoảng cách tiếp xúc một chút Tiểu Bạch. Hà Bình ba người ánh mắt không khỏi nhìn hướng Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch ánh mắt cũng vừa hay nhìn hướng ba người bọn họ, Tiểu Bạch chỉ có đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm, nó lạnh lẽo trong con ngươi mới sẽ lộ ra nhân tính nhu tình, mà hắn nhìn về phía Hà Bình bọn hắn thời điểm, trong con ngươi của nó ngoại trừ lạnh lẽo, vậy thì vẫn là lạnh như băng. Được Tiểu Bạch lạnh lẽo đồng tử nhìn chăm chú vào, Hà Bình ba người thân thể là run lên một cái, trong miệng vội vàng nói, lão đại, không cần, không cần. Đùa giỡn, phải biết Diệp Thần Phong trong ngực con vật nhỏ này nhưng là cửu U Băng Sư A-Hát. Hơn nữa là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cửu U Băng Sư, nếu như bất thình lình đối với bọn họ vung ra một móng vuốt, bọn hắn tuyệt đối chỉ có phải đi Diêm Vương ra phần rồi, bọn hắn cũng không muốn nắm tính mạng của mình đùa giỡn. Hoàng Sung Nghĩa khịt khịt mũi, nói ra, lão đại, có thể hay không để cho ngươi trong lồng ngực Tiểu Bạch trước tiên đi sang một bên chơi, chúng ta nhìn thấy nó tâm trong lòng liền hốt hoảng. Diệp Thần Phong tùy ý khẽ mỉm cười, đem trong lồng ngực Tiểu Bạch bỏ vào trên mặt đất, nói ra Tiểu Bạch, ngươi trước đi sang một bên chơi. Tiểu Bạch khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, nó liền hấp tấp chạy tới đi sang một bên, quả thực là nghe lời bó tay rồi, nơi nào còn có điểm yêu thú cấp cao kiêu ngạo. Đang nhìn đến Tiểu Bạch đi tới một bên đi chính mình chơi đùa sau đó Hà Bình đám người cuối cùng là thở ra một hơi, hạng rít ràng lập tức hỏi, lão đại, người hãy thành thật nói cho chúng ta, người đúng là đến từ cổ võ giới đấy sao? Người làm sao liền chữ vật giới chỉ cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa đều có? Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, trong miệng các ngươi này chữ vật giới chỉ là ta tự mình luyện chế, về phần cái kia ngàn năm băng tuyết liên hoa là ta trong lúc vô tình lấy được. Hà Bình cùng Hoàng Sung Nghĩa các loại người con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn thật chặt ngừng lại rồi trong lỗ mũi hô hấp,
từng cái kích động có chút run rẩy. Hoàng Sung Nghĩa hỏi, lão đại, ngươi vẫn là luyện khí sư. Ngươi có còn nên lại nghiêu một điểm? Không được, trái tim của ta yếu không chịu nổi. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra cái gì luyện khí sư? Lão đại, ngươi không phải là luyện khí sư. Vậy sao ngươi có thể luyện chế chữ vật giới chỉ? Hoàng Sung Nghĩa nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong. Ngược lại, hắn lại nói, lão đại, người luyện khí sư này trên đất huyền giới là tôn quý vô cùng tồn tại. Bọn hắn có thể luyện chế ra rất nhiều chân quý bí bảo, có thể trở thành luyện khí sư người, cơ hồ là vạn người chưa chắc có được một. Trên đất huyền giới có một cái tông môn tên là luyện khí tông. Luyện khí tông trên đất huyền giới có địa vị siêu nhiên, bởi vì bất luận tông môn gì đều cần luyện khí sư sức mạnh, cho nên luyện khí sư mặc kệ đi tới nhất lưu tông môn, vẫn là đỉnh cấp trong tông môn, bọn hắn đều sẽ trở thành tất cả đại tông môn quý khách. Mà này chữ vật giới chỉ nhất định muốn lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư mới có thể luyện chế, tại toàn bộ địa huyền trong giới lĩnh ngộ pháp tắc không gian luyện khí sư chỉ có 2 người, mà 2 người này hàng năm chỉ biết luyện chế 100 chiếc nhẫn chữ vật, một cái bách chiếc nhẫn chữ vật chỉ có lục phẩm tông môn đến nhất phẩm tông môn người mới có thể hướng về luyện khí tông mua được, hơn nữa mỗi một chiếc nhẫn chữ vật hầu như đều là giá trên trời, cho nên bình thường chỉ có nhất lưu tông môn cùng đỉnh cấp tông môn trưởng môn, trưởng lão cùng thiên tài. Bọn hắn mới có thể có được chữ vật giới chỉ. Tại Hoàng Sung Nghĩa thao thao bất tuyệt hướng về Diệp Thần Phong giải lúc nói, Diệp Thần Phong cũng ở trong lòng nói ra, luyện khí sư là chuyện gì xảy ra. Bóng đen người Giang Vận Thiên âm trầm âm thanh vang lên, tiểu tử, chúng ta người tu luyện thông thường đều cần tiện tay vũ khí, trước đây không lâu cái kia Thanh Dương Tông đại trưởng lão Phi Thiên Kỹ, cái kia là thuộc về thượng phẩm pháp khí, trên đất huyền giới các loại vũ khí cấp từ thấp đến cao chia làm, pháp khí, linh khí, bảo khí cùng tiên khí, mỗi một đẳng cấp lại bị phân là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Không nghĩ tới hôm nay địa huyền giới luyện khí sư dĩ nhiên héo tàn thành cái bộ dáng này, tiểu tử, chờ sau này ngươi đi theo ta học luyện khí, như vậy có trợ giúp ngươi tu luyện, chả có nếu như ngươi nghĩ luyện chế chữ vật giới chỉ lời nói, này đối với ngươi mà nói hẳn là không có bất kỳ độ khó, dù sao trên ngón tay của ngươi trong không gian giới chỉ cũng là ẩn chứa pháp tắc không gian. Ngươi đã có thể chế ra nhẫn không gian đến, như vậy chữ vật giới chỉ đối với ngươi mà nói nhất định là điều chắc chắn. Nghe được bóng đen người Giang Vận Thiên lời nói sau, Diệp Thần Phong lại hỏi, ngươi cũng là luyện khí sư. Bóng đen người Giang Vận Thiên cao ngạo nói, cái kia là đương nhiên, hơn nữa là phi thường lợi hại luyện khí sư. Diệp Thần Phong không cùng bóng đen người xả đạp, nhìn xem Hoàng Sung Nghĩa đám người, nói ra, không phải là trợ vật nhẫn ma. Chờ sau này lão đại ta giúp các ngươi một người luyện chế một viên. Nếu bóng đen người ta nói đây đối với Diệp Thần Phong không có chút khó khăn gì, như vậy luyện chế chữ vật giới chỉ đối Diệp Thần Phong mà nói hẳn là thật không có độ khó. Nghe được Diệp Thần Phong nói nguyện ý giúp bọn hắn luyện chế chữ vật giới chỉ, này làm cho Hà Bình đám người từng cái hưng phấn sắc mặt đỏ lên, bọn hắn đã thấy qua Diệp Thần Phong trên tay nhẫn không gian rồi, cho nên bọn hắn đã nhận định Diệp Thần Phong chính là một cái luyện khí sư. Hơn nữa là hiểu được pháp tắc không gian luyện khí sư. Lão đại, ta Hoàng Sung Nghĩa cái gì đều không nói nhiều, về sau mạng của ta chính là lão đại ngươi, ta Hoàng Sung Nghĩa có thể có trâu bò như vậy lão đại, quả thực là đời trước sửa phúc a hát. Hoàng Sung Nghĩa ngốc cười nói. Đúng rồi, lão đại, ngươi là cái gì cấp bậc luyện khí sư? Hà Bình mở miệng hỏi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong một mặt nghi hoặc dáng vẻ, Hà Bình vỗ đầu mình một cái. Nói ra, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, lão đại chỗ ở cổ võ giới không có luyện khí sư thuyết pháp này, tại chúng ta địa huyền giới luyện khí sư chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm bên trên thì xưng là chí tôn luyện khí sư, cấp bậc càng cao, luyện chế ra tới các loại vũ khí cấp càng cao. Nghe vậy, Diệp Thần Phong hỏi, trên đất huyền giới luyện khí tông, đẳng cấp cao nhất luyện khí sư đã tới cái gì cấp bậc? Hà Bình hồi đáp, cấp bậc cao nhất đã tới lục phẩm luyện khí sư. Về phần lục phẩm bên trên luyện khí sư chỉ tồn tại trong truyền thuyết rồi. Khi nghe đến Hà Bình lời nói sau, Diệp Thần Phong thầm nghĩ nói, bóng đen kia người Giang Vận Thiên phải hay không cũng đang lục phẩm luyện khí sư đẳng cấp. Không nghĩ tới Diệp Thần Phong trong lòng vừa vặn sản sinh ý nghĩ này, trong đầu hắn liền quanh quẩn lên bóng đen người Giang Vận Thiên thoá mạ âm thanh, tiểu tử, ngươi lại dám đem ta nghĩ tới như thế không thể tả. Lục phẩm luyện khí sư là cái dám gì a hát? Lão tử tại năm đó là thứ thiệt chí tôn luyện khí sư. Chương 1235, chuyển hóa thần huyết. Cô đọng ma nhãn. Chí tôn luyện khí sư.
Diệp Thần Phong trong lòng là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới bóng đen người Giang Vận Thiên tại khi còn sống dĩ nhiên là chí tôn luyện khí sư. Tại toàn bộ địa huyền giới đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là lục phẩm luyện khí sư, bởi vậy có thể thấy được chí tôn luyện khí sư có cỡ nào ngưu bê rồi. Nếu như mình tại bóng đen người chỉ điểm, Diệp Thần Phong cũng có thể bước vào chí tôn luyện khí sư hàng ngũ, như vậy đến lúc đó hắn trên đất huyền giới địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên đi nha. Diệp Thần Phong ức chế không được trong lòng kích động, đối với Hà Bình hỏi, nếu như trên đất huyền giới xuất hiện một vị chí tôn luyện khí sư, như vậy này chí tôn luyện khí sư có thể hay không thanh địa huyền giới quấy cái hôn thiên địa ám? Hà Bình gật gật đầu, nói ra, lão đại, bây giờ địa huyền giới luyện khí tông cái vị kia lục phẩm luyện khí sư, hắn tại toàn bộ địa huyền giới địa vị đã là không giống bình thường, nếu quả như thật có thể xuất hiện một vị chỉ tồn tại trong truyền thuyết chí tôn luyện khí sư, như vậy chỉ cần vị này chí tôn luyện khí sư ra lệnh một tiếng, đoán chừng thật nhiều cường giả mở vỡ đầu cũng sẽ cùng theo hắn rồi. Cho nên nói một tên chí tôn luyện khí sư muốn trên đất huyền giới chế xây một cái đỉnh cấp môn phái. Quả thực là chuyện dễ dàng, bất quá, ở trên thế giới này nào có chí tôn luyện khí sư loại này tồn tại ở trong truyền thuyết AH. Tại Hà Bình vừa vặn nói hết lời, bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm lại tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử, ngươi cho rằng muốn trở thành một tên chí tôn luyện khí sư làm dễ dàng sao? Không nên nghĩ một bước lên trời sự tình. Về sau ta sẽ đem tất cả luyện khí thượng kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho ngươi, có thể đến cấp bậc gì, này đều phải xem chính ngươi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cũng lập tức nói ra, được rồi, tiểu gia hỏa. Luyện khí sự tình sau này hãy nói, tìm so sánh yên tĩnh một chút địa phương, cũng là thời điểm nên thanh công pháp giáo cho ngươi. Bằng không tại sau này ngươi làm sao nhanh chóng tăng cao thực lực. Diệp Thần Phong đem tâm tình trong lòng bình tĩnh lại sau đó hắn hướng về cách đó không xa một tòa tuyết sơn đi tới, tại tuyết trên núi đánh ra một chỗ sơn động đến, để Tiểu Bạch canh giữ ở sơn động cửa vào, về phần Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hạng giết ràng ba người này, Diệp Thần Phong để mỗi người bọn họ đi nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Diệp Thần Phong trong sơn động ngồi xếp bằng sau, trong đầu lập tức truyền đến bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tiểu gia hỏa. Này con đường tu luyện cần muốn công pháp cùng chiến kỹ hỗ trợ lẫn nhau, công pháp này cùng chiến kỹ như thế, từ cao tới thấp chia làm. Thần cấp, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp cùng hoàng cấp, mỗi một cấp lại bị phân vi thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh dừng lại một chút sau, tiếp tục nói, công pháp tu luyện đẳng cấp càng cao, người thành tựu tương lai cũng càng cao. Theo ta thấy tại bây giờ cái này địa huyền giới liền một quyển thần cấp công pháp cũng không có. Những đất kia huyền giới nhất lưu thế lực cùng đỉnh cấp thế lực, bọn hắn trong tông môn cao nhất công pháp cần phải cũng chỉ có thiên cấp hạ phẩm khoảng chừng. Diệp Thần Phong lập tức hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị để cho ta tu luyện đẳng cấp nào công pháp? Các ngươi trên người có thiên cấp công pháp sao? Nếu toàn bộ huyền giới đều không có thần cấp công pháp, như vậy Diệp Thần Phong một cách tự nhiên liền cho rằng bóng trắng nhân hòa bóng đen trên thân người cũng không có thần cấp công pháp được rồi. Bóng trắng người vi vi ho khan một tiếng. Nói ra tiểu gia hỏa, ta sắp sửa truyền thụ cho ngươi là một môn thần cấp thượng phẩm công pháp, môn công pháp này tên là thần huyết quyết. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, ta sắp sửa truyền thụ cho ngươi cũng là một môn thần cấp thượng phẩm công pháp này tên là ma thiên quyết. Vừa vặn bóng trắng người còn nói đoán chừng tại toàn bộ địa huyền giới không có một quyển thần cấp công pháp. Mà này bóng trắng nhân hòa bóng đen người dĩ nhiên lại nói thẳng yếu truyền thụ cho hắn thần cấp thượng phẩm công pháp. Này làm cho Diệp Thần Phong bắt đầu có phần hoài nghi này trong miệng hai người thần cấp thượng phẩm công pháp. Hẳn là sẽ không là nát phố lớn mặt hàng chứ. Bóng trắng người không để ý đến Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng, nói ra tiểu gia hỏa, hiện tại ta liền đem thần huyết quyết đại khái nội dung cùng khẩu quyết nói với ngươi một lần, ngươi nhưng phải cho ta vững vàng ghi ở trong lòng mặt, trước đó bên trong cơ thể ngươi tiên huyết chịu đến của ta ảnh hưởng, máu tươi của ngươi bên trong đã mang có từng điểm hào quang màu vàng rồi. Mà này thần huyết quyết chẳng những có thể cho ngươi nhanh chóng tăng cao thực lực, vẫn có thể đem bên trong cơ thể ngươi tiên huyết hoàn toàn chuyển hóa thành màu vàng thần huyết. Chính là hôm sau địa chi tinh khí, hóa tự thân chi thần huyết. Tại bạch bóng người thao thao bất tuyệt nói sau khi xong, bóng đen người Giang Vận Thiên cũng lập tức nói ra, tiểu tử, trước đó ngươi cái loại này cái gọi là trạng thái nổi khùng liền là bị của ta ảnh hưởng, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện này ma thiên quyết, đối tương lai ngươi chỗ tốt là bất khả hạn lượng. Ta đây ma thiên quyết chẳng những có thể cho ngươi nhanh chóng tăng cao thực lực, vẫn có thể giúp ngươi ngưng luyện ra ma nhãn, chính là ma cũng có đạo, ma nhãn vừa ra,
hủy thiên diệt địa. Diệp Thần Phong đem thần huyết quyết cùng ma thiên quyết toàn bộ ghi vào trong đầu, bất quá, bóng trắng nhân hòa bóng đen người tạm thời để Diệp Thần Phong không nghe được hai người bọn họ trò chuyện, hai người bọn họ là vẻ mặt nghiêm túc nói đến lời nói đến. Để tên tiểu tử này đồng thời tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết nên không có sao chứ. Phải biết đối với chúng ta người tu luyện tới nói một đời chỉ có thể tu luyện một loại công pháp, chúng ta lại làm cho tên tiểu tử này đồng thời tu luyện hai loại công pháp. Hơn nữa chúng ta hai loại công pháp hoàn toàn là tuyệt nhiên ngược lại, tên tiểu tử này sẽ không phải xảy ra vấn đề gì chứ. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Bóng đen người Giang Vận Thiên hồi đáp, chúng ta thành chỗ có hy vọng đều ký thác vào này làm cho tiểu tử trên người, tiểu tử này muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, chúng ta nhất định không thể dùng biện pháp thông thường, hay là làm như vậy gặp nguy hiểm, nhưng tiểu tử này hay là có thể một lần nữa đi ra một con đường đến, người đã trong lòng có băn khoăn như vậy. Như vậy chúng ta không phải gạt tiểu tử này, để hắn chính mình lựa chọn đi. Bóng trắng nhân hòa bóng đen người giải trừ đối Diệp Thần Phong che đậy, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, có chuyện, chúng ta nhất định muốn hướng về ngươi thật thà, kỳ thực con đường tu luyện, bình thường chỉ có thể tu luyện một loại công pháp, nếu như tu luyện hai loại công pháp rất có thể sẽ sản sinh bất lương ảnh hưởng. Nguyên bản Diệp Thần Phong chính đắm chìm tại thần huyết quyết cùng ma thiên quyết tâm pháp bên trong, bỗng nhiên. Hắn nghe được bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh câu nói này, hắn trực tiếp khó chịu chửi má nó, hai người các ngươi lão già, các ngươi làm sao không sớm nói với ta. Các ngươi chả để cho ta tu luyện hai loại công pháp. Các ngươi muốn hại chết ta à? Tiểu tử, cái gì lão già, chúng ta nhưng trẻ tuổi làm đây. Trên thế giới này nơi nào có người hội thừa nhận mình đã già rồi. Ngược lại, bóng đen người Giang Vận Thiên nói tiếp, tiểu tử. Nếu như ngươi vẻn vẹn tu luyện một môn thần cấp thượng phẩm công pháp, ngươi tăng cao thực lực tốc độ đem chịu đến mức độ lớn áp chế, đương nhiên chúng ta cũng không nóng nảy, chỉ là thế nào ngươi muốn nhanh chóng trở thành địa huyền giới cường giả, ngươi liền tất cần phải đi một cái cùng những người khác tuyệt nhiên con đường khác nhau, nếu như tương lai ngươi có thể đem cái này hai môn thần cấp thượng phẩm công pháp dung hợp, như vậy ở trên thế giới này sẽ không người có thể ngăn trở ngươi rồi. Lời nói chúng ta đã nói xong rồi, quyền lựa chọn ở chỗ ngươi. Ngươi không long chọn tu luyện một môn công pháp, vẫn là hai môn công pháp đồng thời tu luyện, hai chúng ta về sau vẫn là hội nghĩa vô phản cố giúp đỡ ngươi trưởng thành. Bóng đen nhân âm tại Diệp Thần Phong trong đầu rơi xuống, đồng thời Diệp Thần Phong cũng rơi vào trong trầm mặc. Bây giờ đối với Diệp Thần Phong mà ngôn ngữ, hắn đương nhiên muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, lại hoặc là nói là nhất định muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, hắn phải mau sớm đem Lâm Hân Di từ Âm Minh Tông trong tay cứu ra. Hắn yếu hung hăng giẫm chết Âm Minh Tông bà lão kia Tống Xuân Mi, hắn còn muốn trên đất huyền giới tìm tới nữ nhân của hắn Hạ Tử Ninh, đủ loại này hết thảy sự tình đều là nhất định muốn xây dựng ở tuyệt đối thực lực cường hãn thượng. Diệp Thần Phong trầm mặc ước chừng một thời gian uống cạn chén trà sau, hỏi hắn, ta đồng thời tu luyện hai loại công pháp, này thật sự có thể để cho ta nhanh chóng tăng cao thực lực sao? Lúc này, luôn luôn so sánh nghiêm chỉnh bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh, hắn nghiêm túc nói. Nếu như ngươi đồng thời tu luyện cái này hai môn công pháp, trên lý thuyết tới nói ngươi thật sự có thể so với tu luyện một môn, tăng cao thực lực phải tới nhanh hơn rất nhiều, bất quá, trong đó không biết bao nhiêu cũng nhiều hơn rất nhiều, chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta muốn đồng thời tu luyện hai môn công pháp, đang nghe được bóng trắng nhân sau, Diệp Thần Phong không chút do dự nói ra, hiện tại hắn là cực độ khát vọng chính mình thu được sức mạnh cường hãn. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, có hai chúng ta tại. Tự coi như ngươi trong quá trình tu luyện xuất hiện vấn đề, chúng ta cũng nhất định sẽ giúp cho ngươi triệt để hóa giải. Bóng đen người Giang Vận Thiên khi nghe đến Diệp Thần Phong yếu đồng thời tu luyện hai môn công pháp sau, trong giọng nói của hắn tất cả đều là chờ mong, khi hắn nhận thức vì tương lai Diệp Thần Phong hay là có thể đi ra một cái hoàn toàn khác với tiền nhân con đường. Chương 1236, bảo đảm khiến hắn ngoan ngoãn cúi đầu. Nín thở, ngưng thần, đi tạp niệm, vận linh khí. Đang quyết định yếu đồng thời tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết sau, Diệp Thần Phong lập tức liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, hắn đầu tiên tu luyện là thần huyết quyết, trong lòng một lần lại một lần nói thầm thần huyết quyết khẩu quyết tâm pháp, đem trong gân mạch linh khí dòng sông, lấy thần huyết quyết phương thức vận chuyển. Mỗi khi linh khí dòng sông lấy thần huyết quyết phương thức vận chuyển, tại Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong gân mạch tuần hoàn một lần, Diệp Thần Phong liền sẽ cảm giác từ đầu đến chân chỉ. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bao quát mỗi cái lỗ chân lông đều sẽ sảng khoái cực kỳ,
hơn nữa kèm theo linh khí dòng sông không ngừng tuần hoàn, Diệp Thần Phong trong cơ thể tiên huyết bên trong cũng đang nổi lên kim sắc quang mang nhàn nhạt đến, đây chính là cái gọi là chuyển hóa thần huyết rồi. Bất quá, cái này chuyển hóa thần huyết quá trình là cực kỳ chậm rãi, Diệp Thần Phong nếu muốn đem trong cơ thể mình tiên huyết toàn bộ chuyển hóa thành thần huyết, đây chính là một cái cực kỳ khổng lồ công trình. Tại linh khí dòng sông không ngừng lấy thần huyết quyết phương thức vận chuyển sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể từ từ có thần huyết quyết hơi thở, hơn nữa thần huyết quyết chủ động tại Diệp Thần Phong trong thân thể vận chuyển. Tại cảm ứng được điểm này sau đó Diệp Thần Phong biết mình là bước đầu nắm giữ thần huyết quyết, trong miệng hắn chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, từ từ mở mắt ra, trong lòng nói ra kế tiếp ta có thể thử tu luyện ma thiên đã quyết chứ. Tinh không chi thạch quả nhiên để thiên phú của ngươi trở nên cực kỳ yêu nghiệt rồi. Năm đó ta bước đầu nắm giữ thần huyết quyết phương thức vận chuyển, này trọn vẹn tốn mất ta thời gian 10 ngày, vào lúc đó ta gia tộc trong trưởng bối, bọn hắn đã đem ta nói thành là vạn năm khó gặp thiên tài, mà ngươi lại chỉ dùng 3 tiếng, ngươi liền bước đầu nắm giữ thần huyết quyết phương thức vận chuyển, nếu như nói ta là vạn năm khó gặp thiên tài, nhỏ như vậy gia hỏa ngươi chính là trăm ngàn năm cũng khó khăn được một năm thiên tài rồi. Bóng trắng người thở dài nói. Tiếp lấy. Bóng trắng người lại nói, kế tiếp tu luyện ma thiên quyết người nhất định muốn chú ý cẩn thận. Này thần huyết quyết cùng ma thiên quyết là tuyệt nhiên ngược lại tồn tại, nếu như thanh thần huyết quyết tỷ dụ thành hỏa lời nói, như vậy ma thiên quyết chính là nước, theo lý tới nói hỏa cùng nước là không thể đủ tại một địa phương cộng đồng tồn tại. Thế nhưng người muốn nhanh chóng quật khởi cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Sau đó nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống, chúng ta lập tức hội ngưng hẳn người tiếp tục tu luyện ma thiên quyết. Chính ngươi trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thần Phong hơi hơi gật gật đầu sau đó hắn lần thứ hai đem ý nghĩ rối loạn trong lòng bài trừ đi ra, trong đầu hiện lên tu luyện ma thiên quyết khẩu quyết tâm pháp, hắn cũng không hề lập tức tu luyện ma thiên quyết. Mà là tại đem ma thiên quyết khẩu quyết tâm pháp hoàn toàn hiểu sau đó hắn mới bắt đầu từ từ đã vận hành lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Nguyên bản tại bạch bóng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên xem ra. Diệp Thần Phong tại bước đầu nắm giữ thần huyết quyết phương thức vận chuyển sau, hắn tại đi tu luyện ma thiên quyết, này ma thiên quyết nhất định sẽ cùng thần huyết quyết phát sinh cực kỳ kịch liệt xung đột, này Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên cũng chuẩn bị kỹ càng muốn ngăn chặn Diệp Thần Phong rồi. Nhưng khiến bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên bất ngờ là, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông. Dĩ nhiên không hề xung đột lấy ma thiên quyết phương thức vận chuyển tuần hoàn lên, càng nói chuẩn xác là Diệp Thần Phong trong gân mạch một nửa linh khí dòng sông lấy thần huyết quyết phương thức vận chuyển tuần hoàn, mà nửa kia linh khí dòng sông lại lấy ma thiên quyết phương thức vận chuyển tuần hoàn. Này Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông được chia ra làm hai rồi. Song phương tất cả không ảnh hưởng đối phương, biến hóa này, tại bạch bóng nhân hòa bóng đen trong lòng người là cực kỳ quỷ dị, bọn hắn trước đó nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng hội là kết quả như thế. Điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào đây cũng là bởi vì tinh không chi thạch nguyên nhân? Không đúng, hẳn là tên tiểu tử này nguyên bản là có chỗ hơn người, hoặc là nói thể chất của hắn cực kỳ đặc thù. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh kinh ngạc nói. Tiểu tử này trời sinh liền là đồng thời tu luyện hai môn công pháp dự đoán A-Hát. Hiện tại cuối cùng là không dùng tới hai chúng ta mù quan tâm. Bóng đen người Giang Vận Thiên tâm tình cực kỳ khoan khoái. Mà nằm ở trong tu luyện Diệp Thần Phong, hắn tâm vô tạp niệm, hoàn toàn không nghe thấy trong đầu bóng trắng nhân hỏa bóng đen thanh âm của người. Theo, Diệp Thần Phong một lần lại một lần vận chuyển ma thiên quyết, chỉ thấy hắn đóng chặt trên hai mắt, được một tầng màu đen linh khí bao trùm lại rồi. Giờ phút này Diệp Thần Phong nhìn qua cực kỳ quái dị, đây chính là bóng đen trong dân cư chỗ nói cô đọng ma nhãn. Tại Diệp Thần Phong tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết thời điểm, tuyết sơn sơn động ở ngoài. Phiên bản bỏ túi cửu u băng sư tiểu bạch, nó an tĩnh ngồi ở cửa sơn động, mà Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, hắn bọn hắn tại Diệp Thần Phong bên cạnh cũng mở đập ra một hang núi đến. Lúc này, Hà Bình ba người ngồi ở chính mình cửa sơn động, bọn hắn nhìn xem bên cạnh tiểu bạch, bọn hắn luôn cảm giác có chút mất tự nhiên, Hà Bình nói ra các ngươi nói chúng ta bên cạnh này thật sự chính là cửu u băng sư sao. Dùng tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong yêu thú trông cửa. Chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta lão đại có thể làm ra được rồi. Các ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta lão đại là ai. Lão đại bây giờ mới thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, bất quá, lão đại nhưng là tới từ ở hạ đẳng vị diện cổ võ giới, cho nên ta Hoàng Sung Nghĩa dám khẳng định,
tại tương lai không xa lão đại nhất định sẽ trên đất huyền giới quật khởi, mà ta Hoàng Sung Nghĩa cũng phi thường may mắn có thể đi theo già như vậy lớn, cho nên ta Hoàng Sung Nghĩa đời này cũng tuyệt đối sẽ không làm ra xin lỗi chuyện của lão đại, càng thêm không sẽ phản bội lão đại. Hoàng Sung Nghĩa vẻ mặt thành thật nói ra. Hoàng Sung Nghĩa, lẽ nào chỉ ngươi có quyết tâm này sao? Ta Hạng Dít Giàng lại làm sao không phải là, nếu như không có lão đại tại, sợ là chúng ta ba cái đã sớm cắm ở vương đại lực trong tay bọn họ rồi, ta Hạng Dít Giàng không phải là nịnh nọt người, nếu là chính ta nhận lão đại, vậy thì cả đời là ta Hạng Dít Giàng lão đại rồi. Hạng Dít Giàng nắm nắm đấm nói ra. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng nói nhảm, chúng ta có thể cùng lão đại đồng thời bị nhốt vào này Hàn Băng Thánh Địa, vậy cũng là một loại duyên phận rồi. Cho nên tương lai mặc kệ có thể hay không rời đi Hàn Băng Thánh Địa, ba người chúng ta đều phải một mực đi theo lão đại. Hà Bình gật gật đầu nói ra. Tại Diệp Thần Phong nằm ở trong tu luyện, tại Hà Bình đám người từng cái cực kỳ chăm chú tỏ thái độ thời điểm. Này Hàn Băng Thánh Địa diện tích là cực kỳ rộng lớn, tại đây Hàn Băng Thánh Địa nơi nào đó tuyết sơn trước mặt. Trước đó Đào Tẩu Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa hai người này, bọn hắn không ngừng hướng về chỗ này tuyết sơn tới gần. Tại đây nơi tuyết trên núi có 5-6 cái sớm đã bị đào bới đi ra ngoài sơn động, tại Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa tới gần những hang núi này thời điểm, từ bên trong hang núi đi ra 6 cái đàn ông trung niên. Một người cầm đầu đàn ông trung niên, có đạo xuyên suốt má trái gò má dữ tợn vết sẹo, tên này đàn ông trung niên tên là Trương Nam Hoa, một thân thực lực đã tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, từ bên trong hang núi đi ra mặt khác 5 người đàn ông là này Trương Nam Hoa tiểu đệ. Bọn hắn 5 người thực lực tại thông linh cảnh nhất trọng thiên đến tam trọng thiên trong lúc đó, những người này đồng dạng là Hàn Băng trong thánh địa nhất cổ thế lực nhỏ. Trương Nam Hoa đang nhìn đến Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa sau đó hắn khuôn mặt lộ ra một vệt cực kỳ âm trầm nụ cười, nói ra là gió nào thanh hai người các ngươi thổi tới. Lẽ nào các ngươi muốn đối với chúng ta động thủ sao? Vương Đại Lực sắc mặt khẽ thay đổi, ngược lại là Tiêu Sa kéo lại Vương Đại Lực, hắn đi lên một bước. Nói ra, này Hàn Băng Thánh Địa lại vào được 4 cái người mới, mà chúng ta những người còn lại đều bị bọn hắn cho giết chết. Trương Nam Hoa nghe được Tiêu Sa lời nói sau, trên mặt hắn lập tức nổi lên sát cơ, tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa, mỗi một cỗ thế lực nhỏ đều là lẫn nhau đối địch, mà Vương Đại Lực cùng Tiêu ở xa tới tìm Trương Nam Hoa đám người, cũng là Trương Nam Hoa nguồn thế lực này tương đối nhỏ yếu một ít. Tiêu Sa lại nói tiếp, Trương Nam Hoa, êm tai nhất xong lời ta nói. Tại đây 4 cái người mới bên trong, có một người cực kỳ đặc thù, trong cơ thể hắn linh khí có thể không bị Hàn Băng Thánh Địa hấp thu, không chỉ có như thế, hắn vẫn có thể ngược lại hấp thu Hàn Băng trong Thánh Địa băng thuộc tính linh khí, ta nghĩ trên thân thể người này 100% có bí pháp nào đó, dùng các ngươi những người này khả năng chả không đối phó được bọn hắn, bất quá, thêm vào ta cùng Vương Ca, chúng ta liền có phần thắng rồi. Phải biết Vương Ca là thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cao thủ. Mà ta là thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, ngươi cho rằng ý kiến của ta thế nào? Tại nghe có người không thụ Hàn Băng Thánh mà có hạn chế, này làm cho Trương Nam Hoa đám người từng cái mắt nháng lửa, Trương Nam Hoa tại ngẫm nghĩ một lát sau, nói ra, được, ta có thể cùng hai người các ngươi hợp tác, bất quá, lẽ nào các ngươi trước đó không có nghe thấy dã thú tiếng gào sao? Cái kia giống như là cửu u băng sư tiếng gào, vì lý do an toàn, bọn chúng ta cái 5 ngày sẽ hành động lại. Sau 5 ngày, ta bảo đảm để tiểu tử kia ngoan ngoãn cúi đầu. Chương 1237, kiếm ý, quái vật AH. Sau 6 ngày, Hàn Băng Thánh Địa bên trong, giữa bầu trời phiêu tán lưu loát huyệt. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trong tuyết, mặc cho huyệt không ngừng che lấp thân thể của hắn. Tại 6 ngày trước nắm giữ thần huyết quyết cùng ma thiên quyết phương thức vận chuyển sau, hắn liền đi ra bên trong hang núi, tại trên mặt tuyết ngồi xuống liền trọn vẹn ngồi 6 ngày lâu dài. Tại đây trong 6 ngày, Diệp Thần Phong thân thể không nhúc nhích một cái, hắn chỉ là không đoạn giao thay vận chuyển thần huyết quyết cùng ma thiên quyết, quả thực là không muốn sống tựa như điên cuồng tu luyện. Đương nhiên tại đây 6 ngày trong quá trình tu luyện, Diệp Thần Phong cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Có thần huyết quyết cùng ma thiên quyết bực này thần cấp thượng phẩm công pháp, lại tăng thêm Diệp Thần Phong có thể dựa vào bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa, không trở ngại chút nào hấp thu Hàn Băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí. Đủ loại này nhân tố tính gộp lại, nếu như Diệp Thần Phong không điên cuồng đột phá mới là lạ chứ. Cho nên, tại 2 ngày trước, Diệp Thần Phong thuận lợi khóa nhập thông linh cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, mà ở vừa vặn Diệp Thần Phong lại trực tiếp khóa nhập thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ,
Phải biết Diệp Thần Phong tiến vào này Hàn Băng Thánh Địa mới 6 ngày, mà hắn khi tiến vào Hàn Băng Thánh Địa thời điểm, thực lực của hắn mới chỉ là thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ dùng ngăn ngắn 6 ngày, hắn liền từ thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, đã tới thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Loại này cực hạn đột phá phương thức, nếu như được những tông môn khác bên trong người nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được, phải biết địa huyền giới đỉnh cấp trong tông môn những thiên chi kiêu tử đó, bọn hắn cũng căn bản không làm được điên cuồng như thế đột phá, nói cách khác những thiên tài đó cùng Diệp Thần Phong so với quả thực là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, mà những cái được gọi là thiên tài duy nhất ưu thế. Bọn hắn chỉ là so với Diệp Thần Phong trước tiên cất bước mà thôi, nhưng trong tương lai không lâu sau đó, Diệp Thần Phong nhất định có thể đuổi theo bọn hắn. Đầu kia phiên bản bỏ túi cửu U Băng Sư Tiểu Bạch. Nó an tĩnh ngồi xổm ở Diệp Thần Phong bên cạnh, từ khi ngàn năm băng tuyết liên hoa đã đánh vào Tiểu Bạch giữa chân mày sau, Tiểu Bạch cơ hồ là cùng Diệp Thần Phong như hình với bóng, đối Diệp Thần Phong có một loại không rõ ỷ lại, loại này ỷ lại tựu như cùng là nhi nữ đối cha mẹ ỷ lại như thế. Mà Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, bọn hắn đứng ở cách Diệp Thần Phong chỗ không xa, ba người bọn họ viền mắt chu vi che kín mắt quầng thâm. Bọn hắn tại đây trong 6 ngày đồng dạng là liền một lần đều không có khép lại qua con mắt, đặc biệt là được Diệp Thần Phong kích thích suýt chút nữa mắc phải bệnh tim rồi. Hà Bình ba người tại đây 6 ngày bên trong, bọn hắn lại tận mắt thấy Diệp Thần Phong liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ. Bọn hắn đã không biết nên dùng dạng gì lời nói để hình dung lão đại của mình rồi, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong quả thực chính là một lần lại một lần vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, để thần kinh của bọn họ đều có vẻ hơi suy nhược rồi. Có thể nói Hà Bình ba người là đau nhức cũng sung sướng, cảnh tượng như thế này nhưng không phải có thể tùy tiện đủ nhìn đến. Huống chi liên tục đột phá chả là lão đại của bọn hắn. Cho nên ba người bọn hắn cứ việc phi thường mệt mỏi, nhưng là bọn hắn vẫn cứ không muốn đi nghỉ ngơi, bọn hắn chả muốn yếu nhìn xem chính mình lão đại còn có thể hay không làm ra càng thêm chấn nhiếp nhân tâm sự tình đến. Huyệt hoàn toàn đem Diệp Thần Phong thân thể bao trùm lại rồi, chỉ lộ ra Diệp Thần Phong mũi cùng miệng, đồng thời bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm cũng đang Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Được rồi, tiểu gia hỏa, dục tốc thì bất đạt, thêm vào mới vừa gia nhập Hàn Băng Thánh Địa đột phá lần đó. Tại đây 6 ngày ngươi trọn vẹn đột phá 3 cái tầng thứ, coi như là chúng ta năm đó cũng không có loại tốc độ tu luyện này. Ngươi có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần Phong âm thầm nói ra, ta còn không mệt, chả không cần nghỉ ngơi, ta có thể tiếp tục tu luyện. Ai, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thở dài, nói ra ta liền biết ngươi tên tiểu tử này hội là trả lời như vậy, cũng được. Ngươi trước dừng lại đi, chúng ta đổi một loại phương thức tu luyện. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lúc này mới lưu luyến không rời đình chỉ vận chuyển trong cơ thể công pháp. Bây giờ Diệp Thần Phong trong gân mạch có hai cái linh khí dòng sông, một cái là chiếu vào thần huyết quyết phương thức vận chuyển. Mặt khác một cái nhưng là chiếu vào ma thiên quyết phương thức vận chuyển. Diệp Thần Phong hơi chút tăng nhanh hai cái linh khí dòng sông tuần hoàn, lập tức từ trong cơ thể hắn kích phát ra nhất cổ nóng rực nhiệt độ đến, trong nháy mắt đem bao trùm lên thân thể hắn tuyết động cho đã hòa tan. Lại là một người tu luyện người điên, so với năm đó ta chả điên cuồng. Bóng đen người Giang Vận Thiên cười ha hả nói, trong giọng nói tràn đầy đối Diệp Thần Phong thưởng thức. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa, năm đó ở Hàn Băng Tông người sáng lập không có được này Hàn Băng Thánh Địa trước đó, đã từng có hai đại sử dụng kiếm cường giả, tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa quyết một trận tử chiến, cuối cùng này hai đại cao thủ tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa đồng quy vô tận, mà từ lúc ấy bắt đầu, này Hàn Băng trong Thánh Địa cũng tồn tại kiếm ý pháp tắc. Sau đó Hàn Băng Tông người sáng lập đã nhận được Hàn Băng Thánh Địa, tại Hàn Băng trong Thánh Địa lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý. Đồng thời tại đây Hàn Băng trong Thánh Địa thanh Hàn Băng kiếm ý tu luyện đến đỉnh phong, cho nên bây giờ này Hàn Băng trong Thánh Địa tràn ngập ba vị kiếm đạo cao thủ kiếm ý. Mà kiếm ý này là cực kỳ đặc biệt tồn tại, phàm là lĩnh ngộ kiếm ý người, nói như vậy đều là tư chất yêu nghiệt người, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý, tại cùng đẳng cấp đối thủ bên trong ngươi sẽ là vô địch tồn tại, ngươi đã muốn yếu tiếp tục tu luyện, như vậy ngươi không ngại thật tốt cảm ứng Hàn Băng trong Thánh Địa kiếm ý. Bất quá kiếm ý này không phải là tốt như vậy lĩnh ngộ, tự coi như ngươi đã lấy được tinh không chi thạch tẩy lễ, này đối với ngươi mà nói cũng vẫn là cực độ khó khăn. Diệp Thần Phong đang nghe xong bóng trắng nhân sau, trong miệng hắn lẩm bẩm một câu kiếm ý. Cùng đẳng cấp vô địch, Diệp Thần Phong liền lần nữa khứ trừ ý nghĩ rối loạn trong lòng, buông lỏng tinh thần,
bắt đầu cảm ứng hàn băng trong thánh địa hơi thở. Thời khắc này, Diệp Thần Phong tiến vào một loại cực kỳ phập phù trong trạng thái. Linh hồn của hắn thật giống du đãng ở hàn băng thánh địa trong không khí, hắn phải dựa vào cảm giác bắt lấy tiền nhân tàn lưu lại kiếm ý. Tại Diệp Thần Phong không ngừng tìm kiếm hàn băng trong thánh địa tàn lưu lại kiếm ý lúc, bóng trắng nhân hỏa bóng đen người lấy Diệp Thần Phong không nghe được phương thức. Hai người bọn họ lần thứ hai tán gẫu trên trời dưới đất. Ngươi nói tên tiểu tử này có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý tới sao? Ta cũng chỉ là tùy tiện vừa nói như thế, này muốn lĩnh ngộ kiếm ý thật không đơn giản a hát. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Bóng đen người Giang Vận Thiên hồi đáp, ta xem tiểu tử này tám thành không cách nào lĩnh ngộ ra kiếm ý, này tinh không chi thạch tẩy lễ không phải là vạn năng, ngay cả chúng ta năm đó đều không có lĩnh ngộ ra kiếm ý, này lĩnh ngộ kiếm ý không riêng phải có cực độ thiên tư, chả phải dựa vào mấy phần vận khí. Nhưng tại bóng trắng nhân hòa bóng đen người nói chuyện phiếm thời khắc, nhắm cặp mắt Diệp Thần Phong, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, hắn ở trong không khí mơ mơ hồ hồ bắt được một vệt cực kỳ sắc bén lạnh lẽo. Theo, Diệp Thần Phong đem này bôi sắc bén lạnh lẽo mơ hồ bắt lấy sau, hắn khí chất trên người đột nhiên xảy ra thay đổi, mơ hồ có cỗ lạnh lẽo kiếm khí từ trên người hắn tản mát ra. Đương nhiên bóng trắng nhân hòa bóng đen người trước tiên cảm nhận được Diệp Thần Phong biến hóa trên người, này để hai người bọn họ hoàn toàn không bình tĩnh lên. Bóng đen người cười mắng, tiểu tử này chẳng lẽ là quái vật không được sao? Hắn đã vậy còn quá nhanh liền bắt được một tia hàn băng kiếm ý. Tên tiểu tử này xác thực có thể được xưng là quái vật rồi, đây chính là kiếm ý a hát. Thứ thiệt kiếm ý, xem ra cho dù lúc trước không có tinh không chi thạch tẩy lễ, tư chất của tên tiểu tử này cũng đã coi như là yêu nghiệt hóa, trải qua tinh không chi thạch tẩy lễ sau đó tư chất của tên tiểu tử này hoàn toàn là quái vật hóa. E sợ có thể mang năm đó chúng ta cho vứt ra mấy con phố rồi. Bóng trắng người cực kỳ than thở nói. Mà đang ở Diệp Thần Phong vừa vặn mơ hồ bắt lấy một vệt lưu lại hàn băng kiếm ý lúc, nơi xa mênh mông cuồn cuộn xuất hiện tám bóng người. Tại đây tám bóng người nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người sau, bọn hắn lập tức tăng nhanh tốc độ. Những người này liền là trước kia được Diệp Thần Phong dọa đi Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa, cùng với hai người bọn họ dọn tới cứu binh Trương Nam Hoa đám người. Vương Đại Lực, Tiêu Sa cùng Trương Nam Hoa một nhóm người, bọn hắn đợi chừng 5 ngày, đang xác định cửu U băng sư tiếng gào không vang lên nữa sau đó bọn hắn mới quyết định xuất phát, trọn vẹn tìm một ngày một đêm thời gian, bọn hắn cuối cùng là tìm tới Diệp Thần Phong đám người tung tích, bọn hắn đều khát vọng đạt được Diệp Thần Phong trên người bí mật, nhưng mà nếu như để cho bọn họ biết Diệp Thần Phong đem cửu U băng sư cho thu phục, e sợ lại cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, 1000 cái lá gan. Bọn hắn cũng tuyệt đối không dám tới tìm kiếm Diệp Thần Phong, bởi vì bọn họ làm như vậy quả thực là tự tìm đường chết. Chương 1238, Kinh Thiên Động Địa. Miệng vi vi mở ra, lộ ra một viên răng vàng lớn Vương Đại Lực, hắn rất xa nhìn thấy Diệp Thần Phong chính nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, hắn nhất thời bắt đầu cười lớn, nói ra, thực sự là trời cũng giúp ta. Thực sự là trời cũng giúp ta a hát, quỷ gì kia tiểu tử đang đứng ở trong tu luyện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn chả không cách nào từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài, mặt khác ba người đối với chúng ta mà nói quả thực là không đáng sợ được rồi. Trương Nam Hoa một nhóm người cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Thần Phong, nhưng khi nghe đến Vương Đại Lực lời nói sau, bọn hắn cũng dồn dập lộ ra vui sướng nụ cười, nếu quả như thật cùng Vương Đại Lực đám người nói như thế, Diệp Thần Phong không thụ hàn băng thánh mà hạn chế, như vậy bọn hắn muốn dồn ở Diệp Thần Phong. Này còn có thể yêu cầu hoa một phen công phu, mà bây giờ liền ông trời đều đứng ở hắn nhóm bên này, này để cho bọn họ làm sao có thể không cao hứng. Nhưng mà, làm Vương Đại Lực, Tiêu Sa cùng Trương Nam Hoa đám người, bọn hắn điên cuồng hướng về Diệp Thần Phong lao đi, cùng Diệp Thần Phong ở giữa khoảng cách càng co càng nhỏ lại sau đó không riêng gì Trương Nam Hoa đám người sắc mặt biến đổi, liền ngay cả Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa cũng sắc mặt kịch biến. Chỉ bởi vì bọn họ cảm giác được Ngưu Thần Phong thực lực hôm nay tại thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Trương Nam Hoa nhất thời dừng bước chân, chất vấn, Vương Đại Lực, Tiêu Sa, hai người các ngươi không phải nói tiểu tử kia chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ sao? Làm sao thực lực của hắn là thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ? Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa khiếp sợ xa xa nhiều Trương Nam Hoa. Phải biết tại 6 ngày trước bọn hắn mới vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần Phong đột phá đến thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, bây giờ Diệp Thần Phong thực lực càng nhưng đã đột phá đến thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, nói cách khác ngăn ngắn 6 ngày thời gian, Diệp Thần Phong trọn vẹn đột phá 3 cái tầng thứ, này là bực nào yêu nghiệt thiên phú.
Này làm cho Vương Đại Lực cùng Tiêu Sa Hầu Đà Lung bên trong là không ngừng nuốt nước miếng. Tiêu Sa chật vật nói ra, chúng ta đang thoát đi tiểu tử này thời điểm, tiểu tử này xác thực còn tại thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, như vậy không thật là tốt ma. Này thì càng thêm nói rõ tiểu tử này trên người có bảo bối, bây giờ tiểu tử này tại trạng thái tu luyện bên trong, chúng ta bây giờ động thủ tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Đứng ở Diệp Thần Phong cách đó không xa Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, bọn hắn đồng dạng cũng là nhìn thấy Vương Đại Lực một nhóm người, bọn hắn lập tức đi lên hai bước, liếc nhìn ngồi xổm ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tiểu Bạch, trên mặt bọn họ là không hề vẻ lo âu rồi. Chỉ thấy ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Cửu U Băng Sư Tiểu Bạch, nó căn bản không có thanh xa xa Vương Đại Lực đám người để ở trong mắt, phải biết Tiểu Bạch nhưng là có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Nó tùy tiện một móng vuốt là có thể đem Vương Đại Lực đám người đập thành thịt nát rồi, chỉ là Tiểu Bạch cũng cảm giác được Diệp Thần Phong nằm ở một loại vô cùng trọng yếu trong trạng thái, cho nên nó không muốn làm ra động tĩnh lớn tới quấy rầy đến Diệp Thần Phong, bằng không Tiểu Bạch đã sớm khôi phục nó cái kia cự đà đại vô cùng thân thể. Trương Nam Hoa khi nghe đến Tiêu Sa lời nói sau hắn là không do dự nữa rồi, lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi, rất nhanh, Trương Nam Hoa cùng Vương Đại Lực đám người ngừng lại. Bởi vì bọn họ đường đi được Hà Bình ba người chặn lại. Ba người các ngươi cho lão đà tử lập tức cút ngay, nếu như các ngươi nguyện ý nhận thức ta làm lão đại, như vậy ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Má trái gò má được vết sẹo xuyên suốt Trương Nam Hoa, hắn ngữ khí bất thiện quát. Hoàng Sung Nghĩa đối với bên cạnh Mão Hà Bình, hãng rít ràng nói ra, hai người các ngươi cảm thấy cái chuyện cười này có được hay không cười. Nhìn hắn cái này cứt chó dáng vẻ. Hắn còn muốn làm lão đại của chúng ta. Lão đại của chúng ta là cái dạng này. Hoàng Sung Nghĩa chỉ phía sau, rơi vào lĩnh ngộ trạng thái Diệp Thần Phong. Tốt, tốt, tốt. Trương Nam Hoa liên tiếp nói rồi ba cái tốt chữ. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, tiểu tử kia là lão đại của các ngươi. Sau đó ta muốn để các ngươi hảo hảo nhìn xem, các ngươi cái này lão đại là làm sao hướng về ta cầu xin tha thứ, ta muốn khiến hắn đến liếm đầu ngón chân của ta. Trương Nam Hoa, không nên cùng này ba tiểu tử nhiều lời, chúng ta trước tiên đem ba người bọn hắn phế bỏ lại nói. Vương Đại Lực trước đó đào tẩu trong lòng của hắn một mực kìm nén nhất viết khí đây. Tiêu Sa cũng cười lạnh nói, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Tại Trương Nam Hoa một nhóm người chuẩn bị động thủ thời điểm, ngồi xổm ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tiểu Bạch, nó đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Hà Bình ba người có chuyện được rồi, nhưng chính lúc thời điểm này, Diệp Thần Phong trên người kiếm khí càng phát nồng nặc, Tiểu Bạch lạnh lẽo đồng tử đột nhiên lại trở nên nhu hòa xuống. Nằm ở lĩnh ngộ trạng thái Diệp Thần Phong, hắn đem vừa vặn vệt kia sắc bén lạnh lẽo càng mò càng thấu, cảm giác của hắn vững vàng đem vệt kia sắc bén lạnh lẽo bắt được, nhất thời nhất cổ cực hạn hàn băng kiếm ý rót vào đã đến Diệp Thần Phong trong ý thức, Diệp Thần Phong trên người nhất thời kiếm khí phân tán, mơ hồ nổi lên nhất cổ cực hạn hàn băng kiếm ý. Bất thình lình biến hóa. Lần thứ hai để tất cả mọi người tại chỗ đình chỉ động tác, đầu tiên là Hà Bình ba người xoay người nhìn hướng Diệp Thần Phong, cảm giác Diệp Thần Phong kiểu lưỡi kiếm sắc bén khí chất, cảm thụ Diệp Thần Phong bốn phía kiếm khí, càng là cảm giác được Diệp Thần Phong trên người nhất cổ loáng thoáng kiếm ý. Hà Bình ba người là hoàn toàn lâm vào dại ra bên trong, thân thể của bọn họ bắt đầu hơi hơi bắt đầu run rẩy. Ba người bọn hắn đã xác định lão đại của bọn hắn tại lĩnh ngộ một loại kiếm ý, phải biết kiếm ý thứ này. Cho dù trên đất huyền giới thiên tài bên trong, lĩnh ngộ người cũng là đã ít lại càng ít, ba người bọn hắn cũng là lần đầu tiên thật chính thấy cái gọi là kiếm ý. Kiếm ý, đáng chết, đây là kiếm ý. Tiểu tử này tại lĩnh ngộ kiếm ý. Vương Đại Lực trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cũng không còn vừa vặn như vậy lớn lối. Chạy mau, cho dù tiểu tử này kiếm ý vẫn không có hình thành, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Sa giống kêu lên tại Vương Đại Lực cùng Tiêu nhìn xa đến, Diệp Thần Phong người này thật sự là quá kinh khủng, 6 ngày thời gian không chỉ đột phá 3 cái tầng thứ, hôm nay cư nhiên trả lĩnh ngộ kiếm ý. Này là bực nào yêu nghiệt tồn tại, này để hai người bọn họ nội tâm đều run rẩy. Về phần Trương Nam Hoa, sắc mặt của hắn cũng là cực độ khó coi, hắn quát, Vương Đại Lực, Tiêu Sa, hai người các ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Món nợ này chúng ta về sau sẽ chậm rãi tính. Mà đang ở Trương Nam Hoa đám người muốn chạy trốn thời điểm, lấy Diệp Thần Phong làm trung tâm, không khí chung quanh biến cực độ cuồng bạo lên, hơn nữa từ Diệp Thần Phong thân trong cơ thể tràn ra kiếm khí là càng ngày càng nhiều,
những này kiếm khí vượt qua Hà Bình ba người, điên cuồng hướng về Vương Đại Lực cùng Trương Nam Hoa đám người đánh tới. Tại đây hàn băng trong thánh địa, Trương Nam Hoa đám người đều hứng chịu tới hạn chế, bọn hắn căn bản vô pháp ngăn trở này bừa bãi tàn phá kiếm khí. Trương Nam Hoa trong miệng lớn tiếng quát không, không, không. Tiếp lấy, Trương Nam Hoa hầu đà lung bên trong thanh âm im bặt đi, trên người hắn che kín từng đạo do kiếm khí hình thành vết thương, trong con ngươi sinh cơ đang từ từ mất đi, vừa vặn hắn còn nói muốn cho Diệp Thần Phong hướng về cầu mong gì khác tha cho, còn nói muốn cho Diệp Thần Phong liếm ngón chân của hắn đầu, nhưng quay đầu lại hắn liền Diệp Thần Phong quần áo đều không đụng tới, hắn cứ như vậy muốn đi thấy Diêm Vương ra rồi. Về phần Vương Đại Lực, Tiêu Xa các loại những người còn lại, bọn hắn đương nhiên cũng không có tránh được này kiếm khí sắc bén rồi, ngăn ngắn khoảng một phút thời gian, những người này liền toàn bộ bị mất mạng. Mà Diệp Thần Phong trên người đột nhiên tản ra một đạo hào quang màu trắng, sát theo đó, hàn băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong thân trong cơ thể tuôn tới. Này tình thế, thật giống yếu đem toàn bộ hàn băng trong thánh địa linh khí đều rút khô như thế. Diệp Thần Phong chung quanh là bạch tuyết 4P, liền ngay cả hàn băng thánh địa trên bầu trời đều xuất hiện một đạo kiếm ngân. Này lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý, ngưng tụ hàn băng kiếm ý, điều này cần vô số băng thuộc tính linh khí. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong chính đang ngưng tụ thuộc về hắn hàn băng kiếm ý. Tại hàn băng thánh địa được Diệp Thần Phong làm cho kinh thiên động địa thời điểm. Hàn băng tông tông chủ Ninh Bá Thiên trong phòng, Ninh Bá Thiên nguyên bản chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn đột nhiên bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt hắn vẻ mặt trở nên kinh nghi bất định, chỉ thấy trong phòng của hắn trên mặt đất che kín từng cái thật nhỏ lỗ thủng, mà hàn băng tông mỗi cái gian phòng đều là liên thông hàn băng thánh địa, hàn băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí hội từ nơi này chút lỗ thủng bên trong đều dạng phát ở trong phòng. Nhưng lúc này, hàn băng tông tông chủ Ninh Bá Thiên, hắn cảm giác được từ lỗ thủng bên trong tản mát ra băng thuộc tính linh khí càng ngày càng ít, hắn nhanh mão nhanh nhíu mày đến. Trong miệng tự nói chẳng lẽ là hàn băng thánh địa xảy ra vấn đề. Bị giam giữ ở nơi đó chỉ là thông linh cảnh người mà thôi, cửu U băng sư cũng không khả năng làm ra loại này động tính tới, ta nhất định phải muốn đi xem một chuyến. Ninh Bá Thiên thân trong cơ thể phun trào luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Chương 1239, tự thực ác quả. Tại Ninh Bá Thiên cảm thấy được hàn băng thánh địa dị dạng sau. Cùng lúc đó, Hàn Băng Tông, Ninh Bá Thiên con gái Ninh Tuyết Ni trong phòng. Màu da như tuyết Ninh Tuyết Ni ngồi xuống ghế, mà ngoại môn trưởng lão Vương Hàn Mai nhưng là đứng ở Ninh Tuyết Ni trước mặt. Trước lúc này Ninh Tuyết Ni là lén lút chuồn ra Hàn Băng Tông, cho nên mới phải suýt chút nữa được Thanh Dương Tông tông chủ cho thải bổ rồi. Ninh Tuyết Ni đương nhiên không mặt mũi để phụ thân của nàng lấy lại công đạo rồi. Người cũng không muốn trong tông môn những người khác biết chuyện này. Thế là... Người lại tìm tới ngoại môn trưởng lão Vương Hàn Mai, lấy Vương Hàn Mai thực lực phải giải quyết một cái chỉ là bát phẩm tông môn là không thành vấn đề. Đương nhiên trước đó Ninh Tuyết Ni cũng đúng Vương Hàn Mai đã nói, chỉ cần Vương Hàn Mai giúp nàng diệt trừ Thanh Dương Tông, như vậy nàng liền thi hội đề cử Vương Hàn Mai trở thành Hàn Băng Tông nội môn trưởng lão. Lúc này, khoảng cách Diệp Thần Phong bị giam giữ tiến Hàn Băng Thánh Địa đã qua 6 ngày rồi. Thậm chí Ninh Tuyết Ni này kiêu ngạo nha đầu sớm đã đem Diệp Thần Phong người này cho quên đi, dưới cái nhìn của nàng mình không phải là cùng Diệp Thần Phong người của một thế giới, người căn bản không cần phí tâm tư đi đem Diệp Thần Phong tiểu nhân vật này cho ghi ở trong lòng. Đại tiểu thư, ngài xem ta trở thành nội môn trưởng lão sự tình. Vương Hàn Mai lão thái bà này thận trọng hỏi, dù sao Ninh Tuyết Ni là cả Hàn Băng Tông tiểu công chúa, Vương Hàn Mai cũng không dám lớn tiếng nói với Ninh Tuyết Ni lời nói. Mới 17-18 tuổi Ninh Tuyết Ni, người giả vờ một bộ thành thục dáng dấp, người hơi hơi gật gật đầu, nói ra các loại tối hôm nay, ta sẽ hướng phụ thân ta nhắc lên chuyện của ngươi, phụ thân ta luôn luôn thương yêu nhất ta, cho nên ngươi tiến nhập nội môn sự tình cơ hồ là có thể khẳng định. Tạ tạ đại tiểu thư, tạ tạ đại tiểu thư, Vương Hàn Mai mặt lộ vẻ vui thích, phải biết ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão, nhưng không riêng là một cái tên gọi vấn đề. Nội môn trưởng lão lấy được tài nguyên tu luyện, muốn so ngoại môn trưởng lão nhiều hơn thật nhiều lần, con đường tu luyện, ngoại trừ cần nhờ tư chất bên ngoài, chả phải dựa vào khổng lồ tài nguyên tu luyện, cho nên Vương Hàn Mai mới sẽ như thế cảm động đến rơi nước mắt. Mà chính lúc Ninh Tuyết Ni muốn cho Vương Hàn Mai lui xuống đi thời điểm, Ninh Tuyết Ni cùng Vương Hàn Mai đều cảm giác đi đến trong phòng băng thuộc tính linh khí càng ngày càng ít,
hai người bọn họ không khỏi nhìn hướng trên mặt đất cái kia rậm rạp chằng chịt lỗ thủng. Ninh Tuyết Nhi nghi ngờ nói ra, chuyện gì thế này? Từ Hàn băng thánh địa thua đưa tới băng thuộc tính linh khí làm sao đang không ngừng giảm bớt? Lẽ nào Hàn băng thánh địa xuất hiện tình trạng gì sao? Ninh Tuyết Nhi căn bản cũng không có nghĩ đến kẻ cầm đầu Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong chẳng qua là một cái thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong người mà thôi, Diệp Thần Phong tại Hàn băng trong thánh địa chỉ có bị chân áp phần. Ninh Tuyết Nhi lập tức lại nói, Vương trưởng lão, chúng ta ra ngoài xem. Tại Ninh Tuyết Nhi đi ra khỏi phòng thời điểm, Hàn băng tông tất cả đại đệ tử cùng với tất cả đại trưởng lão, bọn hắn đều từng cái đi ra khỏi phòng. Nhất thời tiếng bàn luận cùng khủng hoảng âm thanh tại Hàn băng tông bên trong vang lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao trong phòng ta băng thuộc tính linh khí càng ngày càng ít? Các ngươi trong phòng cũng xuất hiện tình huống như thế sao? Chẳng lẽ là Hàn băng thánh địa xảy ra vấn đề? Hàn băng thánh địa nhưng quan hệ toàn bộ Hàn băng tông đệ tử tu luyện AH. Hết thảy Hàn băng tông người trong lúc nhất thời hướng về dồn dập hướng về quảng trường tụ tập. Hàn băng tông tông chủ Ninh Bá Thiên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trên quảng trường, miệng quát tất cả yên lặng cho ta. Trên quảng trường trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, nhưng lại có một đám người vội vội vàng vàng chạy tới trên quảng trường, một người cầm đầu lão đầu, hốt hoảng nói ra, tông chủ. Trong tông môn 10 giữa thí luyện trong phòng băng thuộc tính linh khí trong nháy mắt trở nên mỏng manh vô cùng, lẽ nào Hàn băng thánh địa thật sự xuất hiện vấn đề nghiêm trọng sao? Nghe vậy. Toàn bộ quảng trường lần thứ hai sôi trào lên, thí luyện thất chính là Hàn băng tông bên trong băng thuộc tính linh khí nồng nặc nhất căn phòng, đương nhiên này thí luyện trong phòng băng thuộc tính linh khí. Đồng dạng là dựa vào Hàn băng thánh địa cung cấp, chỉ có đã tới hợp biển cảnh thực lực. Lúc này mới có thể tiến vào thí luyện thất tu luyện. Giờ khắc này, liền ngay cả Hàn băng tông 10 giữa thí luyện thất đều xảy ra vấn đề, làm sao có thể để Hàn băng tông đệ tử cùng trưởng lão an tâm. Tông chủ Ninh Bá Thiên. Hắn lông mày nhíu thật chặt, quát ba vị hạch tâm trưởng lão, các ngươi cùng đi với ta Hàn băng thánh nhìn một chút tình huống, những người còn lại đều tại quảng trường chờ đợi tin tức. Nói xong, Ninh Bá Thiên cùng ba cái thực lực không tầm thường lão đầu tử, bọn hắn lập tức hướng về Hàn băng thánh địa phương hướng lao đi rồi. Mà ở trong đám người Ninh Tuyết Nhi, người cũng là một cái không chịu cô đơn nhân vật, người đối với bên cạnh Vương Hàn Mai, nói ra, Vương trưởng lão, chúng ta cũng lén lút cùng qua xem một chút. Người yên tâm, có bất cứ trách nhiệm nào ta đẩy. Khi nghe đến Ninh Tuyết Nhi lời nói sau, Vương Hàn Mai cũng đi theo Ninh Tuyết Nhi đồng thời hướng về Hàn băng thánh địa địa phương tiến đến. Rất nhanh, Ninh Bá Thiên cùng ba tên Hàn băng tông hạch tâm trưởng lão, bọn hắn đi tới Hàn băng tông lối vào nơi, hai tên canh gác Hàn băng thánh địa nội môn trưởng lão, bọn hắn đang nhìn đến Ninh Bá Thiên đám người sau, hai người bọn họ lập tức hướng về Ninh Bá Thiên đám người vấn an rồi. Ninh Bá Thiên đột nhiên ánh mắt nhìn hướng sau lưng một cây đại thụ, quát lên, là người nào trốn tại chỗ nào. Ninh Tuyết Nhi nhăn nhăn nhó nhó từ đại thụ sau đi ra, mà Vương Hàn Mai nhưng là cúi đầu theo sát Ninh Tuyết Nhi. Ninh Bá Thiên đang nhìn đến là con gái của mình sau, sắc mặt của hắn hơi chút dịu đi một chút, hắn hiện tại không rảnh giáo huấn nha đầu này, để nha đầu này đi theo cũng liền theo rồi. Ninh Bá Thiên đối với cái kia hai tên canh gác Hàn băng thánh địa nội môn trưởng lão. Nói ra, hai người các ngươi lập tức đem Hàn băng thánh địa môn cho mở ra. Cái kia hai tên nội môn trưởng lão hai tay đặt tại phía sau trên vách núi đá, nhanh chóng đem Hàn băng thánh địa môn mở ra. Sau đó, Ninh Bá Thiên, ba tên hạch tâm trưởng lão, Ninh Tuyết Nhi cùng Vương Hàn Mai dồn dập đi vào Hàn băng trong thánh địa. Khi tiến vào Hàn băng trong thánh địa sau đó Ninh Bá Thiên chỉ vào bên phải một phương hướng. Hắn mở miệng nói ra, Hàn băng thánh địa băng thuộc tính linh khí đều tại hướng về nơi đó tụ tập, chúng ta lập tức qua xem một chút. Một thời gian uống cạn chén trà sau. Ninh Bá Thiên đám người được trước mắt tình cảnh này cho chấn kinh rồi, chỉ thấy cách đó không xa một người thanh niên ngồi ở trong tuyết, bạch tuyết lượn lờ ở chung quanh hắn, băng thuộc tính linh khí không cần tiền tựa như không ngừng hướng về tên thanh niên này trong cơ thể rót vào, tên thanh niên này đóng chặt lại con ngươi, kiếm khí đi lại ở chung quanh hắn. Cả người giống như là một cái ngày càng ngạo nghễ lợi kiếm. Hàn băng kiếm ý, tiểu tử này tại lĩnh ngộ Hàn băng kiếm ý. Tiểu tử này không phải tại lĩnh ngộ Hàn băng kiếm ý, mà là hắn nhanh muốn lĩnh ngộ Hàn băng kiếm ý rồi. Tiểu tử này là ai? Hắn làm sao có khả năng lĩnh ngộ Hàn băng kiếm ý? Là ai thanh loại này yêu nghiệt giam giữ tiến Hàn băng thánh địa? Ngoại trừ lão tổ tông lĩnh ngộ Hàn băng kiếm ý,
tại Hàn Băng Tông chả không có bất cứ người nào có thể lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý. Ba tên Hàn Băng Tông hạch tâm trưởng lão mặt thượng dồn dập hiện lên không dám tin tưởng vẻ mặt, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa người thanh niên kia. Hàn Băng Tông tông chủ Ninh Bá Thiên, hắn khuôn mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, phải biết trước hắn tại đây Hàn Băng trong thánh địa lĩnh ngộ trọn vẹn thời gian 3 năm, nhưng liền một cái giám đều không có lĩnh ngộ ra đến, nhưng hôm nay này Hàn Băng kiếm ý yếu bị giam giữ ở nơi này một người ngoài cho lĩnh ngộ. Còn có đem Hàn Băng Tông làm ra như thế đại động tĩnh dĩ nhiên cũng là người thanh niên này. Này làm cho Ninh Bá Thiên có loại cho người khác làm áo cưới cảm giác. Mà Ninh Tuyết Ni cùng Vương Hàn Mai hai người này, các nàng đang nhìn đến tên thanh niên kia thời điểm, các nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tên thanh niên kia chính là Diệp Thần Phong, các nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần Phong giờ phút này thực lực tại thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, hơn nữa còn tại lĩnh ngộ. Chỉ có Hàn Băng Tông lão tổ mới lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý, này làm cho Ninh Tuyết Ni cùng Vương Hàn Mai có loại cảm giác không thật, đây là cái kia 6 ngày trước, các nàng có thể tùy ý bóp chết tiểu tử sao? Nhìn xem Hàn Băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí không ngừng rót vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Ninh Tuyết Ni là lộ ra thần sắc tức giận, này Hàn Băng thánh địa chẳng những không có hạn chế trụ Diệp Thần Phong, trái lại trợ giúp Diệp Thần Phong. Cho nên này làm cho Ninh Tuyết Ni có loại bị người đùa bỡn cảm giác, đôi mắt đẹp của nàng là không nháy một cái như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Mà Vương Hàn Mai ánh mắt là cực kỳ nghiêm nghị, người cũng sớm đã thanh Diệp Thần Phong đắc tội thấu, trước mắt lấy Diệp Thần Phong biểu hiện ra bực này tư chất, nếu như giữ lại Diệp Thần Phong sống tiếp, như vậy tương lai chính là nàng Vương Hàn Mai hội mất mạng, cho nên nàng nhất định phải nghĩ biện pháp giết Diệp Thần Phong. Có thể nói, Ninh Tuyết Ni cùng Vương Hàn Mai hai người này là tự thực ác quả rồi. Chương 1240, đều trợn tròn mắt. Hàn Băng trong thánh địa. Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, bọn hắn đã từng rất xa gặp Hàn Băng tông tông chủ một mặt, cho nên bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Ninh Bá Thiên. Về phần Ninh Bá Thiên bên cạnh đứng đấy ba cái lão đầu, dùng cái mong muốn đều có thể nghĩ đến, bọn hắn hẳn là Hàn Băng tông hạch tâm trưởng lão. Phải biết Hàn Băng Tông tông chủ Ninh Bá Thiên nhưng là có luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực, mà đứng ở hắn bên cạnh ba cái kia hạch tâm trưởng lão, thực lực của bọn họ cũng đều tại tạo hóa cảnh bên trong, những người này có thể nói là Hàn Băng Tông bên trong nhân vật đứng đầu rồi, nếu như bình thường Hà Bình ba người gặp phải những người này, e sợ những người này liền chính mắt cũng không hội nhìn bọn hắn một cái. Được Ninh Bá Thiên đám người ánh mắt đảo qua, Hà Bình các loại ba thân thể của con người không tự chủ bắt đầu trở nên cương cứng. Trong cổ họng trong nháy mắt trở nên khô khốc cực kỳ, bất quá, ba người bọn họ không có lựa chọn lùi về sau, mà là đứng được cách Diệp Thần Phong càng thêm gần rồi, trên mặt là một bộ kiên quyết vẻ, liền coi như bọn họ biết mình căn bản không phải Ninh Bá Thiên các loại đối thủ của người, nhưng bọn họ hay là muốn thủ hộ tại lão đại mình bên cạnh, cho dù là yếu để ba người bọn hắn đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Ngồi xổm ở Diệp Thần Phong bên cạnh cửu U Băng Sư Tiểu Bạch, bây giờ phiên bản bỏ túi dáng dấp khả ái, liền Ninh Bá Thiên bọn người chưa từng thấy, cho nên nói Ninh Bá Thiên đám người căn bản không có nhận ra, ngồi xổm ở Diệp Thần Phong bên cạnh tiểu gia hỏa kia là cửu U Băng Sư, huống hồ Tiểu Bạch cũng đã đem khí thế của tự thân cho hoàn toàn thu liễm. Tiểu Bạch đang nhìn đến Ninh Bá Thiên đám người sau, con của nó bên trong tránh qua một vệt vẻ giận dữ, năm đó chính là Ninh Bá Thiên đám người đưa nó trấn áp tại này Hàn Băng Thánh Địa. Cho nên tại Tiểu Bạch trong mắt Ninh Bá Thiên các loại mấy tên khốn kiếp này chính là kẻ thù của nó. Ninh Bá Thiên cũng phát hiện Ninh Tuyết Ni cùng Vương Hàn Mai vẻ mặt không đúng. Hắn lập tức chất vấn, Tuyết Ni, lẽ nào tiểu tử này cùng các ngươi có quan hệ sao? Ninh Tuyết Ni biết mình không thể giấu giếm, người lập tức đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình nói một lần. Đang nghe xong Ninh Tuyết Ni tự thuật sau, Ninh Bá Thiên cùng cái kia ba tên hạch tâm trưởng lão không hẹn mà cùng hỏi. Tiểu tử này tại 6 ngày trước mới thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Hắn tại trong vòng 6 ngày đột phá 3 cái tầng thứ. Ninh Bá Thiên đám người không khỏi sắc mặt kịch biến, nếu quả như thật dường như Ninh Tuyết Ni nói, Diệp Thần Phong tại trong vòng 6 ngày đột phá 3 cái tầng thứ, như vậy Diệp Thần Phong thiên phú tuyệt đối đã vượt qua đại đa số thiên tài, hơn nữa Diệp Thần Phong còn tại trong 6 ngày lĩnh ngộ ra Hàn Băng kiếm ý. Này thì càng thêm ghê gớm rồi, có thể nói Diệp Thần Phong tuyệt đối có thể xưng tụng là thiên tài trong thiên tài rồi. Nhìn cách đó không xa trên người kiếm ý càng ngày càng nồng nặc Diệp Thần Phong. Ninh Bá Thiên cau mày nói, Tuyết Ni, tiểu tử này cần phải xác thực không phải Thanh Dương Tông người,
hoặc là nói hắn còn chưa kịp gia nhập Thanh Dương Tông, ta nghe nói trước đây không lâu Thông Thiên Chi Hải lần thứ hai mở ra, có thật nhiều môn phái đi hướng dưới các loại vị diện cổ võ giới, tiểu tử này hẳn là Thanh Dương Tông tại cổ võ giới bên trong tìm đến. Vẫn đúng là đừng nói, này Ninh Bá Thiên không hổ là ngũ phẩm tông môn Hàn Băng Tông tông chủ. Hắn trí tuệ cũng là phi thường cao, hơi chút vừa suy đoán liền suy đoán ra được Diệp Thần Phong lai lịch. Nghe được Diệp Thần Phong là đến từ cổ võ giới, Ninh Tuyết Ni trắng nõn trên mặt đột nhiên biến sắc, phải biết cổ võ giới chỉ là một cái hạ đẳng vị diện mà thôi, nhưng Diệp Thần Phong chúng tại hạ vị diện bên trong muốn tu luyện đến tầng thứ này, nói như vậy Diệp Thần Phong đích thật là nắm giữ yêu nghiệt loại đích thiên phú rồi. Nếu để cho Diệp Thần Phong trên đất huyền giới tiếp tục trưởng thành lời nói, như vậy tương lai Diệp Thần Phong nói không chắc còn thật sự hội trở thành một phương cường giả. Phụ thân, ta, Ninh Tuyết Ni nhà đầu này cúi đầu, khuôn mặt lộ ra một chút hoang mang vẻ, của nàng lời còn chưa nói hết. Liền trực tiếp được Ninh Bá Thiên cắt đứt, Tuyết Ni, ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn. Tiểu tử này chỉ là cái cổ võ giới người mà thôi, huống hồ các ngươi đã cùng hắn phát sinh xung đột. Hắn lại tại Hàn Băng trong thánh địa không chút kiêng kỵ hấp thu băng thuộc tính linh khí, lại vẫn dám đem chúng ta Hàn Băng Tông Hàn Băng kiếm ý cho lĩnh ngộ, hôm nay, này Hàn Băng thánh mà chính là tiểu tử này táng sinh chi địa. Ninh Bá Thiên trong lòng còn nhiều mà nhất cổ phẫn nộ, hắn phẫn nộ mình ở Hàn Băng trong thánh địa lĩnh ngộ nhiều năm như vậy, hắn kết nối với một tia Hàn Băng kiếm ý đều không có lĩnh ngộ được, mà một cái chỉ là thông linh cảnh tiểu tử, lại lập tức muốn đem Hàn Băng kiếm ý cho triệt để lĩnh ngộ. Này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ninh Bá Thiên tốt xấu cũng là một tông chi chủ. Lại nói, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ Hàn Băng Tông đem trở thành một chuyện cười, liền một cái nhiệm Hàn Băng Tông tông chủ đều không thể lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý, lại bị một cái giam giữ tại Hàn Băng trong thánh địa tiểu tử cho lĩnh ngộ, thử hỏi địa huyền giới những tông môn khác sẽ như thế nào đối xử Hàn Băng Tông. Đối xử Ninh Bá Thiên. Tông chủ, nếu phải giải quyết tiểu tử này, vậy chúng ta không thể đợi thêm nữa, tiếp tục như vậy Hàn Băng trong thánh địa băng thuộc tính linh khí, thật sự sẽ bị tiểu tử này cho toàn bộ hút sạch sẽ, để cho ta ra tay để giải quyết này không biết sống chết tiểu tử đi. Ba tên hạch tâm trưởng lão trong, một tên thân mang trường sam màu xám trưởng lão nói ra, này tên thực lực của trưởng lão tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, tên của hắn gọi là Triệu Vân Long. Ninh Bá Thiên gật đầu nói, được, tam trưởng lão, liền từ ngươi ra tay giết tiểu tử này đi. Chả thật đáng tiếc rồi, nếu như lĩnh ngộ này Hàn Băng kiếm ý là chúng ta Hàn Băng Tông đệ tử là tốt rồi. Một bên ngoại môn trưởng lão Vương Hàn Mai, nàng nhìn thấy tam trưởng lão Triệu Vân Long muốn xuất thủ giải quyết Diệp Thần Phong rồi, trong lòng nàng cuối cùng là thở ra một hơi, trên mặt lần thứ hai hiện lên hung tàn nụ cười, nhìn xem Diệp Thần Phong ánh mắt, giống như là tại nhìn một kẻ đã chết bình thường. Nhắm mắt, chính đang điên cuồng ngưng tụ thuộc về chính hắn Hàn Băng kiếm ý Diệp Thần Phong. Hắn đương nhiên đem Ninh Bá Thiên đám người lời nói là nghe được nhất thanh nhị sở, Diệp Thần Phong trong lòng cũng trưng bốc lên tức giận, những người này dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện liền quyết định sống chết của hắn. Những này tự cho là đúng người có hay không hỏi qua ý kiến của hắn. Diệp Thần Phong điên cuồng vận chuyển trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông, trên người của hắn kiếm ý là càng ngày càng rõ ràng, lộn xộn kiếm khí tại chung quanh hắn múa tung, Diệp Thần Phong yếu chân chính lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý. Hắn chỉ kém cuối cùng lâm môn nhất cước rồi. Chuyện của tôi. .vn tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tam trưởng lão Triệu Vân Long, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cực kỳ hành động điên cuồng sau, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông hơi chút một vận chuyển, bóng người trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, Triệu Vân Long liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Một trưởng, Triệu Vân Long trực tiếp đem Hà Bình ba người cho chấn động bay ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, khinh thường nói, thiên tài ngược lại là một thiên tài, bất quá, không thể được chúng ta Hàn Băng Tông sử dụng, ngươi chính là một cái đáng chết thiên tài. Trong khi nói chuyện, Triệu Vân Long chuẩn bị phải đem Diệp Thần Phong đưa lên đường, mà cách đó không xa Ninh Tuyết Ni thấy cảnh này sau, người nhỏ giọng nói, hắn chung quy không phải là cùng ta một thế giới, cho dù thiên phú cho dù tốt thì lại làm sao. Hôm nay hắn chết chắc rồi. Vương Hàn Mai trong con ngươi lập lòe nhìn có chút hả hê ánh sáng, người biết Diệp Thần Phong chẳng mấy chốc sẽ được tam trưởng lão Triệu Vân Long cho đập thành một bãi thịt nát rồi. Về phần Ninh Bá Thiên ba người, bọn họ là một bộ phong đạm vân khinh biểu lộ, dù sao Diệp Thần Phong chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong tất nhiên sẽ chết ở Triệu Vân Long trên tay.
mà bị Triệu Vân Long đánh bay ra ngoài Hà Bình ba người, bọn hắn trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, căn bản vô pháp từ dưới đất đứng lên rồi, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Tiểu Bạch, trong con ngươi tất cả đều là vẻ lo âu. Chết đi cho ta, Triệu Vân Long hoàn toàn không đem Diệp Thần Phong để ở trong mắt, hắn cũng không hề sử xuất toàn lực, chỉ là một chưởng nhẹ nhàng hướng về Diệp Thần Phong thiên linh cái vỗ tới, hắn chắc chắn dựa vào một chưởng này đem Diệp Thần Phong giải quyết. Mà chính lúc ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, ngồi xổm ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tiểu Bạch, nó đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp đụng vào Triệu Vân Long trên thân thể. Triệu Vân Long căn bản không có chú ý tới Tiểu Bạch. Lại tăng thêm Tiểu Bạch này va chạm có ngàn quân lực, Tiểu Bạch trực tiếp đem Triệu Vân Long đụng ngã xuống trên mặt đất, tiếp lấy, ầm. Một tiếng, nhất cổ ngập trời khí thế từ trên người Tiểu Bạch phóng lên trời, Tiểu Bạch khôi phục cao hơn 10 mét hình thể, một chảo trực tiếp đập đánh vào Triệu Vân Long trên ngực. Phải biết Tiểu Bạch thực lực cũng là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, hơn nữ yêu thú thịt thân muốn so nhân nhục thân phải cường hãn hơn rất nhiều. Được Tiểu Bạch một chảo này tử đập chúng, sau đó Triệu Vân Long chỉnh cái thân thể của con người nhất thời bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết phun mạnh, ngực xương cũng hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Tình cảnh này phát sinh quá đột nhiên, từ nhỏ trắng va chạm Triệu Vân Long, lại tới Tiểu Bạch khôi phục nguyên bản hình thể, đem Triệu Vân Long một móng vuốt đánh bay, này một loạt động tác chỉ phát sinh tại ngăn ngắn 2 giây đồng hồ bên trong, ngăn ngắn 2 giây, tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tam trưởng lão Triệu Nguyên Long. Hắn liền giống một điều chó chết nằm trên mặt đất lên, tất cả những thứ này tất cả để Ninh Bá Thiên bọn người trợn tròn mắt. Chẳng ai nghĩ tới ngồi xổm ở Diệp Thần Phong bên cạnh chính là Cửu U Băng Sư. Chẳng ai nghĩ tới Cửu U Băng Sư lại đột nhiên nhô ra tham chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.